Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Chương 976, điều kiện của Đinh Hồng hai. Không có khả năng, mặc dù căn cơ của chúng ta không ở trong vạn quốc thành. Thế nhưng nếu phát hiện ra bị trêu đùa, muốn tìm ra người này vẫn rất là đơn giản. Một vị tông chủ khẽ nói, "Trừ phi hắn không muốn sống." Cho dù không có gặp người đưa tin, nhưng khi đó ngay cả Lâm Gia Thiên Vũ Vương quốc có thể xuất ra tầm thích thử, thế lực lớn như bọn hắn nếu thật sự muốn truy xét vẫn rất là đơn giản sở dĩ bọn hắn không có làm như thế là không muốn dọa chạy người nọ từ đó mất đi tin tức về di vật khổng sư cũng đúng vậy thì chờ đi hiểu rõ điểm này tất cả mọi người đều không nói thêm gì nữa tất cả mọi người là danh sư hơn nữa thấp nhất cũng đã đạt đến tứ tinh đỉnh phong có đủ sự kiên nhẫn và định lực là ta gọi chư vị tới quả nhiên không lâu sau một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một lão giả cụt một tay đi tới. Đinh Hồng không có bất kỳ cái gì che giấu gì, bộ dạng hơn 60 tuổi, tu vi chỉ có trí tôn cảnh, khí sắc hao tổn cực độ. Vừa nhìn đã biết vừa mới bị trọng thương, còn chưa có triệt để khôi phục lại. Mọi người nhìn qua, vốn mọi người cho rằng người dám triệu tập nhiều người bọn hắn như vậy, tu vi ít nhất cũng phải đạt đến hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, thậm chí còn cao hơn không nghĩ tới chỉ là một tiểu nhân vật như trí tôn cảnh, tất cả đều nhớ mày. Mạo muội để mọi người tới đây, thế nhưng thực sự giống như trên thư viết cho các ngươi. Vì di vật của khổng sư, Đinh Hồng nhìn quanh một vòng. Audio điện tử võ tấn bền. Hắn biết coi như mình có ngụy trang khá hơn nữa cũng không gạt được con mắt của những nửa bước danh sư ngũ tinh này. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp lấy diện mạo như trước gặp người ta, dù sao có bí mật trong tay, hắn cũng không sợ bị người ta giết người diệt khẩu. Di vật khổng sư, ngươi nên biết mình đang nói chuyện trước mặt ai, một khi là giả, thứ chờ đón ngươi là cái gì có lẽ ngươi cũng biết. Ông tay áo vung lên, la hoàng tông chủ hừ lạnh một tiếng. Tự ta nhiên biết, mỗi một câu không dám nói dối. Ta nói di vật khổng sư là bản chép tay mà khổng sư tự tay viết, Đinh Hồng ôm quyền, nói. Bản chép tay của khổng sư. Tất cả mọi người đều chấn động bên trong các di vật mặc dù công hiệu của bảo bối rất lớn thế nhưng đối với danh sư hiệu quả còn không bằng bản chép tay loại từ tay viết thư này mỗi một chữ đều ẩn chứa dấu vết của người viết còn có tinh khí thần nếu thường xuyên quan sát có thể khiến cho tâm cảnh khắc độ của người ta tiến nhanh tu vi tăng nhiều không phải là thứ mà những bảo vật khác có thể so sánh được không sai là lúc trước tiên tổ của một tiểu gia tộc cứu tính mạng của mẫn thánh mẫn sư cho nên khổng sư nhớ ân tình, lập tức viết một phong thư, từ đó nó được xem như bảo vật gia truyền, lưu truyền đến nay. Đinh Hồng nói, Mẫn Thánh, người nói là môn hạ khổng sư, người được gọi là Mẫn Sư, một trong 72 thánh. Hắn là một trong những người sáng lập danh sư đường, nổi tiếng thiên hạ, hậu nhân trải rộng trong nước. Nếu như lời ngươi nói là sự thật, như vậy giá trị của bản chép tay này dấp tơ lao, không thể ước lượng. Không nói đâu xa, nếu cầm thứ này trong tay tìm tới hậu nhân của Mẫn Thánh, như vậy đối phương sẽ không có khả năng bạc đái. Đúng vậy a à. Nghe thấy hắn giải thích, tất cả mọi người đều hít thở dồn dập Khổng sư nổi danh có 3.000 đệ tử, người lợi hại nhất gọi là 72 thánh, Mẫn Thánh chính là một trong số đó, từ tham dự qua việc sáng tạo danh sư đường, thuộc về một trong những người sáng lập. Đã từng cứu người, thậm chí còn lấy được thư mà khổng sư tự tay viết không nói cái bản chép tay này có giá trị bao nhiêu chỉ bằng vào cái điển cố này cũng đã có thể khiến cho vô số người vì đó mà điên cuồng nói điều kiện đi la hoàng tông chủ cũng đè nén hô hấp ngẩng đầu nhìn qua nghe thấy lời hắn tất cả mọi người cũng tỉnh táo lại cũng đúng đối phương tốn tâm tư lớn như thế triệu tập mọi người tới đây nhất định là có mục đích và điều kiện nếu như không có thì chắc chắn bọn hắn cũng sẽ không yên tâm vẫn là la tông chủ sảng khoái. Đinh Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng, mục đích của ta rất đơn giản, thứ nhất, muốn trở thành minh chủ vạn quốc liên minh. Thực lực đạt tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, thứ hai, giúp ta giết một người, yên tâm, thực lực của người này không cao, chỉ có hóa phàm nhị trọng sơ kỳ, không tính là gì. Ai có thể đồng ý làm hai điểm này cho ta, như vậy ta sẽ nói cho người đó tin tức về di vật khổng sư. Minh chủ Vạn Quốc Liên Minh được danh sư Đường Vạn Quốc thành nâng đỡ. Mặc dù chúng ta không có cách nào nhúng tay vào, thế nhưng bằng vào mặt mũi của ta, Khang Đường chủ vẫn lẽ tôn trọng mấy phần. Bảo hắn thay đổi một vị minh chủ, không tổn thương tới cơ sở, có lẽ vấn đề không lớn. La Hoàng tông chủ nhìn qua rồi nói, còn việc giúp ngươi tăng tu vi lên tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, chỉ cần tuân thủ chỉ điểm của ta một cách nghiêm chỉnh thì cũng có tám thành cơ hội đạt tới. Còn giết người cũng có thể đồng ý. Là tông chủ đừng gấp gáp như vậy, chuyện ngươi có thể làm được thì ta cũng có thể làm được. Di vật khổng sư, chắc hẳn chư vị ở đây không có người nào tình nguyện từ bỏ a. À. Đúng vậy a, à, vị bằng hữu này, loa kiền tông ta đồng ý với ngươi, không chỉ giúp ngươi trở thành minh chủ vạn quốc liên minh, thực lực bạo tăng, lại còn có thể để cho ngươi trở thành khách quý tông môn ta, hưởng thụ đãi ngộ của trưởng lão. Hàn khí tông chúng ta cũng đồng ý điều kiện này, mặt khác lại thêm 5 viên linh thạch trung phẩm, 15 nữ đệ tử hóa phàm nhị trọng làm cơ thiếp. Nghe được điều kiện của đối phương, tất cả thế lực đồng thời giống như ong vỡ tổ. chương 977, tiền tài động nhân tâm 1. Còn tưởng rằng yêu cầu của đối phương cao bao nhiêu, không nghĩ tới lại đơn giản như vậy. Minh chủ của vạn quốc liên minh, lại giết một tiểu nhân vật hóa phàm nhị trọng sơ kỳ, điều kiện như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ đồng ý quả thực so với cho không cũng không có gì khác biệt mọi người trước tiên đừng có gấp khi toàn bộ mọi người ở đây tràn ngập vẻ hưng phấn muốn tranh đoạt danh ngạch thì đinh hồng nhìn quanh một vòng nghe ta nói hết lời rồi mới quyết định mọi người dừng lại rồi nhìn qua người mà ta muốn giết mặc dù thực lực chẳng ra sao cả thế nhưng thân phận lại tương đối đặc thù là một vị danh sư hơn nữa chính là người tham gia lần thi đấu này của vạn quốc thành đinh hồng nói Danh sư tham gia thi đấu của Vạn Quốc Thành, người mà ngươi nói chính là Trương Huyền danh sư gần đây thanh danh vang dội hay sao? Mọi người sững sờ, xem như là đối thủ tham gia thi đấu, coi như Vạn Quốc Thành không khiến cho người ta chú ý, thế nhưng cái tên Trương Huyền vẫn được bọn họ nghe nói qua. Không đủ 20 đã từ bên trong tuyển chọn chỗ hết tài năng, càng thành công khảo hạch danh sư tứ tinh tại chỗ, hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Muốn giết người này, mọi người mới vừa rồi còn kêu la vui mừng trong nháy mắt tất cả đều trở nên yên lặng danh sư là người không thể tùy tiện chém giết nếu không một khi tổng bộ truy xét ai cũng không gánh được huống chi lại là loại gia hỏa gần đây thanh danh vang dội một khi động thủ vị trí thế lực của bọn hắn đều rất có khả năng phải chịu nghi ngờ và điều tra ngươi và trương sư có thù hận gì nhíu mày la hoàng tông chủ nhìn qua danh sư không thể tùy tiện chém giết nhưng cũng không phải là không thể giết nếu cần phải làm như thế nhất định phải có một trong mấy điều kiện phía dưới một hai bên có thù hận chân chính đã đến mức độ không có cách nào hóa giải được hai vị danh sư này tự kiềm chế thân phận làm ra chuyện trái với sư đức bị vạn người phỉ nhổ ba bất kính đối với danh sư cấp cao làm ra hành động ngỗ nghịch với danh sư cấp cao cũng chính là quy định của danh sư đường người làm trái lương tâm giết người làm trái đức giết người làm trái lễ giết cho dù là danh sư đức hạnh và lễ nghi cũng không thể vi phạm nếu không danh sư đường cũng không bảo vệ được bọn hắn hắn giết thân nhân diệt ta vương quốc của ta cừu hận không đội trời chung cắn chặt răng đinh hồng lên tiếng gào thét đường đường là lão tổ một nước hiện tại lại giống như chó nhà có tam vậy ngay cả nhà cũng không dám trở về những nơi nhiều người cũng không dám đi cũng bởi vì cái tên này cừu hận không đội trời chung, như vậy là tốt rồi. Thấy vẻ mặt của hắn không giống giả vờ, La Hoàng Tông chủ nhẹ nhàng thở ra, ta có thể nghĩ biện pháp giúp người mau chóng tăng thực lực đạt tới hóa phàm tam trọng, người tự mình báo thù, chém giết hắn, được chứ? Hắn đã có thù hận không đội trời chung với vị trương sư này, như vậy cũng đã phù hợp với điều kiện thứ nhất để chém giết danh sư, hoàn toàn có thể giúp hắn tăng thực lực lên, tự bản thân báo thù. Hai bên có thù hắn lớn, tỷ thí công bằng bị giết chết như vậy xem như là danh sư đường cũng không thể nói được cái gì đúng a à, làm sao ta không nghĩ tới điểm ấy chứ vẫn là phản ứng của la tông chủ nhanh hơn một bước nghe thấy hắn nói như vậy mọi người vỗ chán một cái cùng là giết người chỉ cần bọn hắn không xuất thủ thì sẽ không có trách nhiệm về sau tổng bộ truy xét cũng không tìm thấy được chỗ để gây ra phiền phức biện pháp này tuy tốt chỉ là tên kia rất cổ quái ta sợ không phải là đối thủ của hắn. Đinh Hồng lắc đầu. Mặc dù lời đối phương nói khiến cho hắn rất động tâm, nhưng khi đó hắn đã từng chiến đấu qua một trận với tên kia, thủ đoạn quỷ dị khiến cho người ta khó có thể tin. Hắn có thực lực hóa phàm nhất trọng mà cũng thua trong tay nửa bước hóa phàm, coi như đi đến âm dương cảnh cũng chưa chắc có thể là đối thủ của đối phương. Nói thật, phải chiến đấu qua với tên kia thì mới biết được sự đáng sợ của hắn. Vạn nhất còn chưa đánh qua mà đã muốn trốn, như vậy nhất định sẽ trốn không thoát không phải là đối thủ ý của ngươi là chúng ta nhất định phải chém giết thì mới được sao la hoàng nhíu mày lại đúng vậy đinh hồng nói chuyện này mọi người yên lặng nếu như đối phương là tiểu nhân vật yên lặng vô cớ như vậy giết thì giết thế nhưng người ta là tuyển thủ tham gia thi đấu danh sư danh khí lớn như thế một khi động thủ tất nhiên sẽ bị danh sư đường vạn quốc thành bắn ngược đến lúc đó chỉ cần bẩm báo cho tổng bộ, đừng nói các thế lực khác, coi như Lưu Vân Tông mạnh nhất cũng không chịu đựng được nổi. Để ta nói thật với các người vậy, bản chép tay khổng sư này cũng không có ở trên tay của ta, mà đang ở trong tay người khác. Bất kể là ai, chỉ cần đồng ý, sau khi giúp ta hoàn thành hai chuyện kia ta sẽ lập tức nói cho hắn biết bản chép tay ở nơi nào. Thấy mọi người không nói lời nào, Đinh Hồng nói giúp người trở thành minh chủ vạn quốc liên minh và tăng thực lực lên cũng không khó. chuyện trương sư liên quan rất lớn, coi như lưu vân tông chúng ta cũng không dám tùy tiện đồng ý. la hoàng tông chủ trần chờ một chút rồi nói như vậy đi, trước tiên người cứ nói món kia bảo vật ở nơi nào, chúng ta có nhiều người như vậy sẽ thương nghị lựa chọn ra sao. nếu như đáng giá, tự nhiên sẽ ra tay; nếu không đáng thì cũng sẽ giúp người hoàn thành hai nguyện vọng khác. giết một vị danh sư tứ tinh. Xem như bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, cho nên tạm thời vẫn ngăn chặn chuyện này lại. Sau khi biết tin tức chuẩn xác về bảo vật rồi lại nói: "Không sai, ở đây có nhiều thế lực như chúng ta, còn không đến mức bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà đánh mất chữ tín của chính mình." Một vị tông chủ khác nói. Chương 978, tiền tài động nhân tâm 2. Thứ này không nằm trong tay ngươi, như vậy giá trị tin tức của ngươi cũng rất thấp." Lại có người nói: nếu như bản chép tay của khổng sư ở trong tay hắn coi như phải chịu tổng bộ chỉ trích và nguy hiểm thì bọn họ cũng có thể giết thế nhưng đồ vật còn đang ở chỗ người khác hắn ta chỉ cung cấp một tin tức một tin tức mà có giá trị cao như vậy thực sự không đáng dù sao nếu như chỉ có một thế lực biết tin tức này thì cũng thôi đi nhiều người đồng thời biết như vậy một khi trương sư xảy ra vấn đề sẽ rất dễ dò dỉ tin tức ra đến lúc đó bảo vệ bản chép tay khổng sư được hay không là việc nhỏ, toàn bộ tông môn sẽ vì chuyện này mà mang đến họa lớn ngập trời. Ta tin tưởng tín dự của chư vị danh sư, thực không dám giấu giếm, bản chép tay khổng sư này đang ở ngay trên người trương huyền, trong tay trương sư kia. Thứ này là hắn cướp đi từ trong tay của ta, cánh tay này của ta cũng bị hắn chém xuống. Chỉ cần các người có thể giết hắn, như vậy sẽ có thể lấy được bản chép tay này. Hai mắt đinh hồng hấp hái, Nói ra lời nói mà hắn đã nghĩ kỹ trước đó. Trương sư cướp đi bức thư tay của ngươi. Tay cánh tay ngươi bị hắn chém xuống. Mọi người sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Mặc dù bọn hắn đều là danh sư, có thể nhìn ra lời nói của tên này nghĩ một đằng nói một nẻo, thậm chí còn có một ít lời tự mâu thuẫn, thế nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần hắn thừa nhận bản chép tay bị Trương Huyền cướp đi là được đây chính là một lý do đủ để phán xử tử hình, đã phạm phải sư đức. Nói rõ chi tiết tình huống cụ thể một chút đi, nếu quả thật là như thế, như vậy vị trương sư này làm trái sư đức. Coi như không phải là người phân bộ chúng ta thì người làm danh sư cũng sẽ báo thủ cho ngươi, diệt trừ bại hoại bên trong danh sư. Phung tay lên, La Hoàng Tông chủ đại nghĩa lẫm liệt nói. Đúng vậy a, à, có oan ức gì thì cứ việc nói ra là được. Những người đang ngồi đây đều là danh sư chính nghĩa, nếu như đối phương thật sự dựa dẫm thân phận danh sư để lấy mạnh hiếp yếu bắt nạt kẻ yếu như vậy chúng ta sẽ làm chủ thay ngươi danh sư đường quyết không cho phép loại người này xuất hiện lại có hai vị danh sư quát trong mọi người cũng có danh sư cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy thế nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của đám người la hoàng tông chủ tất cả đều than thở một tiếng lắc đầu đối mặt với bản chép tay của khổng sư xem như bọn hắn cũng không thể giữ được mối nghi ngờ này mọi người đã muốn nghe thì ta sẽ nói rõ chi tiết. Hai mắt đinh hồng đỏ lên, món bảo vật này là vật phẩm của cù gia, mà đinh gia si vàng cù gia chúng ta đời đời giao hảo. Thậm chí cùng hưởng vương quốc, bất quá, nhân khẩu cù gia không vượt, ba năm trước đây người thừa kế cuối cùng qua đời. Cho nên mới giao món bảo vật này cho chúng ta bảo quản. Nói đến đây, Đinh Hồng tràn ngập phẫn uất và lửa giận, ai ngờ, chuyện này không biết làm sao lại bị tên Trương Huyền biết. Hắn vào tới vương quốc, đồng thời ở bên trên đại điển kế vị của tôn nhi ta cưỡng ép chém giết nó lại cướp đi bản chép tay thậm chí còn diệt vương quốc của ta nếu như không phải ta chạy nhanh có khả năng đã chết ngay tại chỗ từ lâu rồi vì che giấu tai mắt người ta cho nên hắn cố ý dùng các loại cớ trên thực tế là muốn che giấu tin tức bản chép tay khổng sư đang ở trong tay hắn may mắn ông trời thương xót mở mắt cho nên ta còn sống nếu không nhất định tin tức này sẽ biến mất ở trên thế gian không có người nào có thể khôi phục công đạo được nữa cắn chặt răng đinh hồng thét dài một tiếng đối phương là danh sư chú ý đến thân phận coi như muốn động thủ thì cũng cần một cái lý do thích hợp mà câu chuyện này chính là thứ mà hắn chuyên môn lập ra cho bọn họ rõ ràng là đinh gia bọn hắn không cướp bóc được lúc này lại trở thành trương huyền không để ý đạo nghĩa như vậy toàn bộ tội danh đều rơi lên trên người trương huyền coi như lại động thủ với hắn thì đám người này cũng không có cảm giác tội lỗi gì nữa. Đáng giận, không ngờ trong danh sư đường còn có loại người này tồn tại. Quả thực không để ý tới đạo nghĩa, làm mất thân phận danh sư. Nhất định phải giáo huấn loại người này một lần, để cho hắn biết cái gì gọi là tôn nghiêm sư đạo. Khó trách danh sư đường vạn quốc thành luôn sắp xếp từ dưới lên, loại tập tục này cũng nên chỉnh đốn một chút. Nghe lời nói của Đinh Hồng xong, trong lòng rất nhiều danh sư đều lòng đầy căm phẫn. "La tông chủ, ta đề nghị, hiện giờ chúng ta lập tức đi tìm vị Trương Huyền Trương sư này, để hắn nói chuyện này cho rõ ràng." "Không sai, trước tiên phải bảo hắn giao ra thư tay, để chúng ta đảm bảo thay hắn. Nếu không, loại người nhân phẩm thấp như vậy, nếu cứ cầm sẽ là không tôn trọng và vũ nhục đối với Khổng sư." "Đúng vậy a, à, ta cũng có dự định này." mọi người đồng loạt rời ánh mắt tập trung lên trên người la hoàng tông chủ các ngươi nói rất có lý danh sư phải giữ gìn bản thân thì mới có thể có hạo nhiên chính khí dạy bảo chúng sinh đương nhiên chúng ta cũng không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của vị bằng hữu này còn phải nghe trương sư giải thích nếu như hắn thật làm ra chuyện làm trái sư đức cho dù có danh sư đường vạn quốc thành bao che thì chúng ta tuyệt cũng không buông tha vung tay lên la hoàng tông chủ ra vẻ chính nghĩa từ nói được, hiện tại đi tìm hắn đối chất nhau. Thấy hắn đồng ý, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Vị bằng hữu này, người cũng đi cùng một chỗ, yên tâm. Trước khi chuyện không có cha ra manh mối, ngươi là khách nhân tôn quý nhất của Lưu Vân Tông chúng ta, không có người nào dám làm gì ngươi. Thấy thái độ của mọi người như vậy, La Hoàng Tông chủ hài lòng gật đầu, vung tay lên. Vâng, hai mắt đinh hồng sáng lên. Vị trương sư kia đang ở gần minh phủ chủ, lần trước ta đã phái người đi qua nghe ngóng có thể mang các ngươi đi qua đó một vị danh sư hô một tiếng lại đi đầu dẫn đường đã đưa ra quyết định mọi người đồng loạt đi ra khỏi vọng hải lâu đi thẳng về phía phủ đệ mà trương huyền ở lại nhìn thấy mọi người khí thế hung hăng rời khỏi cùng theo một lúc tới la tuyền kìm lòng không được lắc đầu tất cả mọi người đều biết bản chép tay của khổng sư đang ở trong tay trương huyền đi hỏi thăm thì sao còn có khả năng công bằng được chứ chỉ sợ mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, món bảo vật này nhất định sẽ không giữ được. chương 979, Tôn Cường đuổi người một Ở trong phủ đệ của Trương Huyền, một thân ảnh xinh đẹp đi đến, chính là công chúa Liên Minh, Triệu Phi Vũ. Công chúa, thiếu gia của chúng ta còn chưa có trở lại. Thấy nàng đi tới, Tôn Cường vội vàng tiến lên đón, vẻ mặt cười khổ. Từ khi thiếu gia rời khỏi đây, vị triệu công chúa này ba ngày lại tới một lần sắp tới mức xem chỗ này như phủ công chúa của nàng vậy. Ta biết, ta chỉ tới đi dạo. Nghe thấy đối phương còn chưa có về, vẻ mặt triệu phi vũ có chút ảm đạm, chẳng qua nàng lại lập tức cười nói. Công chúa yên tâm, một khi thiếu gia trở về, ta là người thứ nhất phái người báo tin cho công chúa. Biết rõ vì công chúa này có khả năng có một loại tâm tư nào đó đối với thiếu gia nhà mình, cho nên tôn cường vội vàng nói. Tốt, gật gật đầu, Triệu Phi Vũ đang muốn nói chuyện thì đã chỉ thấy bên ngoài phủ đệ lần nữa có một người đi tới, chính là viên chủ dược viên Thành Nam Tiết Nhất Sao. Vị viên chủ này nổi danh tính tình cổ quái, bình thường không để ý tới Minh phủ chủ bọn hắn, làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này? Triệu Phi Vũ có chút kỳ quái hỏi, không biết Tiết viên chủ tới đây là có chuyện gì? Trương sư cứu sống Địa Mạch Linh Đằng, khiến cho tất cả dược liệu tránh được tai nạn. Lần này Tiết Mỗ tới đây là đặc biệt tới cảm kích. Tiết Phiên chủ vội nói: "Trải qua những ngày này tu dưỡng, linh tính mới đã triệt để dung hợp với địa mạch linh đằng, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Dược liệu trước đó khô héo cũng đã khôi phục thần thái, mãi đến lúc này nàng mới chính thức xác nhận được thủ đoạn của Trương sư rất hữu hiệu. Cho nên mới tự mình tới gửi tới lời cảm ơn. Mặc dù lúc trước đã đưa cho đối phương không ít linh dược để bồi thường, thế nhưng so với cả vườn dược liệu thì vẫn không có ý nghĩa, không đáng để nhắc tới như cũ." Trương Sư vì đón thi đấu danh Sư mà tiềm tu xa nhà, còn chưa có trở lại. Tôn Cường giải thích nói. Trước khi Trương Huyền đi cũng không nói tới việc mình sẽ đít âm dương đầm, mà chỉ dặn dò mọi người, tiềm tu xa nhà, như vậy có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Tiềm tu, tiết phiên chủ sửng sốt một chút, vậy thì tốt, tại hạ chờ Trương Sư trở về rồi lại tới thăm hỏi. Trương Sư không ở đây, có ở lại hay không cũng không quan trọng, đang định quay người rời khỏi thì đã cảm thấy phía sau có một cỗ khí tức cường đại áp bách đến. Lập tức có một đám người xuất hiện ở bên ngoài phủ đệ. Trương huyền trương sư có đó không? La Hoàng Tông chủ Lưu Vân Tông, Bạch Khải Chi Tông chủ Bạch Dương Tông, Hoàng Kỳ Tông chủ Lạc Sa Tông. 14 vị Tông chủ, bệ hạ đế quốc đến, lập tức bảo hắn đi ra tiếp kiến. Một tiếng hét vang sông thẳng lên mây xanh. Chuyện Trương huyền rời khỏi vạn quốc thành không có mấy người biết những thế lực này cũng không có xem vị danh sư vừa mới quật khởi này là đối thủ, cho nên cũng không có chú ý quá nhiều. Vì vậy bọn hắn cũng không biết, người ta cũng không ở trong phủ đệ. 14 vị tông chủ, bệ hạ đế quốc đến đây. Muốn làm gì vậy? Trương sư là danh sư của vạn quốc thành chúng ta, tìm hắn làm cái gì? Thanh âm vang vọng bốn phương, nghe thấy nói như vậy rất nhiều hộ vệ, binh sĩ đều sướng sờ. Trương Sư là danh sư tham gia thi đấu của Vạn Quốc Thành, đám người này chạy tới tìm hắn làm gì? Tôn Cường, Triệu Phi Vũ, Tiết Phiên Chủ cũng đồng thời liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút không thích hợp. Coi như muốn tìm Trương Sư thì cũng sẽ từng người đến, lần này một lần tới là người phụ trách của 14 thế lực lớn, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chư vị, thiếu gia nhà ta không có mặt ở trong phủ đệ. Trần chờ một chút, Tôn Cường tiến về phía trước một bước, đi tới trước mặt mọi người. Không có mặt ở phủ đệ, ta thấy hắn đã ẩn nấp đi rồi, gọi hắn ra, nếu không, đừng trách chúng ta phái người vào lục soát. Một lão giả dùng bàn tay lớn vẫy một cái. Bàn chép tay của Khổng Sư liên quan quá lớn, vạn nhất tên này sớm biết tin tức mà trốn thì làm sao bây giờ? Lục soát. Tôn Cường nhướng mày, thiếu gia nhà chúng ta thân là danh sư tứ tinh đại biểu cho vạn quốc liên minh tham gia thi đấu danh sư, địa vị tôn sùng phủ đệ lại được danh sư đường bảo hộ. Xin hỏi, người vi phạm với chức trách danh sư, hay là làm ra chuyện gì có hại cho danh sư đường? Khiến cho chư vị huy động nhân lực, thậm chí còn muốn lục soát phủ đệ như vậy chứ? Lại nói, coi như là lục soát thì cũng là danh sư đường vạn quốc thành lục soát các người có tư cách gì? Còn muốn lục soát làm một người quản gia danh xứng với chức, hắn biết rất rõ ràng về quyền lợi của danh sư. Trương sư thân là danh sư tứ tinh, địa vị tôn sùng, không có thủ lệnh của danh sư đường, ai có tư cách điều tra. Mặc dù chúng ta không có lục soát lệnh, nhưng nhiều danh sư cấp bậc cao hơn hắn như vậy tự mình tới đây. Người làm vãn bối, danh sư tứ tinh sơ kỳ có lẽ nên lập tức đi ra tiếp kiến mới phải. Không sai, còn không bảo hắn nhanh ra nghênh tiếp, chẳng lẽ hắn muốn vi phạm lễ nghi của danh sư hay sao? Hai vị trung niên đồng thời hét lớn. Bọn họ chạy tới đây a lạp hỏi thăm chuyện bản chép tay khổng sư, nếu như tên này trốn tránh không đi ra, như vậy còn thẩm vấn thế nào được nữa chứ? Ngênh đón, nghe thấy lời nói của đối phương lớn lối như thế, Tôn Cường chỉ cảm thấy một cơn lửa giận sông thẳng lên trên óc, mặt hắn tối sầm lại, làm càn. Ừ, C. Thân thể triệu phi vũ, tiết viên chủ đồng thời nhoáng một cái. Làm càn, hình như là người A. Người đến đây đều là môn chủ của các tông môn tới tham gia thi đấu. Là siêu cấp cường giả, nửa bước danh sư ngũ tinh. Người chỉ là tiểu nhân vật hóa phàm nhất trọng mà trực tiếp quát lớn, người lấy lá gan từ đầu vậy. Thiếu gia nhà chúng ta chính là học sinh thân truyền của danh sư Dương Huyền, địa vị tôn sùng, chỉ bằng vào một đám ngay cả ngũ tinh cũng chưa tới mà dám chạy tới nơi này lại nhải. Tôn Cường khoát tay chặn lại, mang theo vẻ ngạo nghễ nói, còn không lập tức lăn ra ngoài. Lão gia Dương Huyền chính là danh sư siêu cấp vượt qua lục tinh, làm quản gia của hắn, tự nhiên cũng phải có loại phong độ ả à kiêu ngạo của danh sư cấp bậc này. Một đám gia hỏa ngay cả ngũ tinh cũng chưa tới, chạy tới muốn thiếu ra đi ra nghênh đón, ai cho các ngươi lá gan như vậy chứ? Ngọc kép chấm chấm chấm. Đám người la hoàng tông chủ sướng sờ đứng tại chỗ, mỗi một người nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm. Vốn là bọn hắn cho rằng báo ra thân phận thì nhất định vị trương huyền này sẽ bị dọa đến mức tè ra quần, đi ra nghênh tiếp. Thế nhưng dù thế nào bọn hắn cũng không nghĩ tới lại còn chưa có nhìn thấy người thì đã bị quản gia ngăn ở ngoài cửa. Còn nói bọn hắn làm càn, bảo bọn hắn lăn ra ngoài. Con mẹ nó, không phải ta nghe lầm đấy chứ. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa. chương 980, Tôn Cường đuổi người, hai. Những mày, khí tức của La Hoàng Tông chủ cuồn cuộn như rồng. Hắn thân là Tông chủ Lưu Vân Tông, siêu cấp cường giả hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh đỉnh phong. Thế nhưng lúc này lại bị một tiểu nhân vật không biết từ nơi nào xuất hiện kêu gào đuổi ra ngoài, hắn cảm thấy phổi mình sắp tức giận tới mức nổ tung. Ta nói cái gì, lỗ tai người điếc hay sao? Còn nói là danh sư, ta nhổ vào, lỗ tai kém như vậy, thật không biết làm sao lăn lộn được tới bây giờ. Tôn Cường vung tay lên, được rồi, ta cũng lời nói nhiều với các ngươi, đã không nghe rõ thì ta thì lập lại lần nữa. Bản quản gia, bảo các ngươi cút, đừng làm loạn ở chỗ này tự tìm cái chết. Thấy lão sư bị nhục, là tuyển tức giận tới mức sắc mặt xanh lét, thân thể nhoáng một cái, rũi bàn tay đánh về phía tôn cường. Âm âm, một trường ấn cực lớn phô thiên cái địa đánh tới, khí tức cuồng bạo thổi tới mức bụi đất tung bay. Thu, bàn tay còn chưa rơi vào trên người tôn cường thì một tiếng kêu to chói tai đã vang vọng ở trên bầu trời. La Tuyền còn không có kịp phản ứng thì đã thấy có một bóng đen cực lớn rơi thẳng từ trên trời xuống bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên không khí phát ra tiếng vang chói tai, sắp đâm xuyên thủng lỗ tai. Chúng ta, biến sắc, chỉ kịp kinh hô thì đã bị một cái mông cực lớn ngồi xuống bên dưới. Thân thể vặn vẹo giống như sắp bị gãy, là tuyển phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa đã đoạn khí mà chết. Yêu thần thú, lúc trước, trước khi Trương Huyền đi từng dặn dò tên này bảo vệ cho mọi người, lúc này thấy là tuyển muốn ra tay với tôn cường, nào còn do dự được nữa mà trực tiếp từ không trung bay xuống. Bản thân nó chính là hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, là tồn tại bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Thực lực so với La Tuyền còn mạnh hơn không ít, lại thêm quán tính tốc độ, cùng với phòng ngự vô địch. Cho nên đối phương còn không có kịp phản ứng thì thiếu chút nữa đã bị ngồi xuống như thế mà mất mạng. Giờ phút này La Tuyền đã sụp đổ. Lần thi đấu danh sư này, thiên tài có tiếng ủng hộ lớn nhất là tồn tại siêu cấp bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá hợp linh cảnh, thiếu chút nữa đã bị cái mông của một đầu linh thú ngồi chết. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy sắp phát điên rồi. Xuất sinh, ngươi dám. Khuôn mặt đỏ ửng tới cổ, la hoàng tông chủ hét lớn. Lưu Vân Tông Tông Chủ, người mạnh nhất của 28 thế lực chung quanh. Không ngờ học sinh lại bị ngã xuống đất ở trước mặt hắn, thiếu chút đã bị giết chết. Chuyện này làm cho hắn tức giận đến mức nhíu mày, muốn ra tay sao vậy đường đường là nửa bước danh sư ngô tinh muốn ra tay đối với người bình thường hay sao xin hỏi ta đã làm sai chỗ nào trương sư làm sai chỗ nào tôn cường tiến về phía trước một bước danh sư tự kiềm chế thân phận không có lỗi lầm quá lớn thì bình thường sẽ không ra tay đối với người bình thường bản thân hắn chỉ ngăn cản đối phương không cho đối phương đi vào mà thôi nếu như người này thực sự động thủ như vậy người mất mặt sẽ chỉ là chính hắn Mặc dù trong lòng chắc chắn đối phương sẽ không tự làm mất giá trị bản thân, thế nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng lo sợ bất an. Ngươi, bị chất vấn ở trước mặt, cánh tay đang giơ ra, muốn xuất thủ của La Hoàng tông chủ lại ngừng lại. Đối phương chỉ là một hạ nhân, cũng bởi vì đụng phải hắn cho nên mới lạnh lùng hạ sát thủ, như vậy cũng quá không có phong độ. Ta lặp lại lần nữa, thiếu gia không ở trong phủ đệ, mặc kệ các ngươi tới bái sư hay là muốn làm chuyện khác, mời trở về thấy cuối cùng hắn cũng không có động thủ, Tôn Cường nhẹ nhàng thở ra, khẽ nói. Bái sư, nghe nói như thế, mọi người lần nữa ngất đi. Bái cái con em người A Hát. Người có từng thấy người đằng đằng sát khí tới bái sư sao? Lại nói, vị trương huyền này chỉ là cái danh sư tứ tinh sơ kỳ, có tư cách gì khiến cho siêu cấp cường giả nửa bước ngũ tinh, danh chấn 27 thế lực xung quanh như bọn hắn bái sư cơ chứ? Là tông chủ, làm sao bây giờ? nhìn thấy cục diện xấu hổ một lão giả không nhịn được đi tới rồi hỏi nhiều cường giả thế lực lớn đỉnh cao như vậy cũng không thể chạy đến nhà người ta rồi xoay loạn thậm chí còn hạ nhân dùng hình đối với người ta nếu như làm như vậy chuyện này truyền đi không cần tổng bộ đến điều tra thì mình cũng sẽ không có mặt mũi nào gặp người ta nữa thế nhưng nếu không làm như vậy thì làm sao có thể xác định vị trương sư kia có ở đó hay không đi về trước đi vẻ mặt tối đen bàn tay lớn của la hoàng tông chủ vẫy một cái trở về mọi người sững sờ chẳng lẽ cứ như vậy đầu hổ đuôi rắn đi về như vậy chuyện này cũng quá mất mặt a à. còn có thể làm sao được nữa la hoàng tông chủ hừ lạnh một tiếng kỳ thật hắn cũng có chút to đầu xem ra hẳn trương huyền thực sự không có mặt nếu không không có khả năng bên ngoài tạo ra động tĩnh lớn như vậy mà đối phương còn không ra người muốn tìm không có mặt lại đi phân cao thấp với một quản gia hắn cũng gánh không nổi cái danh tiếng này a hát quan trọng nhất là tên quản gia này có chút dọa người người khác nghe thấy nhiều cường giả như bọn hắn tới sẽ trực tiếp bị dọa đến mức không nói ra lời mà cái tên này căn bản không coi bọn họ ra gì cả thật không biết tên này có trái tim lớn hay là vốn đã có chỗ dựa dẫm hắn sợ chơi đùa lâu sẽ bị tức chết tươi về trước đi sau này phái người tới gần tòa phủ đệ này một khi vị trương huyền này trở về thì trực tiếp bẩm báo, tới bắt người là được. Trần chờ một chút, la hoàng tông chủ vẫy tay. So với việc tiếp tục ở đây chịu mất mặt, còn không bằng rời đi trước rồi lại nói sau. chương 981, trở lại vạn quốc thành một. Vâng, mặc dù mọi người không cam lòng, thế nhưng cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Nếu thực sự làm lớn chuyện, như vậy tất nhiên danh sư đường vạn quốc thành sẽ lên đường, chỉ sợ không đợi đến khi Trương Huyền về thì người của Tổng Bộ đã tới trước. Ngược lại còn gây bất lợi cho bọn họ. Xoạt, đến nhanh, rút lui cũng nhanh, thấy toàn bộ bọn họ đã rời khỏi, Tôn Cường chỉ cảm thấy hai chân mềm nhún, trực tiếp ngồi xuống dưới đất. Hắn là quản gia của danh sư Dương Huyền, không thể làm mất uy phong, thế nhưng... Thực lực bản thân cũng chỉ có hóa phàm nhất trọng, đối mặt với nhiều cường giả như vậy vẫn có áp lực rất lớn. Ngươi, không sợ chết hay sao? nhớ tới hung hiểm vừa rồi triệu phi vũ không nhịn được đi tới trước mặt hắn bảo nhiều cường giả hợp linh cảnh như vậy xéo đi xem như ngay cả phụ thân nàng cũng không nói nên lời được vị quản gia thoạt nhìn béo béo mập mập này rốt cuộc lấy tự tin từ đâu ra chứ đương nhiên là sợ một lúc lâu sau lúc này tôn cường mới khôi phục lại hắn đứng dậy lắc đầu sợ vậy ngươi còn ngay cả tiết viên chủ cũng kỳ quái sợ hãi mà còn tìm đường chết lời gì cũng dám nói sao nếu như vừa rồi vị la hoàng tông chủ kia thật sự ra tay chỉ sợ cơ hội phản kháng hắn ta cũng không có sẽ bị đánh chết tại chỗ coi như về sau trương sư trở về tìm lại công đạo báo thù thay ngươi thì có ích lợi gì chứ người đã chết rồi lão gia đối với ta ân trọng như núi khiến cho ta từ một tiểu nhân vật chỉ có chân khí cảnh đi đến tình trạng ngày hôm nay được vô số người tôn trọng và tín nhiệm chỉ cần ta làm quản gia một ngày thì phải có tư cách và nghĩa vụ giữ gìn tôn nghiêm của lão gia không bị xâm phạm, dù là bỏ mình. Ánh mắt Tôn Cường kiên định. Nếu như không phải có lão gia thì hắn vẫn là tiểu thương nhân ngồi ăn rồi chờ chết ở bên trong thương hội, nào có thể nhìn thấy nhiều danh sư như vậy chứ? Nào có thể có được địa vị mà ngay cả công chúa vạn quốc liên minh cũng không dám khinh thị chứ? Lão gia cho hắn cuộc sống thứ hai, xem như quản gia nếu như ngay cả uy nghiêm lão gia cũng không giữ được, coi như còn sống thì cũng là không làm tròn bổn phận. Đây là tín niệm của hắn, cũng là kiên trì. Chính vì vậy, hắn mới có thể trong lúc nguy hiểm đứng ở phía trước, khi thế ngập trời, không biết sợ hãi. Có thể không có thực lực, có thể tu vi không đủ, nhưng... Uy phong của việc làm quản gia của danh sư cấp cao không thể vứt đi được. Cái này... Triệu Phi vỗ tràn ngập bội phục. Cái tên mập mạp này thoạt nhìn có chút hèn mọn, cũng có chút không đáng tin. Không nghĩ tới trong lòng cũng có thứ để bản thân kiên trì. Hơn nữa, dường như người bên cạnh Trương sư, mỗi một người đều rất kỳ quái, nhưng có thể đoàn kết cùng một chỗ, không giữ lại một chút nào. Lại không có bất kỳ xung đột và lục đục với nhau gì cả. Có lẽ, đây chính là cái gọi là mị lực nhân cách a. Lão gia mà ngươi nói là Dương sư, rốt cuộc hắn ở đâu? Cảm khái một câu trong lòng, lại một lần nữa nhìn qua vị dương sư này nàng cũng đã sớm nghe nói qua là lão sư của trương sư nhưng đến hiện tại còn chưa bao giờ thấy qua lão gia luôn luôn giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cụ thể ở đâu ta cũng không biết nói đến dương huyền tôn cường tràn ngập bội phục không biết ở đâu triệu phi vũ vô cùng nghi hoặc nói như vậy trương sư tham gia thi đấu danh sư hắn cũng không có tới ư đồ đệ lần thứ nhất tham gia tỉ thí giữa các danh sư với nhau chẳng lẽ vị này làm lão sư cũng không xuất hiện hay sao? Cái này, ta cũng không biết, bất quá, có lẽ cũng sắp trở về a. À? Tôn Cường sửng sốt một chút, gật gật đầu. Một lần có nhiều người như vậy chạy tới tìm Trương Sư, không có ý tốt, nếu như Dương Sư không xuất hiện, hắn sợ rằng mình không kiên trì được nữa. Thế nhưng, lão ra, rốt cuộc người đang ở đâu? Hắt xì, Trương Huyền vuốt vuốt cái mũi. Đương nhiên hắn không biết Đinh Hồng đã đến vạn quốc thành, thậm chí còn mê hoặc được người mạnh nhất trong 14 thế lực. Lại còn đến phủ đệ tìm người, lúc này hắn đang đứng ở bên trên sống lưng của phi hành linh thú, nhìn xuống kiến trúc liên miên chập trùng ở phía dưới, hai mắt càng ngày càng sáng. Trải qua hơn nửa tháng phi hành, vạn quốc thành, đã đến. Suốt cục cũng đã trở về, có lẽ cũng đã bồi dưỡng được tỉnh hồn thảo rồi, đêm nay là có thể luyện chế ra tỉnh hồn hương, nghĩ biện pháp khiến cho lộ sung tỉnh lại. Bởi vì tình hồn thảo không thể thả vào giới chỉ chữ vật cho nên hắn mới không mang theo. Từ lúc rời đi cho tới bây giờ cũng gần 50 ngày, chắc hẳn dưới sự chiếu cố của Vương Dĩnh đã sắp xỉ hoàn thiện, có thể luyện chế ra được tình hồn hương. Có thứ này, Lộ Sung có thể sống sót, giải quyết xong một chuyện lớn trong lòng của hắn. Ầm ầm, cách đó không xa có một đạo sóng linh khí, một cỗ khí tức cường đại truyền đến. Đột phá. Xoay mặt nhìn lại, vừa vạ nhược hoan công tử mở mắt ra. Lúc này, hai mắt hắn thanh tịnh, một thân tinh khí như rồng như hổ, khiến cho người ta có một loại cảm giác như long tinh hổ mãnh, lực lượng vô cùng. Hóa phàm tứ trọng trọc thanh cảnh đỉnh phong. Dưới sự chỉ điểm của Trương Huyền, lại mượn linh thạch trung phẩm, quả nhiên trong nửa tháng hắn đã đạt đến hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Đa tạ trương sư chỉ điểm. Đứng dậy, cảm nhận được lực lượng trên người so với trước kia cường đại hơn nhiều, nhược hoan công tử tràn ngập cảm kích ôm quyền nói nếu không phải có đối phương trợ giúp thì khả năng hắn vẫn là hóa phàm tứ trọng sơ kỳ còn không biết tranh lệch bao nhiêu với đỉnh phong chuyện nên làm thôi trương huyền khoát tay áo xung hợp một đạo chân khí của hắn chân khí vốn vẩn đục của đối phương trở nên tinh thuần liên tục đột phá mấy cấp bậc nhỏ là chuyện rất dễ dàng nếu như ngay cả chuyện này cũng không làm được như vậy cũng không có tư cách xưng là thiên tài trương sư, tu vi của ngươi, khang đường chủ nhìn qua. Nhìn thấy mấy ngày nay nhược hoan công tử dần dần tiến bộ, trong lòng của hắn cũng vô cùng cao hứng, đồng thời cũng rất là nghi hoặc. Trương sư chỉ điểm cho người khác tiến bộ nhanh như vậy, vì sao lại không để cho tu vi của mình tăng nhanh lên? chương 982, trở lại vạn quốc thành 2. Hiện tại vẫn là hóa phàm nhị trọng đỉnh phong, ngay cả tam trọng cũng chưa tới, loại thực lực này tham gia thi đấu danh sư, nhất định sẽ thua thiệt 10 phần. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tấn cấp đến âm dương cảnh đỉnh phong trước khi thi đấu, thậm chí là đột phá đến trọc thanh cảnh. Biết hắn lo lắng cái gì, Trương Huyền khoát tay áo. Hắn đột phá cần linh thạch trung phẩm, hiện tại không có linh thạch. Chỉ bằng vào hấp thu linh khí trên không trung mà muốn xung kích cảnh giới cao hơn, thực sự quá khó. Còn không bằng đến Vương Thành, tìm chút linh thạch rồi lại nói. Ừm. Thấy Trương sư Cam Đoan, Khang Đường chủ gật gật đầu, cúi đầu nhìn lại rồi nói, đến đình viện của ngươi. Ừm, như vậy ta xin cáo từ, gần đây không nên tới tìm ta. Khi thi đấu danh sư ta sẽ xuất hiện. Đi tới trước cửa phòng, Trương Huyền quay đầu dặn dò. Mấy ngày nay hắn dự định ra ngoài tìm một chút linh thạch trung phẩm. Có lẽ hắn sẽ lấy thân phận dương sư để xuất hiện, bản thân thường xuyên không có mặt ở đây. Mà chỗ này đều là danh sư cấp bậc tứ tinh lại tương đối quen thuộc, nếu như bọn hắn tìm tới thì sẽ rất dễ dàng lộ tẩy, còn không bằng sớm nói ra. Được, cho rằng đối phương muốn bế quan tu luyện, khang đường chủ khẽ gật đầu, để cho linh thú bay xuống. Trương Huyền không nói thêm một lời, thân thể nhảy xuống khỏi lưng linh thú, cáo tử với đám người khang đường chủ. Mới vừa trở lại phủ đệ, chỉ thấy Tôn Cường đã vội vã nghênh tiếp. Thiếu ra, trong khoảng thời gian ta rời khỏi đây có chuyện gì xảy ra hay không? Thấy vẻ mặt của hắn không đúng, Trương Huyền nhìn qua. Lưu Vân Tông và người 14 thế lực đã đến tìm người. Tôn Cường nói qua chuyện trước đó một lần. Bọn hắn tới tìm ta làm gì? Hắn nhíu mày lại. Những người này chưa bao giờ nhìn thấy qua, cũng không nhận ra được. Lúc này lại chạy tới tìm bản thân hắn, rốt cuộc là muốn làm gì? Lần sau bọn họ chạy tới thì nói sớm cho ta biết đang nghĩ ngợi xem phải làm như thế nào mới có thể đi tìm những người này lừa dối một chút linh thạch. Lần này bọn hắn tự mình đưa tới cửa, như vậy vừa vặn, cũng tiết kiệm thời gian đi tìm, giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Vâng, thấy thiếu gia không khẩn trương một chút nào, tôn cường cũng nhẹ nhàng thở ra, không nhịn được nhìn qua, thiếu gia, không biết bây giờ lão gia đang ở chỗ nào, lúc nào tới đây. Lão sư, trương huyền sửng sốt một chút, lão sư đã thông báo cho ta biết, có khả năng mấy ngày nay sẽ tới. Được rồi, ta có việc muốn đi tìm Vương Dĩnh, nàng đang ở đâu? Trương Huyền tùy ý khoát tay áo. Mấy ngày nay nhất định phải dùng thân phận Dương Sư để xuất hiện, cho nên cũng phải chuẩn bị trước. Nàng còn đang chăm sóc tỉnh hồn thảo, thiếu gia, người dự định cứu sống lộ sung tiểu thiếu gia hay sao? Nhớ tới cái gì đó, hai mắt tôn cường sáng rực lên. Chuyện Vương Dĩnh chăm sóc tỉnh hồn thảo, làm quản gia cho nên hắn biết rất rõ ràng. Thiếu gia vừa về đến nơi đã tìm học sinh này, nhất định là đang dự định cứu chữa cho lộ sung. Ừm, Trương Huyền gật đầu, việc cứu chữa lộ sung liên quan tới linh hồn, cần yên tĩnh tuyệt đối, bất kỳ người nào cũng không thể quấy dày. Tôn Cường lên tiếng, lập tức có chút nghi ngờ nhìn qua, đúng rồi, thiếu gia, không phải Triệu Nhã Tiểu Thư đi cùng người hay sao? Làm sao nàng không có trở về? Triệu Nhã cùng rời đi với Trương Sư, tại sao lần này chỉ có một mình hắn về cơ chứ? nàng đã đi tới chỗ khác trong thời gian ngắn sẽ không trở về trương huyền khoát khoát tay cũng không giải thích nhiều mà nhấc chân đi về phía gian phòng bồi dưỡng tỉnh hồn thảo lão sư đi vào căn phòng có chứa tỉnh hồn thảo vương dĩnh đi tới trương huyền gật gật đầu nhìn về phía tỉnh hồn thảo đang ở trong góc phòng tỉnh hồn thảo chập trần theo gió dáng vẻ đã cao hơn nửa người tản mát ra khí tức khiến cho người ta mê hoặc giống như vừa nhìn một cái thì linh hồn sẽ rơi vào trong đó. Tình hồn thảo có thể ẩn chứa hồn lực, khiến cho người ta mê say. Những ngày này vất vả cho ngươi rồi, đi nghỉ trước đi. Thấy thứ này có thể dài như thế, ngay cả một chút tổn thương cũng không có, chuyện này không thể bỏ qua công lao của Vương Dĩnh. Ừm, được khen ngợi, Vương Dĩnh hơi đỏ mặt, lại quay người đi ra ngoài. Bắt đầu, chờ tổng thời gian dài như vậy thứ này mới hoàn toàn hoàn thiện. Tinh thần Trương Huyền khẽ động, vu hồn từ trong thân thể bay ra bên ngoài. Bàn tay nhẹ nhàng chộp một cái, nắm Tỉnh hồn thảo vào trong lòng bàn tay, lực lượng cường đại vận chuyển, luyện hóa nó. Dùng thực lực trước kia của hắn, nếu muốn luyện hóa Tỉnh hồn thảo còn cần chuẩn bị các thứ, các loại thủ đoạn. Mà lúc này, linh hồn được âm dương nhị khí tẩy lễ lại càng thêm cường đại, ngưng thực, cho dù không mượn những phương pháp khác thì cũng có thể nhẹ nhóm luyện chế. Rất nhanh, cả cây dược liệu đã thay đổi hình thái giống như một đầm chất lỏng chảy xuôi ngón tay búng một cái chất lỏng chậm rãi dung hợp biến thành một đoàn hương liệu ngưng thực tỉnh hồn hương sau khi đốt lên có thể đánh thức linh hồn ngủ say khiến cho hồn phách hội tụ căn cứ vào giới thiệu của mặc hồn sinh nếu muốn tỷ lệ giúp lộ sung tỉnh lại lớn hơn thì tốt nhất là thiêu đốt một bộ phận linh hồn của mình dung nhập vào trong đó Muốn uy lực của Tỉnh hồn hương lớn hơn thì phải khởi động linh hồn chi lực, mà loại hồn lực này cần phải sớm dung nhập vào bên trong hương liệu, như vậy khi thiêu đốt mới có thể thả ra được. Chia cắt. Ánh mắt ngưng trọng, tinh thần khẽ động, một phần nhỏ linh hồn lập tức bị hắn chia ra từ trong thân thể, sắc mặt Trương Huyền trắng bệch. Mặc dù năng lực vô hồn của hắn đã đạt đến hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, thế nhưng cưỡng ép tách rời một bộ phận vẫn cảm thấy có chút không chịu nổi như cũ. Chỉ là chỉ cần có thể cứu lộ sung thì hy sinh lớn tới mấy đáng giá. Hồn phách tách ra rất nhanh đã dung hợp cùng với hương liệu, không lâu sau, một cây hương đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tỉnh hồn hương, thành. Quá tốt rồi, bắt đầu đi. Nhìn thấy đã luyện chế hương liệu thành công, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi, phù hồn quý vị, đi tới trước mặt lộ sung. chương 983, đột kích 1. Đặt cây nhang lớn ở vị trí mi tâm hồn khiếu của lộ sung, sau đó lập tức châm lửa, lập tức có một đạo âm thanh du dương vang lên từ bên trong khói mù trôi nổi của tỉnh hồn hương, giống như thần ma đang múa may, hát lên ca khúc khiến cho người ta say mê. Nếu quan sát khói mù thì sẽ loáng thoáng nhìn thấy có một người mặc trường bào đang nhảy vũ điệu đặc thù triệu hoán linh hồn, hồn hề quy lai, khứ quân chi hàng kiền, hà vi hồ tứ phương ta, xá quân chi nhạc sử, nhi ly bỉ bất tường ta, hồn hề quy lai đông phương bất khả dĩ thác ta, trường nhân thiên nhận, duy hồn thị tác ta, thập nhật đại xuất, lưu kim thước thạch ta. Âm thanh như thế cùng vang lên ở chỗ hồn phách, chậm rãi rót vào mi tâm của lộ sung, làm dịu trạng thái hồn phách rơi vào tình trạng ngủ say của hắn. Có thể đánh thức hay không đành phải nhìn vào một bước này. Thấy âm thanh du dương của hồn hương càng ngày càng vang dội, trương huyền thở sâu một hơi tinh thần khẽ động. Phu hồn lần nữa ly thể, hóa thành một cái bóng, bắn thẳng về phía thức hải của lộ sung ngay sau đó đã thấy một mảnh đại dương minh mông xuất hiện ở trước mắt làm sao lại lớn như thế nhìn thấy thức hải trước mắt hai mắt trương huyền sướng sờ tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi thức hải trước mắt giống như mảnh hải dương chân chính khiến cho người ta có cảm giác thâm thúy giống xa xăm cho dù vu hồn hắn đã đạt tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong cũng không nhìn thấy được tận cùng Thức hải của người tu luyện bình thường chỉ có kích cỡ tương đương với hồ nước, mà thức hải của Lộ Sung lại như vậy, xem như hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn của Lộ Sung đâu? Khiếp sợ xong, hắn lập tức vội vàng nhìn về bốn phía. Người linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say thì hồn phách sẽ giấu ở nơi hẻo lánh của thức hải, không có cách nào tỉnh táo lại. Hiện tại mượn lực lượng của Tỉnh hồn hương, đi vào trong thức hải của đối phương, có lẽ có thể cứu hắn tỉnh lại dọc theo thức hải rộng rãi không ngừng tiến lên không biết phi hành bao lâu thì quả nhiên đã nhìn thấy có một đạo thân ảnh cực lớn đang nằm ở trong đám sương mù giống như là một ngọn núi lớn vắt ngang ở trước mặt hai mắt nhắm nghiền không thể tỉnh ly ai cái này thật sự quá lớn a à. trương huyền nháy mắt lộ sung này không chỉ có thức hải lớn ngay cả hồn phách cũng hùng tráng như vậy thậm chí so với hồn lực hóa phạm tứ trọng như hắn hiện tại cũng còn cường đại hơn làm sao có thể phải biết lúc hắn ta rơi vào trong hôn mê chỉ có tông sư cảnh tại sao lại có thể có hồn phách cường tráng như vậy chứ chẳng lẽ là vu hồn thể hậu thiên trong lòng khẽ động một tên từ trong óc sông ra trong thiên hạ có thể chất tiên thiên kích hoạt sớm thì tu vi có thể bảo tăng đương nhiên cũng có loại thủ đoạn vu hồn rất lợi hại là vu hồn thể hậu thiên loại hồn phách này cũng không phải là tồn tại tiên thiên bởi vậy xem như danh sư cũng không nhìn ra được thứ này có lẽ trải qua thuế biến đặc thù nào đó cho nên mới xuất hiện biến hóa giống như một ít người vậy ngã một cái đã biến thành âm dương nhãn có thể nhìn thấy được quỷ thần cũng có một chút người não gặp kích thích từ đó thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đọc thuộc lòng tất cả những thứ đã từng trải qua lại nắm giữ năng lực đặc thù không muốn người ta biết nếu như hắn không nhìn nhầm như vậy rất có khả năng lộ sung này chính là như vậy. Vốn chỉ là người bình thường, trải qua gia tộc kịch biến, tâm tính xảy ra biến hóa, về sau lại vì cứu mình mà rơi vào hôn mê. Hai lần trải qua chuyện đặc thù khiến cho linh hồn của hắn xảy ra thuế biến. Nếu thực sự là như vậy, linh hồn thể lớn như thế, nếu thành công thức tỉnh sớm. Như vậy tu vi so với ta bây giờ cũng còn mạnh không ít. Hai mắt trương huyền lập lè. Hắn còn tưởng rằng sau khi lộ sung trọng thương, muốn khôi phục lại không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, không nghĩ tới đối phương lại có được loại cơ duyên bực này. Chỉ là, nếu như không hiểu thủ đoạn vô hồn, coi như hắn có loại cơ hội này thì cũng hết cách, mà bây giờ, chỉ cần hắn thức tỉnh, lại truyền thụ cho hắn thiên đạo vu hồn quyết. Như vậy tất nhiên có thể khiến cho tu vi tăng lên nhiều. Lộ Sung, ta là Trương sư, nhanh tỉnh lại đi. Thở sâu một hơi, Trương Huyền đi tới trước mặt thân ảnh to lớn, nhẹ giọng la lên. Bên này Trương Huyền đang cứu chữa cho Lộ Sung, bên kia đám người La Hoàng tông chủ đã nhận được tin tức hắn đã trở lại phủ đệ. Hắn đã trở về thì cũng nên đi qua hỏi thăm một chút. Không sai, bản chép tay của Khổng Sư, hắn là một tiểu tử vừa mới thông qua danh sư tứ tinh, có tư cách gì chiếm hữu cơ chứ? Nếu như ngoan ngoãn giao ra, như vậy cũng thôi đi, không giao. Chúng ta sẽ điều tra tại chỗ, tra xét lai lịch của bản chép tay nếu như thực sự liên quan tới chuyện vi phạm sư đức, cường hào chiếm đoạt, nhất định phải xử trí thật nặng. Từng đạo thanh âm vang lên. Bản chép tay của khổng sư, đây chính là bảo bối mà bất luận một vị danh sư nào cũng không thể cự tuyệt. Người có thể trở thành thủ lĩnh thế lực một phe, dù trước kia lòng dạ mềm yếu tới mấy thì nương theo thời gian trôi qua cũng sẽ trở nên kiên cường không gì sánh được. Bởi vì, phía sau hắn không chỉ có một người, mà có một quần thể cực lớn. Nếu như hy sinh vị trương huyền này có thể đổi lấy việc thế lực của bọn hắn quật khởi, như vậy dù hậu quả có lớn thì bọn hắn cũng tình nguyện mạo hiểm. Mọi người đừng có gấp, thái độ của tên quản gia kia không sợ chút nào đối với chúng ta. Thậm chí còn mang theo vẻ khinh thị, chẳng lẽ các ngươi không có hoài nghi gì ư? La Hoàng Tông Chủ cắt ngang lời nói của đám người kích động, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua. Cái này, tâm tình kích động của mọi người dừng lại, bọn họ mang theo uy thế lớn như thế đi tìm Trương Huyền, kết quả lại bị một quản gia nho nhỏ đuổi đi ra. Sau đó đó còn cảm thấy tức giận không thôi, chỉ có điều, nói ra cũng rất kỳ quái, tên kia không sợ chết hay là có chỗ dựa dẫm. Chẳng lẽ người mà tên này dựa dẫm vào là đường chủ danh sư đường Vạn Quốc Thành? Hắn cũng không biết chuyện bản chép tay khổng sư đã bị dò gì. Cho nên mới có lý lẽ hào hùng như vậy, nếu sớm biết, nhất định sẽ không có lá gan này nữa. Ta cảm thấy chỗ sửa của hắn là đầu yêu thần thú kia. Thực lực tên này quả thực rất mạnh, thậm chí ngay cả hóa phàm mũ trọng hợp linh cảnh sơ kỳ cũng có thể chiến được một trận. Có thú sủng lợi hại như vậy, lại thêm thân ở vạn quốc thành. Nếu như ngay cả một chút lực lượng cũng không có thì cũng không xứng làm quản gia của danh sư. Mọi người nghị luận ầm ý. Mặc dù thực lực tổng hợp của danh sư đường vạn quốc thành không bằng bọn hắn. Thế nhưng dù sao vẫn có uy thế chủ nhà mặc dù khí thế của mọi người hung hăng càn quấy. Thế nhưng vì quy tắc hạn chế của danh sư cho nên vẫn không dám làm quá phận. Hẳn vị quản gia kia cũng đã nhìn ra điểm ấy, cho nên mới dám lớn lối như thế. Xem ra mọi người không hiểu rõ nhiều đối với vị trương huyền này rồi. Mấy ngày nay ta đã chuyên môn tìm người nghe ngóng qua, nghe thấy lời của mọi người như vậy, là hoàng tông chủ khẽ lắc đầu. Những tông chủ, thủ lĩnh các phe thế lực này có tầm mắt quá cao. Bình thường toàn đề phòng những thế lực lớn siêu cấp như Lưu Vân Tông, Lạc Sa Tông, Hàn Khí Tông bọn hắn, lại khinh thường chú ý với Vạn Quốc Liên Minh, cũng chưa từng để ý tới vị Trương Huyền này. Cho nên cũng không rõ ràng về người này cho lắm. Chuyện này rất giống như người sẽ không để ý tới suy nghĩ của sâu kiến vậy. Muốn thứ gì thì trực tiếp làm là được, thế nhưng bọn họ chưa từng suy nghĩ qua, người dự thi vừa xuất hiện của Vạn Quốc Liên Minh này cũng không phải mềm yếu như trong tưởng tượng của bọn họ. Ồ, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, mọi người đồng loạt nhìn qua. Nghe nói tuổi tác của vị Trương Huyền này còn chưa quá 20, hơn 2 tháng trước mới khảo hạch danh sư nhị tinh, tiến bộ thần tốc. La Hoàng tông chủ chậm rãi nói, đương nhiên, những thứ này cũng không quan trọng, có thể là vừa mới bắt đầu đã che giấu thực lực, muốn tạo quần sáng cho mình. Không ít danh sư chưa từng khảo hạch, sau khi thông qua trực tiếp thành tứ tinh, thậm chí còn có cấp bậc cao hơn bởi vậy từ nhị tinh trực tiếp đột phá đến tứ tinh cũng không tính là chuyện khiến cho người ta khiếp sợ gì cả. Chủ yếu là, người có thể khiến cho người trẻ tuổi như vậy đạt tới danh sư tứ tinh, thậm chí trong lúc thi đấu tuyển chọn nghiền ép đệ tử thân truyền quân nhược hoan của khang đường chủ. Như vậy lai lịch sư môn của hắn, chư vị, chẳng lẽ chư vị không cảm thấy kỳ quái hay sao? La Hoàng Tông Chủ nói ra suy nghĩ của mình. Chuyện này, mọi người trầm tư. Trước đó, bọn hắn đều không có đặt vị trương huyền này vào trong lòng tất cả đều cho rằng một danh sư tứ tinh sơ cấp nho nhỏ chỉ cần bọn họ tới đó thì nhất định sẽ phải ngoan ngoãn giao đồ vật ra không dám phản bác một câu danh sư tứ tinh sơ cấp cũng coi như có định địa vị ở trong vạn quốc thành nhưng ở trong tông môn thế lực của bọn hắn lại không đáng kể chút nào lúc này bọn hắn nói như vậy quả thực có chút không đúng tài nguyên của vạn quốc thành rất lại phía sau không có nửa bước danh sư ngô tinh cường giả hợp linh cảnh. Cũng không có ngọc phù chương trình học tiến xa hơn, không thể tùy thời tùy chỗ giảng bài được. Dưới loại tình huống này, muốn bồi dưỡng ra một danh sư tứ tinh vẫn rất là khó khăn. Thế nhưng dưới điều kiện như vậy, không tới 20 đã đạt đến, quả thực không đơn giản. Căn cứ vào tin tức ta có được, lão sư của vị trương huyền này gọi là Dương Huyền, là một vị nửa bước danh sư ngũ tinh. Không có cố làm ra vẻ huyền bí, hai mắt nhìn quanh một vong lúc này là hoàng tông chủ mới mang tin tức mà mình lấy được nói ra căn cứ vào tin tức mà hắn biết đến vị dương huyền kia cũng không có đi ra ngoài được mấy lần hơn nữa đều xuất hiện ở trong vương quốc cấp thấp người biết tin tức đều bị giới hạn bởi nhãn lực cho nên cũng không biết tu vi xác thực bởi vậy cũng không tiện để phán đoán lúc bắt đầu thực lực thể hiện ra cũng chỉ sắp xỉ danh sư tam tinh tứ tinh loại thực lực này rất hiển nhiên không có khả năng dạy dỗ ra loại thiên tài như trương huyền này mà chuyện khiến cho hắn có căn cứ có thể đưa ra phán đoán là tô sư lang sư đã từng bái phỏng qua sau đó cung kính rời khỏi có thể khiến cho danh sư tứ tinh phải đối xử như thế suy nghĩ qua một chút nhất định phải sấp xỉ với bọn họ cũng là tồn tại nửa bước ngũ tinh cấp bậc này cũng đã đến đỉnh nếu như cao hơn thì nhất định sẽ rời khỏi loại địa phương nhỏ như vạn quốc liên minh này đi tới đế quốc cao hơn hơn nữa loại cường giả cấp bậc này một khi rời khỏi danh sư đường đi tới các loại vương quốc thì nhất định sẽ chuẩn bị báo cáo không có khả năng ngay cả một chút tin tức cũng không có cái gì cũng không nghe ngóng ra được quan trọng nhất chính là người từng tiếp xúc với vị dương huyền này cũng không phát hiện ra hắn có thể lời tụ linh khí miệng phun hoa sen không làm được điểm ấy đã nói rõ ngũ tinh sơ kỳ cũng chưa tới nửa bước ngũ tinh tương đương với chúng ta cũng không có gì phải e ngại đúng vậy a à coi như thật sự có loại thực lực này thì như thế nào cơ chứ? Bản chép tay của khổng sư, việc này rất quan trọng. Xem như ngay cả danh sư ngũ tinh chân chính, nếu cần hỏi thăm cũng không nên chần chờ, huống chi là nửa bước. Thân là nửa bước danh sư ngũ tinh, biết rõ thứ này quan trọng như vậy, không những không giao lên trên mà còn giữ làm của riêng. Nếu như báo cáo lên tổng bộ thì hắn cũng không chịu nổi. Còn tưởng rằng mạnh cỡ nào, sau khi nghe thấy thực lực tương đương với bọn hắn tất cả mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra một hơi. La Hoàng Tông Chủ có ý kiến gì không? Các lão giả nhìn qua. Căn cứ theo chuyện mà ta nghe ngóng, vị Dương Huyền này dường như không có mặt ở trong vạn quốc thành, chỉ là. Vì tránh cho phiền phức, ý kiến của ta là chúng ta trực tiếp đi qua đó. Thu bản viết tay tới tay, sau đó mới quyết định tới chuyện phân phối. Trước đó, tốt nhất nên đoàn kết, nếu không, ta sợ sẽ là lấy giỏ trúc để múc nước cuối cùng ai cũng không có phần. Sắc mặt La Hoàng tông chủ ngưng trọng nói, là nấu hay là xào thì trước tiên cũng phải bắt nhạn xuống rồi mới lại nói tiếp. Chương 984, đột kích 2. Nhạn còn đang bay ở trên trời, nói trước những chuyện này vẫn còn quá sớm. Bản chép tay của Khổng Sư này rốt cuộc thuộc về ai, cuối cùng vẫn phải đợi mọi người quan sát xong, chờ nhìn thấy đồ vật chân chính rồi lại nói, trước đó những cái khác đều là giả. Nếu không coi như mọi người không sợ vị danh sư nửa bước ngũ tinh. Thế nhưng loại thực lực này cũng đã có tư cách ngang hàng nói chuyện cùng với mọi người. Nếu như chân chính đối mặt, bọn họ cũng không có cách nào làm quá phận được. Là tông chủ yên tâm đi, tất cả mọi người không phải là tiểu hài từ 3 tuổi, điểm ấy quy củ vẫn hiểu rất rõ. Loại bảo bối cấp bậc như bản chép tay của khổng sư, không phải là thứ mà một thế lực có thể nuốt được toàn bộ. Chuyện này chúng ta cũng đều biết trước tiên cứ lấy được bảo bối từ tay vị trương sư này rồi nói sau, những chuyện khác đều là lời nói suông Mọi người gật đầu, có thể trở thành bá chủ mới, loại chuyện này coi như không nói thì mọi người cũng rất rõ ràng, mỗi một người đều đồng thời gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Mọi người đã đồng ý là tốt rồi, như vậy ta sẽ sắp xếp nhiệm vụ, thấy mọi người đã đồng ý, la hoàng tông chủ gật đầu nói, đến lúc đó, hy vọng hai vị hồ tông chủ, bạch tông chủ ngăn chặn đầu yêu thần thú kia trước, không để cho nó phản kháng những người còn lại ra tay cùng ta trước tiên phải bắt lấy trương huyền này lại thu bản chép khổng sư lại rồi nói sau nếu không một khi trễ nải thời gian để hắn rời vật phẩm đi khi đó có đến cũng không còn kịp tốt mọi người gật đầu đã động thủ thì phải dùng tốc độ nhanh nhất nếu không đêm dài lắm mộng ai cũng không thể cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì xuất phát nói xong quy củ Bàn tay lớn của La Hoàng tông chủ vung lên, tất cả mọi người đi thẳng về phía chỗ ở của Trương Huyền. Trong đình viện, Tôn Cường nhíu mày lại. Thiếu gia không lo lắng tới đám người kia, thế nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Lần trước khí thế hùng hổ, rõ ràng là không có ý tốt. Trước đó thiếu gia không có mặt còn có thể từ chối, bây giờ đã trở về phủ. Nếu như đối phương lại tới, chỉ sợ sẽ không dễ ngăn cản như vậy. Trương sư đâu? tiết viên chủ đi tới rồi hỏi trương sư giúp nàng một đại ân như thế khiến cho vườn thuốc của nàng tránh được tai nạn lại biết những người này tới tìm phiền toái cho nên nàng sung phong nhận việc ở lại những ngày này cũng canh giữ ở đình viện cũng không có rời khỏi nửa bước thiếu gia ngay đang cứu chữa cho lộ sung tiểu thiếu gia tạm thời không thể quấy nhiễu tôn cường gật đầu a hát nghe thấy câu không thể quấy nhiễu tiết viên chủ lắc đầu có chút lo lắng nhìn qua phía hắn Trương sư không có mặt, đám người kia cũng không có động tính, Ta sợ sau khi bọn hắn biết Trương sư trở về sẽ không kìm nén được. Đúng vậy a, à, Tôn Cường lên tiếng thở dài. Nếu như lão gia có mặt thì tốt rồi. Như vậy đám yêu ma quỷ quái này cần gì phải sợ cơ chứ? Dương sư, sốt cuộc là danh sư mấy tinh. Thấy hắn tự tin như vậy với vị lão gia này, Tiết Viên Chủ không nhịn được hỏi một câu. Ta cũng không biết, chỉ là không có chuyện gì mà hắn không giải quyết được, trước đó ta nghe Tô Sư và Lăng Sư từng nói qua. Hình như thấp nhất không kém gì lục tinh. Tôn Cường nói, không kém gì lục tinh. Con người của tiết viên chủ có rút lại. Tu vi tiêu chuẩn thấp nhất của danh sư lục tinh là hóa phàm cửu trọng. Không kém gì lục tinh, chẳng phải đã tương đương với. Thực lực đã vượt qua cấp bậc này hay sao? Đúng vậy a, à, mặc dù thời gian tiếp xúc giữa ta và lão gia cũng không dài, nhưng không có chuyện gì mà người không giải quyết được ngay cả linh hồn của người bị hao tổn chỉ cần lão gia chịu ra tay thì tuyệt đối có thể tùy tiện chữa khỏi tôn cường dùng vẻ mặt chắc chắn nói nói một tiếng thủ đoạn của lão gia hắn đã tận mắt nhìn thấy mắt thấy ra chỗ mấu chốt cho dù có chuyện khó khăn hơn đi nữa thì cũng không tính là cái gì cả những ngày này tiết viên chủ đợi ở chỗ này chuyện linh hồn bị hao tổn cũng đã nghe nói qua cho nên lúc này hắn mới cảm khái nói một câu có thể trị hết. Vẻ mặt đỏ ửng, tiết viên chủ hít thở có chút gấp rút. Linh hồn nàng bị hao tổn lâu như vậy mà không có cách nào chữa trị, thậm chí còn không tiếc thôn vệ linh tính dược liệu, muốn tu bổ linh hồn. Kết quả, tất cả đều không có thành công, nếu quả thật có thể chữa trị thì muốn nàng làm gì cũng đều được. Nguyện ý trả giá đắt để đánh đổi. Ừm, chỉ có điều, người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, lão gia có thân phận như vậy, sẽ không dễ dàng xuất thủ, tôn cường lắc đầu nói. Cũng phải." Tiết Phiên chủ cười khổ lắc đầu. Vị dương sư này là người như thế nào? Có thể là vượt qua danh sư lục tinh, muốn để cho loại người này ra tay, nhất định phải bỏ ra đánh đổi rất lớn, không thể hạn lượng. Chí ít, nàng rất khó có thể xuất ra loại bảo bối cấp bậc này. Trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy, lão gia ở đâu ta cũng không biết. Nếu như có mặt ở đây thì ta có thể cầu xin giúp ngươi, mặc dù lão gia có cấp bậc rất cao, thế nhưng lại là người ôn hòa mười phần cảm khái nói một tiếng, Tôn Cường đang muốn tiếp tục nói chuyện thì đã cảm thấy có một cỗ khí thức cường đại bay thẳng, trong nháy mắt đã tập trung chọn cái sân nhỏ vào bên trong. Trương Sư, La Hoàng Lưu Vân Tông, Bạch Khải Chi Bạch Dương Tông, Hoàng Kỳ Lạc Sa Tông. 14 vị tông chủ, bệ hạ đế quốc đến đây, xin đi ra gặp mặt. Âm âm, thanh âm sang sảng vang lên, ngay sau đó đã nhìn thấy trên sân nhỏ xuất hiện mấy chục bóng người, mỗi một người đều có thực lực mạnh mẽ mang theo lực lượng giống như sông như biển đám người la hoàng tông chủ đến rầm rầm nghe được thanh âm này vang lên mấy người trịnh dương vương dĩnh cũng từ trong phòng lao ra ngoài vẻ mặt từng người cảnh giác nhìn về phía mọi người thiếu gia nhà ta đang bế quan không tiện gặp khách mời chư vị trở về đi cắn răng tôn cường bước về phía trước bế quan ta thấy là hắn làm trái với sư đức cho nên không dám gặp người a à. một người trung niên lên tiếng hử lạnh bước về phía trước một bước áp lực vô hình cuốn tới tôn cường lập tức cảm thấy trước mắt giống như có thêm một ngọn núi lớn bằng vào thực lực của hắn bất luận cố gắng như thế nào cũng không thể dung chuyển được cường giả hợp linh cảnh loại thực lực này đã có thể thi triển áp bách trên phương diện linh hồn đừng nói là hắn xem như khang đường chủ cũng không phải là đối thủ của đối phương Trương Sư làm người ngay thẳng, nhiệt tình vì lợi ích chung, làm sao có thể làm ra chuyện làm trái sư đức cơ chứ? Mong rằng các người không nên đặt điều linh tinh. Thấy đối phương vừa đến đã chụp mũ lung tung, tiết viên chủ nhíu mày lại, tiến lên ngăn ở phía trước. Người thì tính là cái gì? Ở chỗ này, có phần của người nói chuyện hay sao? Lông mày dương lên, người trung niên lật bàn tay, đập một cái qua. Nguy rồi! Không nghĩ tới đối phương so với lần trước còn cường ngạnh hơn nhiều, một lời không hợp đã lập tức động thủ còn người tiết viên chủ co lại hai tay vung lên vội vàng đón đỡ oanh quyền trưởng va chạm còn không có kịp phản ứng thì tiết viên chủ đã cảm thấy ngực mình buồn bực một cỗ lực lượng khổng lồ đã đánh thẳng vào lồng ngực của nàng phốc máu tươi phun ra bay ngược về phía sau bắn ra xa mười mấy mét nàng ở trong vạn quốc thành được cho là đỉnh phong nhất thế nhưng so với đối phương vẫn còn kém rất nhiều hợp linh cảnh chọc thanh cảnh kém một cấp bậc lớn giống yêu thần thú thủ hộ sân nhỏ giống lên một tiếng rồi vọt xuống tới nhiệt xúc còn dám quát tháo bạch tông chủ hư lạnh cùng với vị trung niên trước đó đồng thời bắn về phía trước bàn tay đột nhiên nắm lại xoạt trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái lưới đánh cá bằng chân khí bắn thẳng về phía trên đầu nó rồi chụp xuống dưới giống bị lưới đánh cá bao lại Yêu thần thú điên cuồng gào thét, muốn tránh thoát, thế nhưng lại phát hiện ra mình đã bất lực. Cái lưới bằng chân khí này giống như sắt thép, coi như dùng thực lực của nó cũng không có cách nào tránh thoát. Yêu thần thú, linh thú vô địch vạn quốc liên minh. Thế nhưng so với tông chủ của những đại tông môn này, bất kể là bảo vật hay là giá trị bản thân đều kém hơn không chỉ một cấp bậc, huống chi lại là hai người đồng thời ra tay. Sốt của các ngươi muốn làm gì? Thấy những người này tới quyết liệt như thế, trong mấy hơi thở đã đả thương thiết viên chủ, phong bế yêu thần thú, vẻ mặt tôn cường đại biến, trái tim chìm vào trong đáy cốc. chương 985, đạp không mà đến một. Trước đó rõ ràng đối phương còn có điều kiêng kỵ, bị mấy câu của hắn quát lui, nhìn bộ dáng bây giờ, dường như đã không còn quan tâm nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho đám người này bỏ mặc thân phận danh sư tứ tinh của thiếu gia cơ chứ? Làm gì, đừng có hiểu rõ nhưng vẫn giả hồ đồ đi. La Hoàng Tông chủ cười lạnh, trương sư đâu, bảo hắn lập tức đi ra, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Không sai, mặc dù danh sư đường có quy định, không cho phép tùy ý động thủ đối với người bình thường. Nhưng bằng vào thân phận của chúng ta, phế bỏ một tên quản gia, mấy tên học sinh. Coi như tổng bộ cha xuống, cũng sẽ không nói được cái gì. Những mày, trên mặt bạch tông chủ hiện lên vẻ khinh miệt danh sư cũng không phải là người hiền lành, nếu không cũng không có khả năng diệt đi cái nghề nghiệp như vu hồn sư. Dưới tình huống ngay cả lông mày cũng không nháy lấy một cái, thậm chí còn đuổi dị linh tộc ra khỏi đại lục. Chỉ riêng hai chuyện này cũng đã trải qua không ít giết chóc rồi. Nếu như mấy người này không phối hợp, phế bỏ, thậm chí chém giết cũng không phải là chuyện lớn gì cả. Bản thân là danh sư, vẫn có đặc quyền riêng, chỉ là nếu làm sẽ ảnh hưởng tới danh dự một chút mà thôi thiếu gia đang bế quan, không cho phép quấy giày, chư vị. Nếu như muốn tìm người thì ngày mai lại đến đi. Biết đối phương nói thật, Tôn Cường vẫn cắn răng nói một tiếng. Trước đó thiếu gia đã thông báo, không thể quấy nhiễu, trừ phi mình chết ở trước mặt đối phương, nếu không, nếu như để bọn họ xông vào. Tuyệt đối không thể. Đã tự tìm cái chết thì cũng đừng trách chúng ta. Không nghĩ tới xương cốt của tên này vẫn rất cứng rắn, bạch tông chủ nhướng mày, hất tay lên phanh. Một đạo kiếm khí đâm tới, Tôn Cường còn không kịp phản ứng thì đã bị đánh trúng ngực, thân thể bay ngược ra, máu tươi phun ra, bản thân bị trọng thương. Ngay cả yêu thần thú, tiết giao cũng không ngăn cản nổi thì làm sao hắn có thể chống chọi được. Nếu không phải đối phương tự thị thân phận không hạ sát thủ, chỉ sợ chỉ một lần hắn đã là người chết rồi. Đáng giận. Hai mắt đám người trịnh dương đỏ thấm, trong khóe mắt giận dữ, miệng giống giận một tiếng rồi vọt lên. Chỉ là, Bọn hắn ngay cả nửa bước hóa phàm cũng không có đạt tới. Sao có khả năng ngăn cản được đối phương cơ chứ? Ngón tay Bạch Tông chủ liên tục bắn ra mấy lần, tất cả đều bị thương nằm ở trên mặt đất. Cảm thấy dùng hết toàn lực cũng không thể làm tổn thương đối phương mảy may, lúc này mấy người mới biết được thực lực của mình không có ý nghĩa tới cỡ nào. Luôn được lão sư che chở, Vội ưu vô lực, ai cũng không muốn tu luyện nhiều. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, không có lão sư, cái gì bọn hắn cũng không phải đối mặt với nguy hiểm chân chính, ngoại trừ làm người cản trở ra thì cái gì cũng không làm được. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, nhanh bảo hắn đi ra, như vậy ta có thể tha tính mạng của các ngươi. Hai tay chắp ra sau lưng, ánh mắt của La Hoàng Tông Chủ như điện. Ta đã nói qua, thiếu gia đang bế quan, ai cũng không thể quấy nhiễu. Tôn Cường giấy ruộ rồi đứng dậy, mấy người trịnh dương cũng ngăn lại ở phía trước. Mặc dù biết rõ mình không ngăn cản nổi, thế nhưng hắn sẽ không lùi bước. Trương Huyền là thiếu gia, là lão sư, cũng là sinh mệnh của bọn hắn. Muốn tìm hắn gây phiền phức, chỉ có thể đạp lên trên thi thể của bọn họ. Đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi, liên tục giết mấy người, để ta xem hắn ta còn trốn tránh được nữa hay không. Thấy mấy gia hỏa như con kiến hôi này lại dám bỏ qua uy nghiêm của hắn, còn muốn chống lại, vẻ mặt la hoàng tông chủ trầm xuống, trong mắt lộ ra sát cơ. Không phải ngươi trốn tránh không ra ư. Vậy thì tốt, hôm nay ta sẽ giết mấy người để xem ngươi còn có thể nhịn được nữa hay không ngón trò tay khép lại đạo kiếm khí từ ngón tay hắn bắn ra la hoàng tông chủ đang định vỗ xuống chỗ mọi người thì chỉ thấy có hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng lao đến lão giả đi đầu trên người tản mát ra khí thức cường đại giữ hai hàng lông mày hiện lên vẻ lo lắng la tông chủ ngươi làm vậy là có ý gì còn chưa tới trước mặt thì tiếng quát dài đã vang vọng toàn bộ sân nhỏ Trương Sư là danh sư của vạn quốc thành chúng ta, người đi tới chỗ ở của hắn đã thương hạ nhân và học sinh của hắn. Người muốn ngang nhiên khai chiến với vạn quốc thành hay sao? Trong lời nó mang theo lửa giận, giống như là đau mang sắc bén. Đường chủ danh sư đường vạn quốc thành, khang cảm. Người đi theo phía sau hắn, hai hàng lông mày mang theo vẻ uy nghiêm, vừa nhìn đã biết thân ở chỗ cao. Triệu minh chủ của vạn quốc liên minh, phụ thân của triệu phi vũ, chuyện bên này huyên náo lớn như thế, muốn giấu giếm bọn hắn cũng không được. Chỉ là trong hai người, ai cũng không nghĩ tới, là tông chủ và nhiều siêu cấp cường giả lại chuyên môn đến tìm một danh sư tứ tinh vừa mới khảo hạch thành công để gây phiền phức như vậy. Có thể nói hai người gậy che cũng đánh không đến, coi như trong lúc thi đấu tuyển chọn Trương Huyền có biểu hiện rất tốt. Thế nhưng cũng chỉ là trình độ của vạn quốc liên minh, không đến mức khiến cho cường giả tới đây như vậy. Khai chiến thấy khang đường chủ đi tới, la hoàng tông chủ khẽ cười, thu kiếm khí trên đầu ngón tay lại, hai tay chắp ra sau lưng, nói khang đường chủ suy nghĩ nhiều rồi. Sở dĩ chúng ta tới nơi này chỉ là nhận được khiếu nại không công bằng của người khác. Xử lý một danh sư bại hoại mà thôi, không có bất cứ quan hệ nào với danh sư đường vạn quốc thành các ngươi. Xử lý bại hoại, ngươi có ý gì? Hít mắt lại, hai hàng lông mày của khang đường chủ nhân lại. Trong đầu mấy người Tôn Cường cũng như tràn ngập sương mù. Đám gia hỏa này đi tới tìm Trương sư, muốn làm gì cũng không nói, xử lý bại hoại. Cái gì bại hoại? Rất đơn giản, có người tìm tới chúng ta nói vị Trương sư này tranh đoạt bảo vật thuộc về hắn. Không chỉ có như thế, còn giết thân nhân, tiêu diệt vương quốc của hắn. Mí mắt La Hoàng tông chủ nhấc lên, làm danh sư, chưa được danh sư Đường Đồng ý lại dám trắng trợn làm loạn ở trong thế lực của đối phương, vi phạm trật tự hừ. Làm nửa bước danh sư ngô tinh, chúng ta không có tư cách tới hỏi một chút hay sao? Chuyện này, khang đường chủ sướng sờ, trong đầu đầy sương mù. Những ngày này hắn vì chuẩn bị thi đấu danh sư mà rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Còn nữa, chuyện hiên viên vương quốc đã bị triệu phi vô áp chế lại, hầu như không có người nào dò dỉ ra bên ngoài. Mà đám người lạc thiên hồng thì càng cảm thấy rất sỉ nhục, cho tới bây giờ cũng không có báo cáo chương 986, đạp không mà đến hai. Cho dù là hắn cũng không quá rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cướp đoạt bảo vật thuộc về hắn, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. À. Triệu Minh Chủ đã nghe nữ nhi nói qua chút, chỉ có điều, chuyện cụ thể hắn cũng nửa tỉnh nửa mê, không quá đặc biệt rõ ràng. Không có đơn giản như vậy, nhân chứng còn ở đây, người có thể tự mình hỏi qua. La Hoàng Tông Chủ vẫy tay, một lão giả cụt một tay từ đằng sau đám người đi tới. Đinh Hồng, biết Trương Huyền ở trong đình viện trước mắt, trong mắt của hắn tràn ngập hận ý nồng đậm. Tôn nhi đinh mục của ta bị Trương Huyền này chém giết, hiên viên vương quốc của ta cũng bị hắn phái người chiếm lấy. Thậm chí cánh tay này của ta cũng là bị hắn chém dục, làm hại ta như chó nhà có tang, có nước mà không thể trở về, có nhà mà không thể đi. Tiếng gào thét vang vọng, Đinh Hồng hô lớn, sở dĩ hắn mất trí như vậy cũng bởi vì một kiện bảo vật. Bản chép tay của khổng sư. Bản chép tay của khổng sư. Khang đường chủ nhướng mày. Mặc dù không biết thứ này là cái gì, nhưng chỉ cần liên quan tới khổng sư đã vô cùng chân quý. Không sai, bởi vì một bản chép tay của khổng sư mà hắn hại ta cửa nát nhà tan, đây chính là chuyện mà danh sư nên làm hay sao? Đinh Hồng hét lớn. Lời hắn nói mang theo tính hướng dẫn cực mạnh, khiến cho người không biết chuyện nghe qua lập tức có cảm giác là Trương Huyền vì bản chép tay của khổng sư mà hại hắn thành như vậy. Kỳ thật lời nói vừa rồi cũng không tệ, quả thực bởi vì chuyện bản chép tay cho nên mới tạo thành kết quả này. Chỉ là hắn lại cố ý trộn đầu đuôi lẫn lộn mà thôi. Ngươi, nói bậy, là tôn tử của ngươi cưỡng ép cướp đoạt. Nghe đối phương đổi trắng thay đen, trịnh dương tức giận tới mức phổi sắp nổ tung, lớn tiếng hét lớn. Làm can, chúng ta đang đứng nói chuyện, đã cho phép tiểu nhân vật như ngươi xen vào chưa?" Lời còn chưa nói hết thì bàn tay lớn của La Hoàng tông chủ đã mở ra. "Siêu." Một cỗ lực lượng mạnh mẽ vọt qua chỗ đám người Trịnh Dương, Tôn Cường, phong bế miệng của bọn hắn. Làm cho bọn hắn muốn nói chuyện, thế nhưng bất kể như thế nào cũng không nói ra được. "Ngươi muốn làm gì?" Vẻ mặt Khang Đường chủ trầm xuống. "Không có gì, chỉ là không muốn khi đang giải thích chuyện thời điểm lại nghe được người khác lại nhảy mà thôi." La Hoàng Tông chủ nhạt nhạt nhìn qua, nói sao nào, khang đường chủ không muốn nghe lời phải trái hay sao. Làm danh sư tứ tinh đỉnh phong, vị đinh hồng quốc vương này có nói láo hay không, có lẽ người rất đơn giản là có thể phân biệt ra được A. À? Danh sư có thể nhìn mặt mà nói chuyện, phân biệt thật giả, nhất là đi đến cấp bậc tứ tinh. Một khi tu vi không có vượt qua quá nhiều, như vậy nếu muốn nói dối mà không bị phát hiện là chuyện gần như không có khả năng. Chính bởi vì như thế cho nên mọi người ở đây chỉ nghe Đinh Hồng nói tới chuyện bản chép tay của khổng sư thì đã tin tưởng không hề nghi ngờ. Bởi vì, bọn hắn có thể tùy tiện đánh giá, trên chuyện này tên này không nói một câu nào là nói dối. Chuyện này, khang đường chủ không có cách nào phản bác. Vị Đinh Hồng quốc vương của tay này, mặc dù lời nói kịch liệt, thế nhưng, lúc nói chuyện hắn cũng đã quan sát qua, lửa giận thiêu đốt, phát ra từ tâm can, tuyệt đối không phải giả mạo trương sư chém giết cháu trai diệt vương quốc của hắn bởi vì muốn cướp đoạt bản chép tay của khổng sư hay sao đổi lại là vật phẩm khác nhất định hắn sẽ không tin dù sao thời gian tiếp xúc với trương sư cũng không ngắn cũng có hiểu biết về nhân phẩm của đối phương hắn đưa linh thạch trung phẩm phẩm mà đối phương cũng có thể thuận tay đưa cho nhược hoan công tử một viên vừa nhìn đã biết không phải là hạng người tham tiền thế nhưng bản chép tay khổng sư chuyện này thực sự liên quan quá lớn chỉ cần là danh sư thì không có người nào có thể cự tuyệt sự hấp dẫn này, chẳng lẽ? Thật sự là bởi vì cái này. Trương Huyền, không để ý tới lễ nghi của danh sư, tùy ý cướp đoạt. Thậm chí còn không tiếc giết người, diệt quốc, vi phạm lễ nghi mà danh sư nên có. Mặt khác, những nửa bước danh sư ngũ tinh như chúng ta đến đây, dùng phương thức bình thường để thăm hỏi. Không những hắn không ra mà còn dùng hạ nhân để nhục mạ đối với chúng ta. Chỉ bằng vào điểm ấy, không tôn sư trọng đạo là có thể hủy bỏ cấp bậc danh sư giao cho hình pháp điện xử lý rồi thấy hắn nghi hoặc la hoàng tông chủ đi về phía trước một bước thanh âm vang vọng ngữ khí của hắn mang theo quấy nhiễu của linh hồn cường giả hợp linh cảnh khiến cho người ta không kìm lòng được ps ải tin tưởng lời nói này là sự thật chuyện này nhất định không có đơn giản như vậy tốt nhất vẫn nên điều tra rõ ràng rồi lại nói khang đường chủ vẫn không tin trương sư có thể làm ra loại chuyện như vậy Điều tra rõ ràng, còn cần phải điều tra ư? Chỉ cần ngươi bảo hắn đi ra, tra ra trên người hắn có bản chép tay Khổng Sư hay không là được. Khi đó chẳng phải tất cả đều rõ ràng hay sao? La Hoàng tông chủ vùng ống tay áo. Chuyện này, Khang Đường chủ nghẹn lời. Nếu như trên người Trương Huyền thực sự có bản chép tay Khổng Sư này, coi như muốn giải thích cũng không giải thích được rõ. Được rồi, còn không mau giao Trương Sư này ra đây, chẳng lẽ muốn để nhiều người như chúng ta đứng chờ? phí thời gian ở đây hay sao? Những mày, La Hoàng Tông Chủ đang muốn tiếp tục nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy có một cỗ khí thức cường đại tới cực điểm bắn thẳng lên trời xanh. Ngay sau đó có một đạo thanh âm lạnh lùng như băng, không có chút tình cảm nào ầm ầm vang lên. Ngang nhiên cướp đoạt mà lại nói lý do đường hoàng như thế, danh xưa ở dưới huyễn vũ đế quốc này quả thực khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Thanh âm vừa dứt thì đã có một bóng người đạp không mà đến, tay áo tung bay, giống như thần tiên đi tới phi hành, thánh, thánh giả. Con người đám người la hoàng tông chủ co lại. chương 987, các người có tội. một Cường giả hóa phàm cảnh, chỉ có đạt tới đệ bát trọng đạp hư cảnh thì mới có thể đạp hư mà lên. Chân đạp lơ lửng trên bầu trời, chỉ có điều cũng chỉ có thể dừng lại ngắn ngủi trên không chung. Đứng thẳng từ trên xuống, độ cao vẫn còn có giới hạn, không được tính là phi hành. Người chân chính có thể bay, ít nhất cũng phải đạt tới bán thánh. Siêu Việt võ giả cửu trọng là hóa phàm. Siêu Việt hóa phàm cửu trọng là bán thánh. Chỉ là, dù là bán thánh cũng chỉ là lăng không hư độ, không có cách nào tiêu sái tự nhiên được. Thế nhưng vị trước mắt này đạp không mà đến, coi không khí như là cầu thang hữu hình. Lơ lửng ở trên không giống như thần tích, khiến cho người ta vừa nhìn một cái, từ chỗ sâu trong lòng đã sinh ra ý sợ hãi. Quan trọng nhất chính là, khí tức trên thân hắn lại giống như thủy triều, vô cùng vô tận khiến cho người ta có một loại uy áp mãnh liệt ở trên linh hồn, khiến cho người ta không tự chủ được mà thần phục, không ngẩng đầu lên được. Đây không riêng gì áp bách bên trên khí thế mà còn mang theo chấn phục ở trên phương diện linh hồn. Giống như một ngọn núi lớn đặt ở trên đỉnh đầu, căn bản không thể nào sinh ra nổi nửa phần ý niệm phản kháng. Người có thể có loại năng lực này, chỉ sợ, đã đột phá bán thánh, đạt đến từ thánh, thậm chí là thánh giả. Loại cường giả này coi như ở trong Huyễn Vũ Đế quốc cũng không có lấy một vị. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa, xem ra còn đang nói chuyện thay. Trương Huyền, trái tim đám người La Hoàng tông chủ run rẩy như đang ở trong hầm băng. Mỗi một người bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch, không còn khí thế hùng hổ và phách lối như vừa rồi nữa. Vốn cho rằng Trương Huyền này chính là một tiểu nhân vật ở địa phương nhỏ bé, thế không nghĩ tới trong nháy mắt đã biến thành mãnh thú hồng hoang có thể tùy tiện xé rách bọn hắn. Lão ra, mọi người bị dọa đến mức nhũn ra, hốc mắt tôn cường thì đỏ lên. Người tản mát ra khí tức cường đại, đạp không mà đi này không phải là lão ra dương huyền, thì là ai cơ chứ? Vốn cho rằng tai kiếp lần này khó thoát, không nghĩ tới lão ra đã đến. Hơn nữa còn bí mật mang theo uy thế vô cùng, phá không mà tới. Đây là, Dương Sư, tiết nhất giao bị trọng thương ở bên cạnh, khi nhìn thấy người trung niên ở trên không trung, trong lòng cũng rất chấn động, vẻ mặt kích động tới mức ửng hồng. Khó trách Tôn Cường tự tin như vậy, hóa ra vị dương sư này lại cường đại như thế. Có được loại thực lực này, lại vượt qua danh sư Lục Tinh, có lẽ thật sự có thể giải quyết vấn đề trên linh hồn của nàng, lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Tô Phàm, lăng hằng vụ bái kiến dương sư. Sân nhỏ lặng ngắt như tờ một lúc, lúc này có hai bóng người phá phong mà tới chính là Tô Sư, Lăng Sư. Mặc dù bọn hắn đồng thời nhận được tin tức như đám người khang đường chủ, đáng tiếc tốc độ so ra vẫn kém hai người. Cho nên lúc này mới chạy tới. Vừa tới nơi thì đã thấy Dương Sư đạp không mà tới, tản mát ra khí thế, cảnh tượng vô cùng uy thế. Trong lòng hai người đều chấn động, cung kính ôm quyền, một câu cũng không dám nói ra. Lúc trước, khi dùng minh lý chi nhãn nhìn qua người này bọn hắn đã biết đối phương là một vị vượt qua danh sư lục tinh, không tầm thường chỉ là không nghĩ tới khi thực lực chân chính phát ra lại kinh khủng như vậy khiến cho người ta không sinh ra nổi nửa điểm ý niệm phản kháng tiền bối hiểu lầm vãn bối không phải có ý kia bình phục tâm cảnh từ trong khiếp sợ khôi phục lại la hoàng tông chủ lập tức ôm quyền chỉ là vừa mới nói một nửa thì đã cảm thấy có một cỗ khí tức nghiền ép linh hồn bay thẳng đến dường như muốn xé nát hắn ra phốc một ngụm máu tươi phun ra chân lùi lại 7, 8 bước. Chỉ giao phong một chút là hắn đã biết, linh hồn đã bị trọng thương. Linh hồn không giống như thân thể, thứ sau dùng đan dược, chân khí ôn nhuận là có thể khôi phục. Mà linh hồn cần thời gian tích lũy ngày tháng mới có thể chậm rãi tu bổ. Thương thế lần này nghiêm trọng như thế, đoán chừng không có thời gian trăm năm thì sẽ không có cách nào không phục lại như lúc ban đầu. Mà hắn, rất rõ ràng, không sống thêm được trăm năm nữa chỉ bằng vào linh hồn đã có thể nghiền ép hắn thổ huyết tại chỗ, cả đời này không có cách nào tiến bộ được nữa, chẳng lẽ? Đây chính là thực lực của thánh giả. Sắc mặt tái nhợt, thân thể la hoàng tông chủ run rẩy Một chiêu đánh hắn trọng thương, ánh mắt người trung niên ở trên không trung lạnh lùng nhìn quanh một vòng. Dương huyền ta thâm cư, không tranh quyền thế, chưa từng chủ động trêu chọc thị phi. Một ít chuyện của vãn bối, cũng lời tính toán. Chỉ là, Ta dễ tính là các ngươi coi ta dễ bắt nạt, dám đến tìm ta gây phiền phức, ai cho các ngươi lá gan như vậy?" Thanh âm không vui không buồn, nhưng lại lộ ra uy áp làm cho không ai có thể cự tuyệt được, giống như chỉ cần dám phản kháng thì sẽ bị nghiền nát tại chỗ. Vãn Bối không dám. Đám người La Hoàng tông chủ bị dọa đến mức vội vàng ôm quyền, lông mày tất cả đều giật giật, sắp phát khóc. Người này chẳng lẽ chính là lão sư của Trương Huyền? ai nói chỉ là nửa bước danh sư ngũ tinh. Coi như là danh sư lục tinh cũng không có cường đại như vậy đi. Không dám, ta nhìn các ngươi rất là dám. Dương Huyền hất ống tay áo lên, nói, đã đánh tới cửa chính rồi, có phải nếu như ta không xuất hiện thì các ngươi sẽ trực tiếp giết chết quản gia và mấy tên đồ tôn này của ta hay không? Cái này, mọi người run rẩy. nói thật, quả thực bọn họ có ý nghĩ này. Nhưng, nếu sớm biết lão sư của Trương Huyền đáng sợ như thế, Đánh chết bọn hắn cũng không tới a hát. Vãn Bối, không biết bọn hắn là hậu nhân của Tiền Bối, có chỗ nào đắc tội? La Hoàng tông chủ cắn răng nói. Không biết, không phải mới vừa rồi khí thế hùng hổ, uy thế mười phần hay sao? Dương Huyền nhướng mày. Là, vị Đinh Hồng này tìm tới chúng ta rồi nói, bảo vật truyền thừa nhà hắn bị Trương sư cướp đi. La Hoàng tông chủ vội nói. Lúc này, trong lòng của hắn đã mắng Đinh Hồng vô số lần nếu như không phải tên này nói cái gì mà bản chép tay khổng sư dẫn tới bọn hắn kích động không thôi thì làm sao lại tới bước này chứ không tìm trương sư gây phiền phức thì sao có khả năng gặp vị trước mắt này chứ ngươi nói là bản chép tay khổng sư sao đang ở chỗ của ta sao nào ngươi muốn sao dương huyền nhìn qua vãn bối không dám thân thể la hoàng tông chủ run rẩy bản chép tay của khổng sư là đồ tốt thế nhưng cũng phải có thể chịu được đoạt với người này, nói đùa cái gì vậy? Bản chép tay của khổng sư là đồ vật của đồ tôn cù sung của ta. Tôn tử đinh mục của đinh hồng này vì cướp đoạt mà đánh hắn trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Vì vậy đồ nhi trương huyền của ta mới chém giết hắn, tiêu diệt hiên viên vương quốc. Vì tuân thủ quy tắc, hắn dựa theo quy củ, đã xông vào danh sư đường, thông qua tất cả các khảo hạch. Dương huyền hít mắt lại, thế nhưng, sao đến trong miệng ngươi lại thành không tuân thủ quy củ vậy? dựa theo tình huống bình thường, danh sư không thể tùy ý diệt quốc. Chỉ có điều, Trương Huyền tuân thủ quá trình, xông vào danh sư đường, coi như sau này tổng bộ có điều tra đến thì hắn cũng không có bất cứ trách nhiệm nào. Ta, La Hoàng Tông chủ câm nín. Dù sao hắn cũng là thế lực từ bên ngoài đến, những chuyện này ngay cả khang đường chủ cũng không rõ ràng thì làm sao hắn lại biết được cơ chứ. Chỉ là, đối phương thân là thánh giả, đã mở miệng giải thích cũng đã nói lên đây là sự thật. Thân là danh sư, không phân phải trái, không biết tiến thoái. Vì bảo vật mà tùy ý ra tay với danh sư, không để ý tới người nhỏ yếu, không để ý liêm sỉ. Hai tay chắp sau lưng, Dương Huyền lạnh lùng quét qua đám người phía dưới, "Ta phán ngươi có tội." Toàn thân La Hoàng tông chủ cứng ngắc. Bạch tông chủ này ra tay với quản gia, linh thú của ta. Lại bỏ qua uy nghiêm của danh sư cấp cao, có tội." Dương Huyền tiếp tục nói, thân thể bạch tông chủ cũng nhoáng lên một cái. Vừa rồi chính là hắn ra tay nhiều nhất, đám người tôn cường là do hắn đã thương, coi như muốn phản bác thì cũng không phản bác được. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, tên mập mạp đang nằm trên mặt đất cách đó không xa kia, coi như thực lực kém tới mấy, miệng tiện tới mấy thì cũng là hạ nhân của một vị thánh giả. Đánh hắn, chẳng phải tương đương với đánh mặt của thánh giả, bỏ qua tôn nghiêm của vị danh sư cấp cao hay sao? Các ngươi, nghe theo lời mê hoặc, không phân tích không phán đoán, vì thư lợi của bản thân, không tự kiềm chế thực lực mà xông tới. Có tội. Nhìn về phía những người khác, Dương Huyền lần nữa tuyên án. Chúng ta, bờ môi của mọi người run rẩy trắng bệch Bị một thánh giả hư hư thực thực định là có tội, trên cơ bản đã không có cách nào xoay người nữa. Phán định mọi người có tội xong, Dương Huyền cũng không nói nhiều mà quay đầu nhìn về phía tiết viên chủ đang nằm ở trên mặt đất. Người không tội, thời khắc mấu chốt có thể không quan tâm tới cường quyền, chỉ vì báo ân. Ta vừa mới nhìn qua, linh hồn của ngươi từng chịu tổn thương, không có cách nào đột phá được. Nếu như bái ta làm sư phụ thì ta có thể giúp ngươi giải quyết. Có thể, bái sư. Tiết viên chủ hơi đỏ mặt, nào còn do dự mà trực tiếp xoay người quỳ dạp xuống đất, nói tại hạ tiết nhất giao, tình nguyện bái nhập vào làm môn hạ của dương sư, nghe theo phân phó, không dám vi phạm. Ừm, dương huyền gật gật đầu, ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng điểm lên trên không trung một chút. Phù. Tiết Viên chủ lập tức cảm thấy có một cỗ ý niệm tràn thẳng vào trong đầu, chính là pháp quyết tu luyện khôi phục linh hồn. Những năm này nàng luôn nghiên cứu xem phải làm như thế nào để khôi phục, cho nên đối với linh hồn cũng coi như có lý giải cực sâu. Mặc dù không bằng cái gọi là vu hồn sư, thế nhưng cũng cường đại hơn không ít so với chọc thanh cảnh đỉnh phong bình thường. Bởi vậy bộ công pháp này nàng chỉ nhìn một chút đã biết không những có thể trị hết ám thương bên trên linh hồn nàng mà thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, thành công xung kích hợp linh cảnh. Đa Tạ Dương sư thành toàn. Trong lòng kích động, nàng lần nữa quỳ mọp xuống dưới đất. Đây chẳng lẽ là linh hồn truyền công? Nhìn người Dương Huyền ở trên không trung, thuận tay truyền lại công pháp, đám người La Hoàng tông chủ càng bị dọa đến mức run rẩy. Linh hồn truyền công, điều này đã nói rõ đối phương khống chế linh hồn đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm ngoại trừ vu hồn sư trong truyền thuyết ta, ít nhất cũng phải đạt tới danh sư thất tinh mới có thể làm được chuyện này. Vị trước mắt này có thể tự do bay lượt, khí tức trên người như rồng. Nhất định không phải vu hồn sư, nói cách khác, có thể là một vị danh sư thất tinh. chương 988, các người có tội. hai Loại danh sư cấp bậc này, coi như ở bên trong thánh giả cũng tuyệt đối được coi là cường giả. Vốn bọn hắn đang cho rằng chỉ là danh sư lục tinh, Nói một chút lời nói mềm mỏng thì có lẽ còn có thể dàn xếp với đối phương, thất tinh. Đây đã là tồn tại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lão sư của Trương Huyền, mạnh như vậy, yêu thần thú, trung thành hộ chủ, gặp nguy hiểm mà không lui lại, không tồi. Không để ý tới mọi người đang khiếp sợ, Dương Huyền quay đầu nhìn về phía yêu thần thú ở bên cạnh, lại lần nữa gật đầu, duỗi ngón tay ra. Lại nhẹ nhàng bắn ra, một đạo chân khí lập tức tràn vào trong cơ thể đối phương. Âm ầm. Sau một khắc, yêu thần thú bị vây ở hóa phàm tứ trọng đỉnh phong giống như có được tiếp tế cực lớn. Miệng đột nhiên phát ra một tiếng thét dài chói tai, không chỉ lực lượng nhanh chóng tăng vọt mà ngay cả linh hồn cũng đã nhận được thuế biến. Chỉ trong chốc lát, lực lượng trở nên bình ổn xuống, khiến cho người ta có một loại cảm giác mạnh mẽ đến cực điểm, thậm chí so với đám người La Hoàng tông chủ cũng không hề yếu. Hóa phàm ngũ trọng, hợp linh cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có được một đạo chân khí của Dương sư, yêu thần thú bị vây ở chọc thanh cảnh đỉnh phong không biết bao nhiêu năm, không ngờ trong nháy mắt đã đột phá, thành công xông vào hợp linh cảnh. Trên người đầu yêu thú này có huyết mạch long tộc, lực lượng phòng ngự vô địch. Khi còn là hóa phàm tứ trọng đỉnh phong đã có thể chiến đấu với hợp linh cảnh sơ kỳ mà không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại lại đột phá, coi như là hợp linh cảnh trung kỳ, hậu kỳ, muốn vượt qua nó cũng rất khó. Có được một đạo chân khí đã phá cảnh, muốn làm được vậy thì chân khí phải tinh khiết đến mức nào? Chẳng lẽ là danh sư Bát Tinh? La Hoàng tông chủ vốn đã tràn ngập tuyệt vọng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lập tức cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Trong truyền thuyết, đạt tới danh sư Bát Tinh sẽ bị tổng bộ triệu kiến, có một lần cơ hội một lần nữa tịnh hóa chân khí bản thân. Bởi vậy, danh sư đạt tới tu vi này, chân khí vô cùng tinh thuần, đều đạt đến cảnh giới thượng tam phẩm. Loại chân khí cấp bậc này đưa vào trong cơ thể linh thú, có thể khiến cho huyết mạch của nó tiến thêm thành công đột phá. Vị dương sư này, chỉ cần một đạo chân khí đã khiến cho yêu thần thú đột phá thành công, hơn nữa còn đi vào cửa ải khó thứ nhất của hóa phàm cảnh. Hợp linh cảnh, loại năng lực này tuyệt đối không phải là chuyện mà danh sư thất tinh có thể làm được. Chỉ sợ, đã đạt đến bát tinh. Đây chính là nhân vật tuyệt thế mà phong hào đế quốc cũng không có là tồn tại siêu cường chỉ cần dậm chân một cái thì huyễn vũ đế quốc sẽ sụp đổ. Tất cả tông chủ trưởng môn sông tới, muốn cướp đoạt bản chép tay của khổng sư cũng đều ý thức được điểm ấy. Tất cả chỉ cảm thấy khuôn mặt mình run rẩy, tất cả đều khóc. Đây là chuyện gì chứ? Vốn bọn hắn cho rằng trương huyền này là gà mờ, bọn hắn có thể tùy ý bắt nạt, thế nhưng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, lão sư hắn lại là một danh sư bát tinh. Loại cấp bậc này, đừng nói là bọn hắn, coi như là danh sư lục tinh, ngũ tinh tới cũng phải quỷ gối tại chỗ. Bên này những người này đang khiếp sợ muốn chết thì cách phủ đệ không xa, bờ môi một lão giả cũng đang run rẩy, bị dọa đến mức không dám tiến về phía trước. Hồng sư, Hồng Thiền, danh sư ngũ tinh của danh sư đường Hồng Phong đế quốc. Lần này hắn được mời tới chủ trì thi đấu danh sư lần này. Hắn đang nghỉ ngơi ở trong phủ đệ, khi biết chuyện bên này lại vội vàng chạy tới, dự định khuyên can, Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến lại nhìn thấy một màn này. Danh sư bát tinh, coi như toàn bộ danh sư đại lục cũng không có mấy vị, mỗi một người đều là tồn tại siêu cường quát tháo vạn cổ, sao lại chạy tới chỗ xa xôi như vậy? Nhất định phải nhanh chóng bẩm báo tổng bộ. Trong lòng khẽ động, một cái ngọc phù lớn trừng bàn tay lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn đưa tay viết tin tức xong, quang mang lóe lên, chữ viết lập tức biến mất vương quốc cấp thờ S cần sử dụng đưa tin tưởng cực lớn. Thế nhưng danh sư ngũ tinh đã nắm giữ Ngọc Phù đưa tin, thông qua thứ này có thể đưa tin cho tổng bộ. Dù là cách nhau ngàn vạn cây số thì cũng có thể đưa đến trong nháy mắt. Không phải hắn muốn lộ tin tức ra, mà là danh sư bát tinh, quá mức kinh thế hãi tục, coi như hắn là danh sư ngũ tinh thì cũng không dám giấu giếm. Danh sư đường trong hồng viễn nhất đẳng đế quốc. Đường chủ mạc cao viễn, danh sư lục tinh đỉnh phong lúc này hắn đang giảng bài, miệng phun hoa sen, khắp bầu trời có linh khí hội tụ, đột nhiên hắn nhướng mày, cổ tay khẽ đảo, một cái ngọc bài lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Một vị danh sư vượt qua lục tinh hư hư thực thực. Dương Huyền, mạc đường chủ nhướng mày lẩm bẩm Mặc dù Hồng Thiền cảm thấy vị Dương Huyền này rất có thể là thất tinh, thậm chí là bát tinh. Thế nhưng dùng thực lực của hắn, nhìn không ra, cho nên không có cách nào ước đoán được vì vậy chỉ có thể bẩm báo hư hư thực thực người này đã vượt qua lục tinh không có đưa ra phán đoán chỉ có điều lại viết toàn bộ những chuyện mà hắn nhìn thấy ra ngự không mà đi linh hồn truyền công pháp lại một đạo chân khí khiến cho linh thú đột phá nhìn tin tức xong vẻ mặt mạc đường chủ âm tình bất tịnh một hồi căn cứ vào hai miêu tả này rất có thể đối phương là danh sư bát tinh thế nhưng một danh sư cao cấp như vậy làm sao lại xuất hiện ở trong vạn quốc liên minh một nơi chỉ có cấp bậc sắp xỉ với đế quốc bất nhập lưu cơ chứ. Mạch Trần, mang danh sư bạc tới đây. Hắn quay đầu nhìn về phía một người trung niên sau lưng. Học sinh của hắn, danh sư ngũ tinh đỉnh phong, Mạch Trần. Vâng, Mạch Trần quay người rời khỏi, không lâu sau đã mang một cái thư tịch bằng ngọc cầm tới. Danh sư bạc ghi chép họ tên của vô số danh sư, bao gồm toàn bộ đại lục, thuộc về cơ mật của toàn bộ danh sư đường, chỉ có đường chủ mới có tư cách quan sát, hơn nữa, bên trong còn sắp đặt trận pháp đặc thù, dù là người có trí nhớ siêu quần, nhìn qua không lâu cũng sẽ bị quên đi. Đây là vì bảo hộ cho bí mật của danh sư không bị người ngoài phát hiện ra. Thuận tay lật ra, nhìn qua từng hàng, rất mau đã nhìn qua toàn bộ quyển sách một lần. Vượt qua danh sư lục tinh, trên cơ bản đều có ghi chép, không có người nào gọi là Dương Huyền. Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, nếu như quả thật giống như đối phương nói thực lực vị dương huyền này tuyệt đối cường đại hơn hắn rất nhiều coi như không phải là bát tinh thì ít nhất cũng là thất tinh thế nhưng bên trong danh sư bạc lại không có bất kỳ ghi chép gì liên quan tới cái tên này hoặc là cái tên dương huyền này căn bản không phải là tên hắn hoặc là chính bản thân hắn không có khảo hạch cấp bậc cao hơn ở trong danh sư đường danh sư bạc chỉ ghi chép người đã khảo hạch danh sư nếu như đối phương dùng cái tên giả tự nhiên sẽ không tra ra được, còn có một loại khả năng. Đó chính là, căn bản không có khảo hạch qua ở danh sư đường. Không ít danh sư đều ưa thích một mình tu luyện, rõ ràng đã đạt đến cấp bậc rất cao, thế nhưng lại không tiến hành khảo hạch. Có đôi khi, huy chương trên người là ngũ tinh, lục tinh, mà thực lực bản thân, chỉ sợ đã sớm đạt đến thất tinh, bát tinh. Có lẽ vị dương huyền này chính là cường giả dạng này. Mặc kệ là loại tình huống nào đều phải đi qua nhìn một chút. Những mày mạc đường chủ đứng dậy mặc kệ đối phương là tồn tại loại nào thực lực cao minh như thế đều đáng để hắn tự mình đi qua bái kiến mạch trần đi mang lang gia thánh thú tới ta phải đi xa nhà một chuyến hất ống tay áo lên cất kỹ danh sư bạc sau đó quay đầu phân phó lang gia thánh thú là thú sủng của hắn tốc độ như điện một ngày có thể phi hành được mấy trăm vạn cây số vạn quốc liên minh cách bọn họ quá xa coi như hắn có thể phi hành thì cũng không có khả năng bay nhanh hơn so với thánh thú lão sư muốn đi đâu có cần con đi cùng hay không rất nhanh đã mang thánh thú tới mạch trần danh sư không nhịn được nhìn qua rồi hỏi ta muốn đi vạn quốc liên minh người đã muốn đi theo thì cùng đi đi trần chờ một chút mạc đường chủ gật gật đầu người học sinh này của hắn cách danh sư lục tinh chỉ còn thiếu một chút nếu như hắn đã muốn qua thì cùng mang theo vậy trên dọc đường cũng có thể chỉ điểm một hai, có lẽ có thể đột phá được ràng buộc đạt tới cấp bậc lục tinh. Hai người đều có giới chỉ không gian, cũng không cần phải chuẩn bị gì. Sau khi nhảy lên sống lưng thánh thú, quyết định phương hướng đi. Thánh thú bay thẳng ra ngoài, chạy thẳng tới phương hướng vạn quốc liên minh. Hồng viễn đế quốc, danh sư lục tinh đỉnh phong tự mình đến đây, bên này la hoàng tông chủ biết mình khó mà may mắn thoát khỏi, bờ môi run rẩy, cắn răng nhìn lại. Tiền bối, Chúng ta nhận tội, xin tiền bối xử phạt. Đối phương đã tuyên án có tội, như vậy bọn hắn đành nhận tội vậy. Nhìn xem trừng phạt thế nào rồi lại nói. Nhận tội là tốt rồi, mỗi người ở đây giao ra 20 viên linh thạch trung phẩm là có thể rời khỏi. La tông chủ, Bạch tông chủ, nhục mạ quản gia, làm tổn thương hậu bối của ta. Ta cũng lười ra tay, các ngươi tự sát đi. Lạnh nhạt nhìn qua, thanh âm không hề bận tâm của Dương Huyền vang vọng. Tự sát, La Hoàng tông chủ, Bạch Khải chi tông chủ đều nhíu mày một cái. Vốn bọn họ cho rằng cái gọi là trừng phạt chỉ là giáo huấn một lần, thậm chí bản thân bị trọng thương, đắc tội với danh sư cao minh như thế cũng coi như trừng phạt đúng tội, không dám phản bác. Thế nhưng, một khi tự sát, người chết đèn tắt, cái gì cũng bị mất. Muốn để cho ta tự sát, nằm mơ, coi như thực lực của Bạch Khải chi ta không đủ thì cũng sẽ không làm ra chuyện tự sát người đã băn khoăn thân phận, không muốn tự mình ra tay. Như vậy thì xin lỗi, cáo từ. Hét dài một tiếng, Bạch Khải Chi Tông chủ đột nhiên đứng dậy, thân thể nhảy lên, phóng thẳng ra ngoài. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Ngươi là danh sư cao cấp, tự thị thân phận cho nên không có khả năng tự mình ra tay với chúng ta. Đã như vậy, đánh không lại thì ta trốn là được chứ gì. Chỉ cần ngươi không xuất thủ, một khi rời khỏi nơi này, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, chẳng lẽ còn có thể tìm được ta hay sao? Trong lòng cười lạnh, dưới chân Bạch Khải Chi nhanh chóng chạy đi. Hắn dùng thân pháp lợi hại nhất của Bạch Dương Tông, lại phối hợp với thực lực hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh hậu kỳ, toàn lực vận chuyển, cả người giống như là một đạo huyễn ảnh. Trong nháy mắt đã thoát ra khỏi phủ đệ. Chuyện này, hiển nhiên đám người La Hoàng Tông chủ không nghĩ tới vị Bạch Tông Sĩ này không những không nhận tội, ngược lại còn quay người chạy trốn, tất cả đều ngẩn ngơ chạy trốn trước mặt danh sư bát tinh, lá gan đủ lớn a hát. Bất quá, chuyện này quả thực cũng là biện pháp tốt nhất, nếu như không trốn thì sẽ chết ở chỗ này. So với việc chết đi, còn không bằng chạy trốn. Đối phương thân là danh sư bát tinh, cũng không thể không để ý đến thân phận mà trực tiếp ra tay a. Trong lòng đang cảm thấy bội phục vì vị bạch tông chủ này quyết đoán thì đã cảm thấy hoa mắt. Âm âm, một cỗ lực lượng minh mông vô cùng từ trên trời hàng lâm, Bạch Tông Chủ đang chạy trốn còn không có kịp phản ứng thì đã bị đập thành bánh thịt tại chỗ. Ở nơi đó xuất hiện một cái hố to đường kính hơn 10 mét. Ngay sau đó có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ta chỉ nói không muốn ra tay, ai nói sẽ tự thị thân phận, không xuất thủ cơ chứ. chương 989, Vô Địch 1 Chuyện này, thật mạnh, nghe thấy đạo thanh âm này, lại nhìn thấy cái hố to ở trước mắt, Tất cả mọi người đều bị dọa đến mức mặt không còn một chút máu. Ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Thực lực Bạch tông chủ ở trong đám người bọn họ không tính là mạnh nhất, thế nhưng tuyệt đối cũng không tính là yếu nhất, nhất là tốc độ. Một khi thi triển đi ra, coi như La Hoàng tông chủ muốn đuổi theo cũng phải chạy hơn mấy trăm cây số. Nhưng mà, tốc độ nhanh như vậy, ngay cả nửa hô hấp cũng chưa tới thì đã bị chém giết. Nhất là Dương sư ở trên không trung ngay cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích, không biết dùng thủ đoạn gì mà không chỉ giết chết người, lại còn đập ra một cái hố to lớn như vậy. Nhìn uy thế của chiêu này, đừng nói là Bạch tông chủ không ngăn cản nổi, coi như hơn 10 người bọn hắn gộp chung vào một chỗ cũng không đủ để người ta giết. Mạnh, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Đáng sợ. Tất cả mọi người không ngừng run rẩy, sợ hãi phát ra từ nội tâm. Vừa rồi nghe vị dương sư này nói chuyện khá lịch sự, mọi người buông lỏng xuống. Thế nhưng đến giờ phút này bọn họ mới hiểu được, coi như bọn hắn là nửa bước danh sư ngũ tinh thì ở trong mắt đối phương cũng sẽ không cường đại hơn con sâu cái kiến một chút nào. Danh sư cường đại như thế, đừng nói là giết một nửa bước ngũ tinh, coi như diệt toàn bộ huyễn vũ đế quốc thì tổng bộ danh sư đường cũng sẽ không nói nhiều một câu. Quy củ là nói với kẻ yếu, cường giả chân chính chỉ tin tưởng nắm đấm, chỉ cần thực lực còn đó, ai cũng hết cách bắt bọn hắn cái gì mà quy củ, cái gì mà quy định, tất cả đều là chó má. Tựa như vị trước mắt này vậy, danh sư Bát Tinh. Nếu như nghiêm túc nói, nghe lời thì cũng thôi đi. Thế nhưng không để ý tới lời nói sẽ bị chém giết tại chỗ, ai dám phản bác chứ? Danh sư đường không có khả năng bởi vì một con sâu cái kiến ngay cả Ngũ Tinh cũng chưa tới mà đi phán quyết một vị danh sư Bát Tinh, huống chi. Con sâu cái kiến này lại không nghe theo lời nói của danh sư cấp cao, đã xúc phạm quy định. Tôn nghiêm của danh sư không thể làm nhục, không chỉ là nói một câu là có thể xóa bỏ. Danh sư Bát Tinh, mỗi một câu nói đều giống như là thánh chỉ. Bảo ngươi chết thì ngươi sẽ chết, thế mà còn dám chạy trốn, đừng nói là giết ngươi, coi như diệt tông môn, tộc nhân của ngươi. Nếu chuyện này truyền ra thì người ta cũng chỉ vỗ tay khen hay, không có người nào đồng tình với ngươi. Danh sư, nếu như ngay cả một chút uy nghiêm và địa vị ấy cũng không có thì sao có thể dạy dỗ mọi người, truyền học thiên hạ. Đây là võ kỹ hay là pháp bảo? Mấy người Khang Đường chủ, Triệu Minh chủ cũng run rẩy, nhìn chằm chằm vào cái hố cực lớn và Bạch tông chủ không còn một chút cặn bã nào ở phía xa xa, bờ môi run rẩy. Vừa rồi tốc độ xuất thủ của Dương sư thực sự quá nhanh, coi như dùng nhãn lực của bọn hắn cũng không nhìn thấy rốt cuộc đối phương đã xuất thủ như thế nào. Loáng thoáng, dường như bọn hắn nhìn thấy một bản thư tịch màu vàng xuất hiện ở trên không trung, trực tiếp đập tới. Chỉ là cụ thể có phải thư tịch hay không thì bọn hắn lại không có cách nào xác nhận được. Dù sao, có người dùng kiếm, có người dùng thương, coi như thiên môn, dùng lưu tinh trùy, cửu tiết tiên, ngạc ngư tiến. Nhưng bọn họ cũng chưa nghe nói qua còn có người dùng sách làm binh khí. Cái đồ chơi này, coi như có giày thì cũng sấp xỉ như cục gạch, hơn nữa tính chất mềm mại, đối mặt với thân thể mạnh mẽ của hóa phàm cảnh cũng không có một chút tác dụng nào, làm sao có thể giết người chứ? nếu thực sự là sách, đập chết một vị cường giả hợp linh cảnh hậu kỳ tại chỗ, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hơn nữa còn làm ra nhiều hố sâu như vậy, thực lực chân thật sẽ mạnh tới cỡ nào cơ chứ? Mặc kệ như thế nào đều không phải là điều mà loại gia hỏa cấp bậc thấp như bọn hắn có thể tùy ý phỏng đoán. Đây là... Nhìn thấy Dương Sư dùng một chiêu đã chém giết Bạch Tông Chủ, tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Chỉ có thân thể của Vương Dĩnh là run rẩy Nàng tính cách mềm yếu, trong rất nhiều đệ tử cũng không tính là xuất sắc. Thế nhưng làm bất cứ chuyện gì đều quan sát kỹ lưỡng, chưa từng qua loa. Chính vì vậy, mới có thể khiến cho nàng rõ ràng thiên phú không bằng mọi người, thế nhưng thực lực lại không hề yếu. Bởi vì, nàng nghiên cứu càng thêm thấu triệt đối với công pháp mà Trương sư dạy bảo nàng. Trong mắt đám người Trịnh Dương, Tôn Cường, chiều này lúc trước Trương sư cũng thi triển qua, Dương sư là lão sư của lão sư, có thể thi triển đi ra cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng nàng lại phát hiện ra một điều, chiều này so với lúc trước trương sư thi triển ra lại giống nhau như đúc, chỉ là tốc độ nhanh hơn mà thôi. Ngày ấy, lộ sung vì cứu lão sư mà bỏ mình, dưới cơn nóng giận trương sư đã ném ra một bản thư tịch màu vàng. Đập người nọ thành bánh thì tại chỗ, lại còn chém giết lâm lung. Thủ pháp người dùng so với thứ trước mắt này, không có gì khác nhau. Coi như sư đồ truyền thừa, thủ đoạn mà mỗi người thi triển cũng đều không giống nhau, không có khả năng phỏng chế. Cũng giống như một đầu bếp dạy học sinh ra, cùng xào ra một món ăn. Thế nhưng không có khả năng xào ra hương vị tương đồng với nhau. Dương sư mạnh như vậy, nhưng lại hoàn toàn nhất trí như lúc trương sư dùng. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là, có thể hai người là cùng một người. Nàng không nhịn được nhìn về phía dương sư ở không chung, chỉ nhìn một chút thì vương dĩnh không nhịn được che miệng. Dương Sư ở trên không trung này có bộ dáng hoàn toàn khác biệt với Trương Sư, quần áo cũng không tương tự. Dựa theo đạo lý mà nói, không nhìn ra được cái gì, thế nhưng... Nàng thấy rõ ràng, chỗ cầm của Dương Sư có một chỗ màu nâu xanh nhàn nhạt, nhạt. Lúc trước ở trong vu hồn mộ, Trương Sư bị mặc hồn sinh nắm cổ, để lại một chỗ xám xanh. Mặc dù gần hai tháng qua đã trở nên ngày càng nhạt, sắp không nhìn ra được gì nữa. Thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng rõ ràng. Trước đó nàng gặp mặt Trương sư còn nhìn thấy rõ. Mà ấn ký này của Trương sư lại giống như đúc thứ trên cằm vị Âm Dương sư trước mắt này. Trương sư có dấu ấn thì Dương sư cũng có, thi triển ta thủ đoạn chém giết kẻ địch tương đồng. Hơn nữa, dường như khi Dương sư xuất hiện, Trương sư chưa từng xuất hiện qua. Nói cách khác, hai người chưa hề xuất hiện qua trong cùng một thời điểm. Chẳng lẽ Dương sư chính là Trương sư? Loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Lúc trước, Trương sư đã giả mạo Liễu sư, khiến cho các nàng ai cũng không có phân biệt ra được. Trong lòng chấn động, thân thể mềm mại của Vương Dĩnh run rẩy. Không có người nào chú ý tới một đệ tử nho nhỏ kinh hãi, coi như chú ý thì cũng sẽ tưởng rằng bị thủ đoạn nghịch thiên của Dương sư trấn nhiếp. Lúc này tất cả mọi người đều bị dọa đến mức mặt không còn chút máu, không dám tiếp tục nói nhảm nữa chương 990, vô địch 2. Là ta bị ma quỷ ám ảnh, nghe thấy chuyện bản chép tay khổng sư đã mất sự trừng mực mà danh sư nên có. Coi như bỏ mình cũng là trừng phạt đúng tội. Nhìn bạch tông chủ ngay cả thi thể cũng không tìm ra được, trong mắt la hoàng tông chủ hiện lên vẻ cô đơn. Dương sư đã có thể động thủ với bạch tông chủ, như vậy cũng có thể động thủ với hắn. So với việc bị đối phương chém giết, triệt để chọc giận hắn còn không bằng tự sát cho thoải mái hắn cắn răng ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định mong rằng sau khi ta tự sát dương sư không nên làm khó lưu vân tông và người học sinh này của ta dù sao bọn hắn vô tội một mình hắn chết rồi cũng không có gì chỉ cần lưu vân tông vẫn còn thì căn cơ sẽ không có dao động quá lớn sợ là sợ chọc giận đối phương trái lại còn diệt mất lưu vân tông khi đó mới thật sự muốn khóc cũng không kịp lão sư nghe thấy lão sư sắp chết còn cầu xin cho bọn hắn La Tuyển rất là sốt ruột. Lần trước bị yêu thần thú đặt mông ngồi xuống thành trọng thương, trải qua những ngày này khôi phục hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Bởi vậy hắn cũng đi theo tới, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn kinh người như thế. Còn chính mắt nhìn thấy một người có thể là danh sư bát tinh siêu cấp. Không cần nói nữa, sau khi ta chết, để Vương trưởng lão kế thừa vị trí tông chủ. Biết tai kiếp khó thoát, La Hoàng tông chủ cũng bình tĩnh 10 phần, lại khoát tay áo, dặn dò hậu sự lão sư, thấy hắn bất cứ lúc nào cũng tự sát, la hoàng cắn răng, tiến về phía trước một bước, nói, dương sư, chúng ta giao nạp linh thạch là có thể rời khỏi. Như vậy liệu Lưu Vân Tông có thể giao nạp 100 linh thạch trung phẩm, để đổi lấy mạng của lão sư hay không? Người nói bậy bạ gì đó. Nghe thấy đệ tử lại nói loại lời này, la hoàng tông chủ lắc đầu. Đối phương là danh sư bát tinh, đã lên tiếng trước. Đối phương không muốn sinh linh đổ thán, giết chết toàn bộ mà thôi lại cho danh sư đường mặt mũi chẳng lẽ người thực sự cho rằng cường giả lợi hại như vậy sẽ quan tâm tới một chút linh thạch trung phẩm hay sao đừng nói là trung phẩm coi như là thượng phẩm tuyệt phẩm cũng chưa chắc đã có thể khiến cho loại người này động tâm muốn dùng linh thạch để mua mạng của ta làm sao có thể danh sư bát tinh miệng vàng vừa mở khuôn vàng thước ngọc coi như danh sư thất tinh tới cầu xin cũng không được chứ một chút linh thạch hoàn toàn vô dụng. Nếu như đơn giản như vậy là có thể giải quyết thì Bạch Tông Chủ cũng không liều mình mạo hiểm, bị đánh một chút trở thành thịt vụn. Khi hắn đang cảm thấy học sinh mình vào thời khắc mấu chốt có chút ngây thơ, đang dự định khuyên can hắn bỏ đi ý nghĩ này thì đã nghe thấy thanh âm nhàn nhạt, nhạt, của bóng người trên không trung vang lên, 150 viên linh thạch trung phẩm, ta có thể tha cho hắn một mạng. Ừ, C. Thân thể nhoáng một cái, La Hoàng Tông Chủ còn cho là mình nghe nhầm, mệnh của ta chỉ đáng giá 150 viên linh thạch trung phẩm. Mặc dù linh thạch trung phẩm cực kỳ chân quý, thế nhưng dùng nội tình của Lưu Vân Tông còn có thể lấy ra được. Dù sao, liên tục trở thành quán quân thi đấu danh sư nhiều lần như vậy, chỉ riêng ban thưởng cũng rất là đáng sợ, lại thêm ngọc phù chương trình học viễn trình của nửa bước danh sư ngũ tinh có giá trị không nhỏ. Như thế, cho dù linh thạch trung phẩm mặc dù chân quý, Thế nhưng so với tính mạng của người đường đường là tông chủ như hắn vẫn còn xa mới bằng. Nhưng, như vậy là có thể trao đổi. Làm sao? Có làm hay không, nếu như không thì tự sát đi. Ngay khi hắn đang không thể tin được thì đã nghe thấy thanh âm không vui của Dương sư trên không trung vang lên. Có, có. Mãi đến lúc này hắn mới xác nhận đây là sự thực, nào còn dám do dự. Cổ tay khẽ đảo, một đống linh thạch trung phẩm xuất hiện ở trước mặt mọi người linh khí như rồng, khí tức như biển. 150 viên linh thạch, không thừa không thiếu một viên nào. Ừm, dương sư ở trên không trung hài lòng gật đầu, lại lăng không chộp một chảo, linh thạch đã bị thu vào giới chỉ chữ vật. Tiếp đó hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn qua. Người có thể không cần tự sát, những người khác linh thạch giao đủ, xéo đi. Vâng, vội vàng triệu tập mọi người của Lưu Vân Tông, đưa ra hạn mức mỗi người 20 viên trước đó sau đó la hoàng tông chủ vội vã đi ra ngoài thấy dương sư không có ý muốn giết bọn họ lúc này bọn hắn mới thở ra một hơi lại lập tức nhìn thoáng qua cái hố to cách đó không xa vẻ mặt cổ quái khụ khụ bạch tông chủ chết cũng quá oan sớm biết linh thạch có thể mua mạng đoán chừng đánh chết hắn ta cũng không chạy a hát lần này thì tốt rồi bị đánh thành thiến nát tại chỗ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào một người đường đường là tông chủ chỉ có giá trị 150 linh thạch, ngay cả một đầu linh thú hợp linh cảnh cũng không bằng. Chuyện này là sao đây? Chỉ là, từ đó có thể thấy được, vị dương sư này quả thực không quan tâm tính mạng của bọn hắn. Cũng đúng, người như con sâu cái kiến, sống hay chết thì có quan hệ gì với hắn cơ chứ? Cũng giống như hắn cũng sẽ không quan tâm tới sự sống chết của một danh sư. Trở về báo tin cho các đệ tử, bất kể là trương sư hay là học sinh của hắn, thậm chí bất cứ người nào của vạn quốc thành cũng không được đắc tội. Sau khi đi xa, lúc này là Hoàng Tông Chủ mới thở phào nhẹ nhóm, dặn dò đồ đệ La Tuyền một câu, Dương Sư, không chỉ chúng ta không đắc tội nổi mà ngay cả huyễn vũ đế quốc, hồng viễn đế quốc cũng không đắc tội nổi. Không nói thân phận, chỉ bằng vào tu vi, trong cảnh nội phong hào đế quốc. Vô địch, chương 991, hóa phàm tam trọng đỉnh phong 1. Trong cảnh nội phong hào đế quốc, vô địch, Toàn thân là tuyển cứng đờ, tất cả đệ tử Lưu Vân tông đi theo cũng bị dọa đến biến sắc. Lưu Vân tông tương đương với vạn quốc liên minh, tương đương với đế quốc bất nhập lưu. Hướng lên trên là Huyễn Vũ đế quốc nhị cấp, sau đó là Hồng Viễn đế quốc nhất cấp. Ở trên nữa mới là Phong Hào đế quốc. Nói cách khác, vị dương sư này đã dòng dã vượt qua bọn hắn ba cấp quốc gia, căn bản không ở cùng một vị trí. Khó trách lại không thèm để ý mảy may đối với tính mạng của bọn hắn thậm chí ngay cả quy củ cũng không quan tâm. Loại cường giả cấp bậc này, quả thực có vốn liếng và năng lực xem thường quy tắc. "Lão sư, bản chép tay của Khổng Sư kia." Sau khi hết khiếp sợ, La Tuyền nhìn qua. Lần này tới đây là muốn cướp đoạt bản chép tay của Khổng Sư, đối phương cường đại như thế, nhất định là không giành được, tiếp đó nên làm cái gì bây giờ? "Chuyện bản chép tay Khổng Sư, tất cả đều tiêu hóa ở trong bụng cho ta, không thể tiết lộ ra ngoài." loại danh sư cấp bậc như dương sư, đừng nói là có một bản chép tay của khổng sư, cho dù có di vật khổng sư, là hậu bối của khổng sư thì ta cũng sẽ tin tưởng. Chuyện của danh sư cấp bậc cao như vậy, tốt nhất đừng lẫn vào, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Khuôn mặt la hoàng tông chủ mang theo vẻ ngưng trọng dặn dò. Làm người phải tự biết mình, nếu như dương huyền này chỉ có nửa bước ngũ tinh, hoặc là ngũ tinh như vậy coi như bọn hắn không chiếm được thì tất nhiên cũng sẽ tuyên truyền chuyện này ra ngoài, khiến cho hắn ta không được bình yên. Thế nhưng đối phương có thể là bát tinh, vậy thì kinh khủng rồi. Loại cường giả cấp bậc này, nếu như không muốn để cho ngươi nói mà ngươi dám thảo luận lung tung. Như vậy không cần hắn ra tay, danh sư Đường cũng sẽ nghĩ biện pháp để ngươi im miệng. Đạt tới loại thực lực này, mỗi một vị đều là nhân vật đỉnh phong cực kỳ quan trọng đối với danh sư Đường. Dám nói loạn về loại người này trừ phi thật sự đã chán sống. Vâng, tất cả mọi người đều vội vàng gật đầu. Bên dưới không nói việc bên trên, thần không nghị quân. Người bình thường phải có giác ngộ của người bình thường, tùy tiện thảo luận tới chuyện của Hoàng đế bệ hạ, bản thân đã vượt rào rồi. Chuyện bị truy cứu chém giết cũng không có bất luận nỗi oan khuất gì cả. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, không nên lai vãng với người của Bạch Dương Tông, cái tông môn này. Hết rồi, La Hoàng Tông chủ lần nữa dặn dò. Bạch Dương Tông là đại tông môn siêu cấp có thể so với Lưu Vân Tông bọn hắn, thậm chí còn có cơ hội thay thế bọn hắn, trở thành bá chủ của 28 thế lực xung quanh. Đáng tiếc, đắc tội Dương sư, đường đường là tông chủ, thoáng cái đã bị giết chết. Coi như Dương sư không so đo thì nhất định những tông môn khác cũng sẽ kính sợ mà tránh xa. Thậm chí nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không cần bao lâu nữa sẽ bị các thế lực khác chiếm đoạt, hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Đây chính là lực ảnh hưởng của danh sư cấp cao. Mỗi một hành động đều có thể gây ra phản ứng dây chuyền. Thậm chí, vừa rồi Dương sư không cần ra tay, chỉ nói một câu diệt Lưu Vân Tông, nhất định các thế lực khác sẽ xông lên chém giết bọn hắn. Chính bởi vì như thế nên dù hắn tình nguyện tự sát thì cũng phải nói ra lời nói bảo tồn tông môn. Chỉ cần Dương sư đồng ý, những tông môn khác ngại hứa hẹn của Dương sư cho nên sẽ không dám động thủ với bọn hắn. Nếu không tương đương với việc ngang nhiên vi phạm lời nói của Dương Sư, không phải là tự tìm cái chết thì là cái gì. Một màn như vậy cũng xảy ra ở các thế lực môn phái khác. Dương Sư xuất hiện đã gây ra áp lực thực sự quá lớn cho bọn hắn, một vị danh sư cấp bậc bát tinh hư hư thực thực, đừng nói là bọn hắn không dám thảo luận lung tung. Coi như là danh sư đường của huyễn vũ đế quốc, sau này nhất định cũng sẽ ra lệnh im miệng. Trong sân, lần nữa yên tĩnh lại. 14 chỗ thế lực khí thế vô cùng, hùng hổ đến đây gây phiền toái, mấy chục cường giả, cuối cùng mỗi người lại phải nộp lên 20 viên linh thạch trung phẩm để đổi lấy mạng, sau đó xám xịt rời khỏi. Dương Sư, nhìn cường giả đang lơ lửng ở trên không trung, vẻ mặt đám người khang đường chủ, Tô Sư rất là cung kính. Ừm, không tồi, nếu có rảnh ta sẽ đi phân bộ các ngươi giảng bài. Dương Sư hài lòng gật đầu. Đa tạ Dương Sư, nghe được cái hứa hẹn này, đám người khang đường chủ mừng rỡ như điên đây chính là danh sư cấp bậc bát tinh hư hư thực thực người ta giải bài một lần tuyệt đối còn có hiệu quả hơn so với bọn hắn khổ tu một năm được rồi lui ra đi hứa hẹn một câu dương sư tùy ý khoát khoát tay vâng vội vàng gật đầu đám người khang đường chủ triệu minh chủ đang muốn rời khỏi thì lại nghe thanh âm thản nhiên của dương sư ở trên không trung a trước tiên không vội giải trên người bọn hắn rồi hãy đi vừa rồi đám người trịnh dương tôn cường muốn giải thích lại bị La Hoàng Tông chủ dùng chân khí niêm phong. Hiện tại ngay cả một câu cũng không nói được như cũ. Không nghĩ tới Dương sư lợi hại như vậy lại để bọn hắn giải quyết vấn đề đơn giản như vậy. Đám người khang đường chủ sửng sốt một chút, lập tức tiến về phía trước một bước. Rất nhanh đã cởi niêm phong của mấy người ra, đồng thời còn lấy ra đan dược chữa thương để cho bọn hắn ăn vào. Làm xong tất cả, lúc này bọn hắn mới ôm quyền, chúng ta cáo từ. Ừm. Uhm. Dương sư gật gật đầu, cầu vỉnh lên, ánh mắt nhìn lên trên không trung, dường như đang nhớ tới chuyện gì đó, thâm thúy không gì sánh được. Ngay sau đó, hai tay chắp ra sau lưng, lăng không hư độ, từng bước một đi về phía nơi xa. Cao nhân, đây mới là cao nhân. Nhìn thấy khí chất của hắn và thủ đoạn lăng không mà đi, khang đường chủ, triệu minh chủ lần nữa phục sát đất, cúi đầu thầm nói. Cái gì là cao nhân? Đây mới là cao nhân. Cái gì là cường giả? đây mới là cường giả. Thân là danh sư cấp cao, nhưng xưa nay không tuyên dương, khiêm tốn mà nội liếm, coi như đối phương bắt nạt đến tận cửa cũng chỉ nộp chút linh thạch là có thể giải quyết, xong chuyện phủi áo rời đi, không để lại một câu. Ngoại trừ khâm phục và rung động, thực sự bọn hắn không nghĩ ra được từ nào để hình dung được nữa. Cung tiến đối phương rời khỏi, đang định ngẩng đầu thì đột nhiên nghe được thấy thanh âm của một vật rơi xuống, ngay sau đó tiếng, bịch bịch, ai nha, vang lên, hình như có người rớt xuống từ trên không trung vội vàng nhìn lại về phía trước dương sư đã biến mất không thấy gì nữa ở trên bầu trời vạn dặm nào có nửa điểm tung tích mới vừa rồi là dương sư rơi xuống mấy người nhìn nhau nháy con mắt nghe được có người ngã xuống từ trên không trung sẽ không phải là dương sư đó chứ chỉ là suy nghĩ này vừa xuất hiện thì bọn hắn lập tức lắc đầu nói đùa gì vậy dương sư là tồn tại siêu cường danh sư bát tinh hư hư thực thực có thể phi hành không gián đoạn một ngày một đêm cũng không biết mỏi mệt làm sao có thể từ không trung rơi xuống chứ nhất định là tốc độ quá nhanh đã biến mất ở trước mắt mọi người hiểu rõ điểm này cả đám không dám suy nghĩ nhiều lập tức quay người đi ra ngoài không nghĩ tới lão ra lợi hại như vậy sư tổ thật mạnh mấy người rời khỏi sân nhỏ an tĩnh lại đám người tôn cường Trịnh Dương nghĩ đến uy phong vừa rồi của Dương Sư. Mỗi người đều tràn ngập hưng phấn, chỉ có Vương Dĩnh là vội vã đi đến bên trong sân nhỏ. Vừa rồi những người khác chỉ lo hóa giải dược lực làm dịu thương thế, mà nàng lại một mực tập trung ánh mắt ở trên người, Dương Sư. Đã nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch, không kiên trì nổi mà rớt xuống từ trên không trung. Nếu thực sự là danh sư bát tinh, làm sao có thể không kiên trì nổi mà rơi xuống từ trên không trung cơ chứ? Nhất định là Trương sư đã dùng đặc thù thủ đoạn nào đó, không tiếc tiêu hao cực lớn mới hóa giải nguy cơ ngày hôm nay. Đi vào nội viện, nhìn về phía vừa rồi Dương sư rơi xuống, chỉ thấy trên mặt đất có một cái hố không lớn. Dường như là đầu cắm vào, hẳn là vừa rồi từ trên không trung rơi xuống, dùng đầu tiếp đất, chỉ là nơi đó lại không có nửa cái bóng người. Người đâu? Dùng thủ đoạn nào đó vượt qua năng lực, lại từ không trung rơi xuống, nhất định sẽ bị thương làm sao thoáng cái người đã biến mất không thấy tăm hơi cơ chứ. Vương Dĩnh tràn ngập lo lắng. Vương Dĩnh, không hóa giải dược lực, khôi phục thương thế, còn chạy tới nơi này làm gì. Đang muốn tiếp tục tìm kiếm thì đã nghe một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Nàng vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trương sư đang đứng ở cách đó không xa, nhìn qua, lông mày nhăn lại. Lão sư, vừa rồi, con, con nhìn thấy dương sư, dường như từ trên không trung rơi xuống nơi này con sợ hắn bị thương, cho nên tới xem một chút. Hơi đỏ mặt, Vương Dĩnh vội vàng giải thích. Bị thương, nói đùa cái gì, lão sư là nhân vật tuyệt thế, làm sao bị thương được chứ? Lông mày nhíu một cái, ngay sau đó trương sư đã khoát tay áo, được rồi, đi xuống đi, ta thương nghị việc cứu chữa lộ sung như thế nào với lão sư. Cho nên không hy vọng có người quấy giày, đi ra ngoài trước đi. Vâng, thấy hắn không có việc gì, không giống như mới vừa từ trên không trung rơi xuống vương dĩnh đành phải ôm quyền rời khỏi đồng thời vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc chẳng lẽ nhìn lầm dương sư là dương sư trương sư là trương sư căn bản không phải cùng là một người nếu không mới vừa rồi từ trên không trung rơi xuống đầu cắm xuống làm sao ngay cả một chút thương thế cũng không có khí tức lại còn trầm ổn như thế chứ coi như đoán sai thì dấu ấn mà mặc hồn sinh để lại trên cổ lão sư sẽ không sai cắn răng, Vương Dĩnh lần nữa tràn ngập lòng tin. Coi như mình suy đoán không đúng, thế nhưng cái dấu ấn kia không có khả năng xảy ra vấn đề. Nàng đã tận mắt nhìn thấy, xác nhận nhiều lần, làm sao có thể phạm vào sai lầm cơ chứ. Lần sau khi Dương Sư xuất hiện lại tìm Lão Sư, nhất định có thể nhìn ra cái gì đó. chương 992, Hóa Phạm Tam Trọng Đỉnh Phong 2 Trong lòng nàng khẽ động, Trương Sư không thừa nhận, nàng làm học sinh cũng không tiện trực tiếp hỏi không bằng đợi có cơ hội khi dương sư xuất hiện lại đi tìm kiếm trương sư chỉ cần hai người không thể cùng lúc xuất hiện như vậy đã nói lên nhất định là cùng một người đến lúc đó coi như muốn phủ nhận cũng không làm được trong lòng có so đo vương dĩnh lập tức đi ra ngoài nàng vừa mới rời khỏi chỉ thấy vẻ mặt trương sư cười khổ vội vàng đi về phòng nếu như vương dĩnh có mặt ở đây sẽ nhìn thấy phía sau lưng của hắn có vấn đề sẽ khẳng định là một người với dương sư bởi vì tất cả mọi thứ sau gáy trương sư đều là bụi bặm quần phía dưới cũng chưa kịp đổi lại bị ngã làm cho nó dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi nếu không phải trong viện còn có cột đá che chắn nhất định có thể thấy được về đến phòng đổi quần áo lúc này trương huyền mới thở ra một hơi vị dương sư trước đó xuất hiện vị vương dĩnh đoán không sai quả thực là hắn tình cảnh nguy cấp nếu như bản thân xuất hiện nhất định sẽ không tránh được một hồi ác chiến mà dùng tu vi hiện tại của hắn rất rõ ràng không phải là đối thủ của nhiều cường giả như vậy hết cách rồi đành phải mời dương huyền xuất hiện còn khí thức cường đại trên người là mặc hồn sinh tên này bị nhốt ở cửu thiên liên thai một thân thực lực không phát huy ra được chỉ có thể phát ra khí thế vừa vặn có thể mượn dùng một chút ca ký tức linh hồn không biết đã tích xúc bao nhiêu năm, mạnh mẽ vô cùng. So với khí thế bán thánh cũng tương xứng, lại thêm lơ lửng ở trên không trung, khiến cho mọi người vừa bắt đầu đã tưởng lầm là thánh giả. Vào trước là chủ, lúc này trong lòng đã kính sợ, cho nên mới không cần phải tốn công phu. Còn dùng linh hồn đả thương la hoàng tông chủ, đó là do hắn vận dụng năng lực của vu hồn sư. Lực lượng của vu hồn đã đạt tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, nhờ vào sức chiến đấu, muốn gây tổn thương cho hợp linh cảnh như La Hoàng Tông Chủ này rất khó, thế nhưng, nếu là linh hồn đối đầu, như vậy người sau sẽ yếu hơn rất nhiều. Dù sao, hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh cũng chỉ vừa mới bắt đầu tôi luyện linh hồn, cách lúc dẫn hồn xuất thể vẫn còn kém một mảng lớn, chứ đừng nói là cường giả vu hồn đã đi qua âm dương đầm rèn luyện như hắn. Chỉ là, có thể nghiền ép được cũng phải mượn uy thế của Dương Sư, đổi lại là bản tôn hắn tới chỉ sợ còn không có thi triển hồn lực thì người ta dùng một bàn tay đã đánh ngất hắn trước rồi la hoàng tông chủ biết dương sư là thánh giả không dám chống cự cho nên lúc này mới bị nghiền ép bản thân bị trọng thương còn hồn lực truyền công sau đó thoạt nhìn rất lợi hại nói trắng ra rất đơn giản lúc trước mặc hồn sinh có thể sử dụng hồn lực truyền lại chi thức công pháp cho hắn sau khi học tập loại thủ đoạn này hắn truyền thụ cho tiết nhất giao cũng không tính là gì giúp yêu thần thú đột phá, trước kia hắn cũng đã làm qua. Tất cả mọi chuyện trước đó đều rất hoàn mỹ, chỗ thiếu hụt duy nhất chính là hồng trần đạp thiên bộ vẫn tiêu hao chân khí rất lớn. Cho dù trong khoảng thời gian này tu vi tăng lên, số lượng chân khí dự trữ cũng đã tăng lên không ít, thế nhưng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì được hơn 10 phút ở trên không trung mà thôi. Cuối cùng thực sự không kiên trì nổi, cho nên mới rớt xuống. May mắn, không có người nào phát hiện ra, nếu không, tất cả cố gắng trước đó sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Ai, đây gọi là chuyện gì chứ? Mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, làm cho tất cả mọi người kiêng rẻ không thôi, dọa đến mức không nói nên lời. Sau một khắc thì đầu đã đâm vào trên mặt đất, thiếu chút nữa đã thổ huyết, vẻ mặt trương huyền buồn bực không thôi. Hồng Trần đạp thiên bộ, mặc dù rất nghịch thiên, khi phi hành cũng làm cho người hưng phấn, thế nhưng... Chân khí tiêu hao hết sẽ trực tiếp rơi xuống, không có chút dấu hiệu nào quả thực cũng thực sự quá đen. May mắn những ngày gần đây hắn không ngừng cố gắng tu luyện, chân khí đủ để kiên trì đến lúc kết thúc. Nếu không, ngay khi còn giang uy hiếp mọi người, đầu cắm xuống đất. Khi đó có lẽ không chỉ bị ngã một cái, không cẩn thận lại còn bị mọi người đánh thành đống thịt, dù có giải thích nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Xem ra, Vương Dĩnh đã nhìn ra. Nhớ tới Vương Dĩnh trực tiếp chạy tới đây, vẻ mặt và thái độ hoài nghi, Trương Huyền không nhịn được phải lắc đầu. Vương Dĩnh có thể nhìn ra, những người khác cũng có khả năng nhìn ra. Một khi để cho người khác biết vị siêu cấp danh sư Dương Huyền này chỉ là hư cấu, cũng không phải là tồn tại chân thực. Như vậy nhất định đám người trước đó sẽ ngóc đầu trở lại, không đánh chết hắn cũng tốt lắm rồi. Xem ra phải nhanh phân thân cô đọng một chút, có phân thân, hai thân phận có thể đồng thời xuất hiện, khi đó sẽ không có người nào còn dám hoài nghi. Trương Huyền siết chặt nắm tay, phương pháp phân liệt linh hồn mà hắn học được từ chỗ mặc hồn sinh, lại có cửu thiên liên thai làm cơ sở, muốn cô động phân thân cũng không khó. Chỉ là cần rất nhiều linh khí mới được, trước đó hắn không tạo ra là bởi vì linh thạch trung phẩm không đủ, hiện tại một lần vơ vét chỉ ít cũng có hơn 600 viên từ tay các thế lực, như vậy cũng đã đủ để tiêu xài và tiêu hao. Trước tên nâng tu vi lên rồi lại nói tiếp, cửu thiên liên thai còn không có hoàn thiện, muốn hoàn thiện nó nhất định phải có đầy đủ thiên đạo chân khí tẩm bổ. Chỉ là, có nhiều linh thạch trung phẩm như vậy, tất cả đều trở nên rất đơn giản. Cổ tay run lên, trận bàn tụ linh trận xuất hiện ở trước mắt. Trương Huyền khoanh chân ngồi ở giữa, thuận tay ném ra hơn 10 viên linh thạch trung phẩm, lỗ chân lông toàn thân mở rộng, vận chuyển thiên đạo công pháp, linh khí chung quanh trở nên nồng nặc, sau đó bị hắn trực tiếp thôn phệ. Cảm nhận được linh khí tràn ngập kéo thẳng tới huyệt đạo, Trương Huyền không nhịn được cảm thấy thoải mái, nước mắt lưng tròng. Một hai tháng qua, khi hắn tu luyện đều là căng thẳng ngay cả một linh thạch cũng chỉ dám sử dụng từng viên một đã có lúc nào xa xỉ như vậy chứ xem ra nếu sau này có cơ hội cũng nên vơ vét những tên như vậy mấy lần muốn tốc độ tu luyện tăng nhanh linh thạch là thứ át không thể thiếu âm âm linh khí đầy đủ rất nhanh tiêu hao trước đó đã được bổ sung chân khí tiếp tục được tích lũy không lâu sau một tiếng oanh minh vang vọng trương huyền đã tới hóa phạm nhị trọng đỉnh phong thực lực gia tăng Trương Huyền không có ngừng lại mà tiếp tục xông vào. Nguyên khí cảnh đỉnh phong. Âm dương cảnh sơ kỳ. Âm dương cảnh đỉnh phong. Một canh giờ sau hắn đã đạt đến hóa phàm tam trọng đỉnh phong. Lực lượng chân khí cũng đạt tới 100 vạn đỉnh, so với người tu luyện khác hơn những trọn vẹn 20 vạn đỉnh, đã có thể so sánh với trọc thanh cảnh sơ kỳ. Người tu luyện âm dương cảnh sơ kỳ bình thường là 50 vạn đỉnh, trung kỳ 60 vạn, hậu kỳ 70 vạn, đỉnh phong 80 vạn chọc thanh cảnh sơ kỳ 100 vạn đỉnh, trung kỳ 120 vạn đỉnh, cứ thế mà suy ra. Nếu như lại phối hợp với 160 vạn đỉnh của hồn lực, lực lượng mà hiện tại hắn có thể phát huy đã đạt tới 260 vạn đỉnh. Loại thực lực này, ngay cả hợp linh cảnh trung kỳ cũng có thể chiến một trận. Hợp linh cảnh, sơ kỳ 200 vạn, trung kỳ 240 vạn, hậu kỳ 280 vạn, đỉnh phong 320 vạn. Đáng sợ, cửu thiên liên thai, phát triển. Hiện tại không đủ công pháp tu luyện hóa phàm tứ trọng, cho nên cũng không có cách nào tiếp tục tấn cấp. Cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, lấy cửu thiên liên thai ra ngoài, bàn tay nắm chặt, chân khí điên cuồng tràn vào bên trong. A à đừng giết ta. Chân khí vừa tiến vào đài sen thì bên trong lập tức vang lên tiếng gầm rú như như giết heo của Mặc Hồn Sinh. Ách, à, thật ngại quá, ta lại quên mất ngươi hắn chỉ phải mau chóng khiến cho đài sen phát triển mà đã quên đi tên kiêng kỵ thiên đạo chân khí đến thực điểm này. Ngoặc kép chấm chấm chấm, mặc hồn sinh khóc không ra nước mắt. Mới vừa rồi ta giúp ngươi tạo ra khí thế lớn như thế, cả người thiếu chút nữa đã mất mạng, mà ngươi, nhanh như vậy đã quên ta đi. Có cần ác như vậy hay không? Ngươi đừng có gấp, hiện ta sẽ lấy ra ngươi, sau đó lại thúc giục liên thai. Biết có tên này ở bên trong thì sẽ không có khả năng tùy ý sử dụng Thiên đạo chân khí, Trương Huyền lập tức nói. Tên này thân là vô hồn sư Lục Tinh, chỉ cần có thể thoát khỏi liên thai, muốn sống sót thật lâu ở trên không trung là chuyện không thành vấn đề. Nếu thực sự không được, còn có vô hồn kim nhân, trước tiên có thể cho hắn mượn sử dụng. Còn làm thế nào mới có thể lấy hắn ra, những ngày gần đây Trương Huyền cũng đã nghĩ ra biện pháp đối phương cần linh hồn để thay thế mới có thể đi ra ngoài đã như vậy vậy thì đi tìm một cái linh hồn linh hồn phân liệt khoanh chân ngồi xuống tinh thần khẽ động vu hồn ly thể lơ lửng ở giữa không trung dựa theo phương pháp mà trước đó mặc hồn sinh dạy bảo lập tức phân tách hồn phách ra ngoài không tìm thấy linh hồn khác để thay thế như vậy chỉ có thể dùng chính hắn mà thôi vừa vặn hắn cũng muốn luyện chế đài sen thành phân thân linh hồn sớm đi vào So với việc sau này căn bản cũng không có bị ảnh hưởng. Linh khí chung quanh tuôn ra, vô hồn một mặt hấp thu, một mặt phân liệt. Chia cắt linh hồn là đem một cái linh hồn hoàn chỉnh chia làm hai phần, tương đương với chém người ta thành hai khúc, phải tiếp nhận thống khổ cực lớn. Hơi chút không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán. Nếu như không phải sớm chỉnh lý bộ công pháp này thành cấp bậc thiên đạo, như vậy hắn cũng không dám tu luyện, bởi vì xác suất thành công thực sự quá thấp lúc trước mặc hồn sinh có thể thành công cũng là bởi vì đạp nhầm vận khí. Không biết qua bao lâu, phu hồn cao hơn 3 mét dưới âm dương đầm cô động mà thành đã thành công dần dần chia cắt thành hai phần. Cả hai đều không xê xích bao nhiêu so với người bình thường. Xong rồi, khi tách ra, để một bộ phận trong đó quay về thân thể, Trương Huyền thở ra một hơi, vẻ mặt trắng bệch. Chỉ sợ không có một vài tháng, tạm thời hồn lực không có cách nào dùng được nữa lần này không giống như lúc cứu chữa lộ sung, chỉ chia cắt ra một phần nhỏ linh hồn. Coi như bị tổn thương thì rất nhanh cũng đã có thể khôi phục. Linh hồn từ một phân thành hai, muốn triệt để khôi phục như lúc ban đầu, không có một, hai tháng, chỉ sợ rất khó có thể làm được. Nói cách khác, trong một hai tháng này, tốt nhất đừng vận dụng hồn lực, nếu không sẽ chỉ làm cho thương thế càng thêm nghiêm trọng. Chương 993, Cô Động Phân Thân 1 Chỉ là, cho dù trả giá nhiều hơn nữa cũng là đáng giá. Linh hồn từ một phân thành hai, khiến cho hắn có cảm giác mình có đến hai cái thân thể đồng thời sống sót. Mặc dù sức chiến đấu hiện nay không gia tăng, thế nhưng khi nào triệt để khôi phục thì sẽ hoàn toàn khác biệt, tương đương với trong nháy mắt bạo tăng lên gấp đôi. Điểm mấu chốt nhất chính là, tư duy hai người tương đồng, ý niệm câu thông. Một phối hợp ra tay, tuyệt đối không phải là đơn giản như một cộng một bằng hai, thậm chí có thể đạt tới ba, bốn, thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa, linh hồn chia ra có thể tu luyện giống như người bình thường, nương theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Bắt đầu đi. Linh hồn nhìn bản tôn một chút, miệng cười nhạt một tiếng, bắn thẳng tắp về phía Cửu Thiên Liên Thai. Siêu. Vừa đến trước mặt thì lập tức đã cảm thấy có một cỗ hấp lực cực lớn quét sạch hắn, sau một khắc hắn đã tiến vào bên trong một cái không gian tối đen. Chủ nhân vừa đứng vững thân thể thì đã thấy một người trung niên toàn thân tràn ngập hắc khí đang đứng ở cách đó không xa, ôm quyền không người, vẻ mặt cung kính. Mặc hồn sinh, vốn hắn cho rằng tên này thân là lục tinh vu hồn sư, lại còn sống nhiều năm như vậy sẽ có bộ dáng như lão giả, không nghĩ tới người này lại mặt trắng không dâu, thân thể hơi có vẻ mềm yếu, giống như là một tên thư sinh vậy. Đã ký kết linh hồn khí ước, coi như hắn có thoát khốn thì cũng là hạ nhân của trương sư này. Cho nên đối với mệnh lệnh của hắn không dám có chút vi phạm nào. Nếu không, chỉ cần đối phương có một cái suy nghĩ trong đầu là đã có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Đây là dung mạo vốn có của ngươi hay sao?" Phân thân nghi ngờ nhìn qua. Linh hồn không có bộ dáng cố định, có thể tùy ý biến hóa, bộ dáng trước mắt cũng có thể là do đối phương cố ý biến hóa. "Vâng, linh hồn của Vu hồn sư có thể duy trì bộ dạng lúc dẫn hồn xuất thể, lúc ấy ta có bộ dáng này." coi như về sau sống thêm vạn năm thì cũng sẽ không thay đổi, Mặc Hồn Sinh vội nói. Linh hồn có thể thiên biến vạn hóa, thậm chí biến đổi hình dạng. Thế nhưng từ đầu tới cuối sẽ duy trì dung mạo lúc dẫn hồn xuất thể, vạn năm không thay đổi. Ừm, hiện tại ta sẽ đi vào thay ngươi, ngươi có thể rời đi được rồi. Phân thân khoát khoát tay, chỉ là tạm thời không tìm thấy thân thể thích hợp với ngươi, trước tiên ngươi có thể đợi ở trên người vô hồn kim nhân một khi có thân thể thích hợp ta sẽ lập tức để ngươi đoạt xá coi như thực lực của mặc hồn sinh mạnh mẽ có thể đợi một đoạn thời gian ngắn ở bên ngoài thế nhưng nương theo thời gian trôi qua hắn cũng sẽ phải chịu hồn lực ngũ suy thực lực sẽ càng ngày càng yếu vì đề phòng loại hiện tượng này hắn phải tìm một cỗ thân thể thích hợp với đối phương trương huyền thân là danh sư không thể nào để cho hắn đoạt xá bốn phía được cho nên chỉ có thể để cho hắn oan ước đi vào trong cơ thể vô hồn kim nhân một chút, tạm thời bảo vệ tính mạng. Dù sao thứ này là do vô hồn sư luyện chế ra, dùng để phụ thể, tiến vào bên trong cũng hết sức dễ dàng, hơn nữa cũng không liên quan tới việc đoạt xá. Vâng, chỉ cần có thể ra ngoài, cho dù sống ở đâu cũng được. Vội vàng gật đầu, mặc hồn sinh hưng phấn tới mức hai mắt vả sáng. Hắn đã bị vây ở đây vài vạn năm, đã sớm có chút nổi điên đừng nói là đi vào trong cơ thể vô hồn kim nhân chỉ cần có thể ra ngoài cho dù sống ít đi mấy trăm năm cũng được lại nói trương sư đã đồng ý tìm thân thể đoạt xá giúp hắn cho nên cũng không có gì mà phải xoắn suýt ta đi ra ngoài trước cắn răng thân thể phát ra ánh sáng đặc thù đột nhiên xông đi ra ngoài cảm nhận được hắn muốn rời khỏi trong không gian tối đen kia dường như có một cỗ lực lượng cực lớn lan tràn tới giống như muốn giữ hắn lại phân thân hừ nhẹ một tiếng, ngăn ở phía trước. Siêu, lực lượng dừng lại, mặc hồn sinh mượn cơ hội nhảy lên, bay ra khỏi cửu thiên liên thai, đi ra bên ngoài. Đi ra rồi sao, Trương Huyền ở phía ngoài nhìn qua. Vâng, cảm nhận mình đã có được tự do, mặc hồn sinh nhìn quanh hai bên, tràn ngập kích động. Đi vào trước đi, mỉm cười, cổ tay Trương Huyền rung lên, một cái quan tài chứa đựng vô hồn kim nhân lập tức xuất hiện ở trước mắt. Mặc hồn sinh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nhoáng một cái rồi mở ra quan tài để chui vào. Sau một khắc, mắt kim nhân trợn một cái rồi đứng lên. Hồn phách nhập thể. Chủ nhân. Kim nhân thân hình cao lớn, giống như là một vị tướng lĩnh tràn ngập giáp trụ đi tới trước mặt hắn. Người cứ giống như những người khác, gọi ta một câu thiếu chủ đi, trương huyền khoát khoát tay. Vâng, thiếu chủ kim nhân ôm quyền. Bây giờ người có thể phát huy bao nhiêu thành thực lực nhìn kim nhân trước mắt, Trương Huyền thản nhiên nói. Kim nhân thực lực có hạn, nhưng tu vi của mặc hồn sinh rất mạnh mẽ. Hiện giờ đã thoát ly ra khỏi cửu thiên liên thai, chỉ sợ so với hắn cũng còn cường đại hơn không ít. Những vô hồn kim nhân này là thứ lúc đầu ta tự tay luyện chế, có thể phát huy ra sắp xỉ trăm phần trăm thực lực, mặc hồn sinh nói. Trăm phần trăm, hóa phàm cửu trọng, ánh mắt trương huyền sáng lên. Tên này là vô hồn sư lục tinh, khi còn sống thực lực đã đạt tới hóa phàm cửu trọng đỉnh phong, cụ thể muốn đột phá bán thánh cũng chỉ kém một chút. Cho dù những năm này đã tiêu hao không ít, thế nhưng muốn đạt tới hóa phàm cửu trọng chắc chắn là có thể được. Chuyện này chẳng phải là về sau bên người hắn sẽ có một vị hạ nhân hóa phàm cửu trọng hay sao? Có loại cường giả này ở bên người, coi như không có sự uy hiếp từ, dương sư thì nhất định cũng không ai dám tới làm loạn. Ừm, mặc hồn sinh gật đầu. Không sai, đi ra bên ngoài trông coi không được để cho bất luận kẻ nào đi vào ta muốn cô động phân thân không thể quấy nhiễu hắn dặn dò một tiếng mạc hồn sinh trả lời một câu quay người đi ra ngoài trương huyền thì sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía liên thai ở trước mắt bắt đầu đi ngón tay búng một cái một đạo chân khí bắn thẳng vào bên trong mạc hồn sinh hết sức e ngại đối với thiên đạo chân khí thế nhưng linh hồn phân thân lại không quan tâm nương theo chân khí tràn vào càng ngày càng nhiều, liên thai vốn có màu đen nhánh cũng trở nên càng lúc càng trắng. Dần dần trở nên hoàn thiện. Liên thai tiêu hao chân khí cực lớn, chỉ có điều, Trương Huyền có đầy đủ linh thạch trung phẩm để tiêu hao, cho nên hắn không quan tâm tới hao tổn. Chương 994, Cô động phân thân 2. Không biết qua bao lâu, chấn động xuất hiện, toàn bộ liên thai đã biến thành màu trắng sữa, tản mát ra ánh sáng ôn nhuận. Không hổ là, thần vật. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền đã cảm thấy toàn thân chấn động, giống như cả người đã bị hấp dẫn. Liên thai trước đó, đen như mực, quỷ dị không gì sánh được, có chút giống như tà vật. Mà bây giờ lại khiến cho người ta có một loại cảm giác như tới từ chín tầng trời, không thể xâm phạm. Quả nhiên là bất phàm. Có thể đoán ra được, một khi để cho người ngoài biết, nhất định sẽ dẫn tới cướp đoạt. Dù là danh sư lục tinh, thất tinh, thậm chí bát tinh, chỉ sợ cũng không phải là ngoại lệ. Danh sư cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Một khi gặp bảo vật cũng sẽ chiếm hữu thành của mình, không có khả năng giống như thánh nhân, vô dục vô cầu. Lại nói, khổng sư còn bao che khuyết điểm, từng vì đệ tử mà giận tím mặt, diệt một nước, huống chi là những người khác. Luyện hóa. Biết thứ này vô cùng chân quý, không thể dò dỉ ra bên ngoài. Trương Huyền cũng không có do dự mảy may mà bàn tay chộp ra một chảo, một đoàn chân khí tràn vào trong đó. Phương pháp luyện chế thành thân thể, mặc hồn sinh đã sớm truyền lại cho hắn, cũng không quá là phức tạp. Chân khí bao vây liên thai, để cho nó phù hợp hoàn mỹ với linh hồn. Đóa hoa sen không lớn trước đó dần dần dung hợp với linh hồn vừa tách ra, tạo thành một cỗ thân thể sạch sẽ không tì vết chút nào. Rèn luyện không biết bao lâu. Thân thể dung hợp hoàn mỹ, Trương Huyền chậm rãi mở mắt ra. Xong rồi sao? thấy phân thân đứng dậy, Trương Huyền mỉm cười nói. Hai bên đối mặt, Trương Huyền lập tức cảm thấy có một loại cảm giác rất là kỳ diệu, như là soi gương, khi thì cảm thấy đối phương là bản thân, khi thì lại cảm thấy bản thân là đối phương. Phân thân là từ linh hồn bản tôn một phân thành hai. Dù là tư duy hay là ý tưởng đều giống bản tôn như đúc, không phân khác biệt. Thậm chí tri thức hai người học tập, võ kỹ tu luyện đều có thể cùng hưởng. Nói cách khác, chỉ cần phân thân đọc sách thì bản tôn có thể tùy tiện thu hoạch được tri thức. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn trong những chuyện này, phân thân hấp thu linh khí, tu vi tăng lên sẽ không giống như bản tôn. Hiện giờ phân thân là phôi thai nguyên thủy, cho dù có tu vi thì cũng là hồn lực mang tới, trước tiên làm cho thực lực tăng lên rồi lại nói. Phân thân từ cửu thiên liên thai luyện hóa mà thành, bản thân không có thực lực. Dù cho hiện tại có lực lượng thì cũng là do hòa tan vào thân thể vu hồn mang tới, nhất định phải nhanh chóng tăng tu vi chân khí lên. Mặc quần áo xong, khoanh chân ngồi ở giữa tụ linh trận, kéo kẹt kéo kẹt, tinh thần khẽ động, thiên đạo công pháp lập tức dựa theo phương thức trong đầu để vận chuyển. Ừm, một lát sau, hắn nhíu mày, thiên đạo công pháp hắn đã tu luyện qua một lần, xe nhẹ chạy đường quen, dựa theo đạo lý mà nói, muốn vận chuyển sẽ vô cùng đơn giản, vì sao ở trên người phân thân lại thủy chung không làm được chứ? Một khi vận chuyển sẽ giống như có một cỗ cảm giác áp bách cực lớn đánh tới, dường như muốn nghiền nát thân thể của hắn thành bụi phấn. Chẳng lẽ, ngoại trừ bản tôn của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể tu luyện Thiên Đạo công pháp, ngay cả phân thân cũng không được. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Trước đó hắn đã từng muốn mang Thiên Đạo công pháp hoàn chỉnh truyền thụ cho mấy học sinh. Đáng tiếc, tất cả đều không tu luyện được, không có cách nào khác cho nên hắn đành phải sửa đổi một chút hoặc nhiều hoặc ít để để lại một chút thiếu sót. Vốn hắn cho rằng chỉ có những người khác như thế, hiện tại xem ra, ngay cả phân thân của hắn cũng giống như thế. Chỉ sợ có quan hệ cùng với Thiên Đạo thư viện. Trong lòng khẽ động, Thiên Đạo thư viện nương theo hắn trùng sinh, xuất hiện ở trong cơ thể bản tôn. Có lẽ có thứ này tồn tại cho nên hắn mới có thể tu luyện. Mà phân thân, dù là có linh hồn của hắn không có sự tồn tại của thư viện thì cũng không có khả năng không chút kiêng kỵ mà tu luyện thiên đạo công pháp. Thiên đạo không thể dò ngó, đại đạo không thể không có thiếu sót. Có thiên đạo thư viện, che đậy thiên cơ, sẽ không bị phát hiện ra. Muốn tu luyện thế nào cũng được, thế nhưng không có thứ này thì sẽ không làm được. Đã không được, vậy thì sửa chữa một chút vậy. Thiên đạo công pháp không thể tu luyện, vậy thì trừ lại một chút thiếu hụt, dù sao mấy người triệu nhã cũng tu luyện như thế này hắn đã sớm xe nhẹ đi đường quen. Cô 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 cục cục. Dựa theo công pháp thiếu hụt để tu luyện, quả nhiên chân khí thuận lợi vận chuyển, khí tức cả người dần dần gia tăng, tu vi không ngừng tăng lên. Không hổ là thân thể do thần vật cô động, tốc độ tu luyện của đám người triệu nhã so sánh với nó không đáng kể một chút nào. Trong thời gian ba ngày ngắn ngủi, phân thân đã từ võ giả nhất trọng tụ thức cảnh tu luyện đến hóa phàm tam trọng âm dương cảnh đỉnh phong. Thực lực giống bản tôn hắn như đúc cho dù là bởi vì nguyên nhân có linh thạch đầy đủ, thế nhưng loại tốc độ này quả thực cũng quá kinh thế hãi tục, có thể hù chết vô số người. Tu Vi đã đến, không cần tu luyện võ kỹ, trực tiếp cùng hưởng với linh hồn là được. Công pháp cần tu luyện, võ kỹ thì không cần, chỉ cần linh hồn cùng hưởng là có thể làm được. Nói cách khác, cỗ phân thân này, coi như không cần tu luyện võ kỹ, thiên đạo kiếm pháp, quyền pháp, thân pháp. Tất cả cũng sẽ giống như bản tôn, không sai chút nào nhìn xem thực lực như thế nào. Đến đây, đánh một quyền về phía ta. Mỉm cười, Trương Huyền nhìn về phía phân thân. Trong phòng không có đá đo lực trụ, không có cách nào xác định được tu vi. Chỉ có điều, việc lực lượng bản tôn cao bao nhiêu hắn vẫn rất rõ ràng. Cả hai đối đầu một quyền, như vậy rất nhẹ nhàng đã có thể xác nhận được thực lực. Siêu, phân thân mang theo một quyền vào tới, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng dùng một quyền nginh đón hai quyền giao kích, phanh. Còn chưa có kịp phản ứng tại thì Trương Huyền đã cảm thấy cánh tay tê dần, giống như bị một ngọn núi lớn đánh trúng, đầu liên tục phá vỡ mấy tầng bức tường rồi bay ra ngoài, đầu cắm ở trên mặt đất đầy nham thạch trong viện phủ. Bọn ta, đây là tình huống gì? Trương Huyền khóc không ra nước mắt. chương 995, Mạc Cao Viễn Cầu Kiến một Thực sự thật không tiện, thiếu gia nhà chúng ta vẫn đang bế quan như cũ, không tiện tiếp kiến trong sân phủ đệ quản gia tôn cường vô cùng lễ độ nhìn về phía hai người trước mắt rồi nói vị hồ trưởng lão và danh sư tống siêu trước mắt này sau khi biết trương sư trở về hầu như mỗi ngày đều tới đuổi cũng không đi coi như là hắn cũng có chút bất đắc dĩ ta biết bất quá ngày mai đã bắt đầu thi đấu cho nên ta nghĩ hôm nay dù thế nào trương sư cũng sẽ xuất quan a à. vẻ mặt hồ trưởng lão lúng túng cười nói chuyện đêm hôm đó mặc dù 14 thế lực lớn đã ép tin tức xuống. Thế nhưng những thế lực khác tham gia thi đấu vẫn biết một chút. Có thể khiến cho nhiều thế lực siêu cường như vậy rút đi, sau đó ngay cả một câu cũng không dám nói. Như vậy bối cảnh của vị trương sư này, tất nhiên là lớn như trời. Bởi vậy, vốn bọn hắn có dự định mua sắm vô hồn kim nhân đã biến mất. Niến thành thường ngày tới chơi, mục đích rất đơn giản, giữ gìn mối quan hệ với vị trương sư này rồi lại nói tiếp lúc nào thiếu gia xuất quan, ta cũng không biết, Tôn Cường lắc đầu nói. Từ khi thiếu gia trở về đã không có lộ mặt qua, tới bây giờ đã gần nửa tháng rồi. Hơn nữa, lão gia trừ lúc xuất hiện một lần kia cũng không có xuất hiện qua lần nữa. Ngay cả hắn cũng không dám xác nhận hai người kia còn ở trong phủ đệ hay không. Như vậy, trương sư vừa xuất quan, tôn quản gia có thể lập tức phái người cho ta biết hay không. Người cũng đã nhìn ra rồi đó, ta thật tâm thực lòng muốn mua vô hồn kim nhân, hồ trưởng lão nói. Chuyện này, nhíu mày một cái, tôn cường khoát tay áo, lộ ra khí chất quản gia của danh sư cấp cao, chuyện này không phải là chuyện mà ta có thể làm chủ, còn phải xin chỉ thị từ thiếu ra mới được. Nếu như người không muốn gặp ngươi thì ta cũng không dám tự tiện lên tiếng. Từ sau ngày đó, địa vị của quản gia như hắn một đường tăng lên, coi như triệu minh chủ, khang đường chủ muốn gặp hắn cũng cần tự mình tới, dần già, trên người cũng mang theo một loại phong độ khác biệt. Đúng, đúng, loại thiên tài như trương sư không phải là người nào muốn gặp là có thể gặp. Hồ trưởng lão nói theo lời của Tôn Cường. Đó là đương nhiên, thiếu gia thiên phú vô song, thân phận nhất đẳng, coi như la hoàng tông chủ của Lưu Vân Tông, mấy ngày nay tới cũng đều bị ta đuổi ra ngoài, vẻ mặt Tôn Cường rất là kiêu ngạo. Mấy ngày nay La Hoàng Tông Chủ cũng đã tới bái phỏng qua, chỉ bất quá còn chưa tới tới cửa đã bị hắn cầm cây gậy đuổi ra ngoài nói đùa lúc trước khi ngươi ra tay với ta sao lại không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ biết lão ra lợi hại lại nghĩ đến nói lời xin lỗi nào có chuyện tốt như vậy đúng vậy a à, trương sư khí chất cao nhã tư thái hiên ngang muốn gặp nào có dễ dàng như vậy ta chỉ hy vọng tôn quản gia có thể nói tốt vài câu cho ta khóe miệng hồ trưởng lão giật một cái vội vàng mở miệng nói còn chưa dứt lời thì đã nghe tiếng ầm ầm vang lên, ngay sau đó đã nhìn thấy một bóng người đầu đâm vào trên mặt đất trước mặt, thân thể không ngừng run rẩy. Lớn mật, phủ đệ của trương sư mà cũng dám tới làm loạn. Thấy tên này lại dám ra tay ở đây, ngay cả bức tường cũng bị phá hủy. Miệng hét lớn một tiếng, hồ trưởng lão đang định tiến lên biểu hiện một chút thì chỉ thấy tôn quản gia xông tới, thiếu gia, người thế nào rồi? Thiếu gia, trương sư, cảnh vật trước mắt sầm lại, thân thể nhoáng một cái, hồ trưởng lão chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi tràn ngập trong miệng, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra. Cái này, người đầu đâm vào trên mặt đất, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, giống như ăn mày lại chính là trương sư hay xoa. Còn khí chất cao nhã, tư thái hiên ngang. Đây giống như là chó gặm bùn rơi xuống đất, phong tao run rẩy đầu cắm vào mặt đất sắp táp phong tình. Nào có nửa xu quan hệ với cao nhã cơ chứ? Mới vừa rồi phối hợp với tôn quản gia, thổi phồng vị danh sư này đến mức giống như hoa, kết quả đối phương lại dùng phương thức này để ra sân. Hồ trưởng lão cảm thấy mình sắp khóc. Không riêng gì hắn, ngay cả tống siêu ở bên cạnh khóe miệng cũng co giật. Bản thân đã tiếp xúc qua nhiều lần, hắn có thể nhận ra một chút. Người trước mắt này chính là Trương Huyền Trương Sư, trước kia khi hắn nhìn thấy đều là người nghĩa chính ngôn từ, khiến cho người ta có một loại cảm giác tràn ngập uy nghiêm, mà bây giờ... Chuyện này cũng quả thực quá phá vỡ hình tượng. Khổ khổ khổ, rút đầu từ trong đất ra, Trương Huyền vô cùng buồn bực. Cùng là hóa phàm tam trọng đỉnh phong, hắn tu luyện Thiên Đạo công pháp, đối phương lại tu luyện bản rút gọn, kết quả dùng cùng một lực lượng đối quyền lại thiếu chút bị mặt hàng kia đánh chết tại chỗ. Có còn thiên lý nữa không đây? Bản Tôn không chơi lại phân thân, cũng quá uất ức a. À. Mặc dù buồn bực, chỉ có điều, rất nhanh hắn cũng đã hiểu được phân thân là do cửu thiên liên thai luyện hóa mà thành, thứ này lại là bảo bối siêu việt thánh vật. Coi như tu luyện công pháp hơi thấp hơn so với mình. Thế nhưng chỉ bằng vào thân thể, tuyệt đối có thể nói là vô địch trong cấp bậc, không có cách nào so sánh được. Trừ phi, hắn tiếp tục tu luyện thiên đạo kim thân, đạt tới tình trạng cao siêu hơn. Nếu không, chỉ sợ trong một đoạn thời gian tương đối dài, lúc nào cũng bị cỗ phân thân này nhẹ nhõm nghiền ép. Quên đi, dù sao đều là chính ta, cũng không cần phải uất ức. Rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại, mặc kệ phân thân hay là bản tôn đều là chính hắn, cũng không có gì mà phải buồn bực. Ta không sao, chỉ là lúc tu luyện đã xuất hiện một chút vấn đề, không có gì đáng ngại. Thấy Tôn quản gia dùng vẻ mặt lo lắng nhìn qua, Trương Huyền phủi phủi quần áo, nói: "A hát. nghe là tu luyện xuất hiện vấn đề, mặc dù Tôn Cường cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng vẫn dần nghi hoặc xuống trong lòng." lại vội vàng ôm quyền thiếu gia hồ trưởng lão hàn thanh tông và tống siêu danh sư muốn mua vô hồn kim nhân trong tay người hai bọn họ đã liên tục tới mấy ngày rồi tống siêu vô hồn kim nhân trương huyền xứng sờ lập tức nghĩ ra lúc trước ở dược viên thành nam hắn đã lừa dối tống siêu tốn một viên linh thạch để mua quan tài hắn còn từng hứa hẹn chỉ cần có tiền thì sẽ còn có ba đầu kim nhân bán ra chỉ là hắn không nghĩ tới tên này lại thực sự đến đây chỉ là hiện tại trong thời gian ngắn không tìm thấy thân thể thích hợp cho mặc hồn sinh. Cho nên chỉ có thể mượn nhờ kim nhân để sống sót, vạn nhất chiến đấu bị tổn thương, như vậy trong tay nhiều còn có mấy cái dự bị, còn có thể thay thế. chương 996, Mạc Cao Viễn Cầu Kiến 2 Một khi bán ra tất cả, nếu muốn tìm nữa thì gần như là không có khả năng. Dù sao, cái nghề nghiệp như vu hồn sư này sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Thứ như vô hồn kim nhân, dùng một cái thiếu một cái, muốn tìm được đầu thứ năm, thực sự quá khó khăn. Lại nói, linh thạch trung phẩm hắn cũng không quá thiếu, tâm lý đã có chuyển biến, cho nên cũng không quá muốn bán. Trương sư, tại hạ chính là hồ trưởng lão Hàn Thanh Tông, vị này là tống siêu danh sư, chắc hẳn các người đã sớm nhận biết. Ngay khi hắn đang trần chờ hồ trưởng lão, tống siêu đã đi tới trước mặt. Ồ, bái kiến hồ trưởng lão thấy hắn đã đi tới trước mặt trương huyền ôm quyền có chút lúng túng gãi đầu một cái thực sự thật không tiện trước đó quả thực ta có ba đầu vô hồn kim nhân chỉ là các ngươi tới quá muộn ta đã bán đi hiện tại trong tay ta ngay cả một đầu cũng không có cảm phiền các ngươi đi một chuyến tay không rồi chuyện mặc hồn sinh không thể nhiều lời lại không tiện từ chối cho nên hắn có thể nói đã bán ra kim nhân mà thôi bán rồi không nghĩ tới kết quả này hồ trưởng lão sững sờ đúng vậy a à, người cũng biết rồi đó thứ như vô hồn kim nhân này liên quan tới bí mật vu hồn sư người muốn mua thực sự quá nhiều ta cũng chỉ có mấy đầu kia mà thôi trương huyền lắc lắc tay mặt đất lập tức ầm ầm chấn động một bóng người cao to từ trong viện vội vã đi ra thiếu chủ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì người không sao chứ mặc hồn sinh tràn ngập lo lắng nhìn qua hắn canh giữ ở nội viện bảo hộ cho thiếu gia an toàn kết quả thiếu gia lại bị người ta dùng một quyền đánh bay ra ngoài. Cho nên hắn lập tức chạy tới, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây là, vô hồn kim nhân còn sống. Trước mắt hồ trưởng lão tối sầm lại. Đại ca, không phải ngươi nói vô hồn kim nhân đã bán hết rồi ư. Cỗ này thoáng cái chạy đến, lại còn sống, thì là cái quỷ gì đây? Khụ khụ, không nghĩ tới vừa mới nói đã bán xong thì cái tên này đã chạy ra khỏi, Trương Huyền rất là xấu hổ nói cái này, cái này không phải là Kim Nhân, là một hộ vệ của ta. Người tu luyện một loại võ công kỳ quái cho nên mới biến thành như vậy. Kỳ quái võ công. Hồ trưởng lão tống siêu lần nữa run rẩy. Người cho rằng chúng ta mù sao? Đây rõ ràng chính là vô hồn Kim Nhân mà. Tất cả mọi người đều là danh sư, coi như nhãn lực có kém. Thế nhưng hộ vệ là người hay là Kim Nhân thì bọn họ vẫn có thể phân biệt ra được được rồi có điều đối phương đã không muốn nói thì bọn hắn cũng không tiện truy cứu dù sao kim nhân là việc nhỏ có thể kết giao cùng vị trương sư này mới là quan trọng nhất lại hàn huyên vài câu thấy trương huyền không có ý định bán ra kim nhân hồ trưởng lão tống siêu đành phải lui ra ngoài trước khi đi bọn hắn cũng được dặn dò chuyện mặc hồn sinh đừng truyền loạn ra ngoài hai người vừa đi Trương Huyền lập tức nổi giận đùng đùng nhìn về phía tên to con trước mắt, người dùng bộ dáng này chạy đến là muốn làm HCO người khác nhận không ra đúng không? Vô hồn kim nhân liên quan tới Vu hồn sư, vốn dã thứ rất là mẫn cảm. Lại còn một đầu còn sống, hơn nữa còn có thể chạy loạn. Nếu chuyện này truyền đi, nhất định sẽ có không ít phiền phức. Ta, mặc hồn sinh cũng biết mình đã gây ra rắc rối, hắn bối rối, ấp úng nói. Ngươi có biện pháp che giấu khí tức và dung mạo trên người ngươi hay không? Biết cũng không thể trách đối phương, dù sao trước đó hắn cũng không nghĩ tới chuyện này. Vì vậy Trương Huyền hừ một tiếng, hỏi. Có biện pháp, chẳng qua có khả năng phải cần thời gian vài ngày. Mặc hồn sinh trần chờ một chút rồi nói. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay đừng xuất hiện. Thầy có đã biện pháp che giấu khí tức và dung mạo, lúc này Trương Huyền mới gật gật đầu lại nhìn về phía tôn cường ở cách đó không xa, tôn quản gia, những ngày gần đây ta bế quan có chuyện gì hay không? Vừa về đã bế quan, sắp xỉ nửa tháng, có lẽ cũng đã xảy ra không ít chuyện. Bẩm báo thiếu gia, lần trước sau khi lão gia xuất hiện, những tông môn khác đều khiêm tốn hơn không ít, không có người tới tìm phiền toái. Mấy ngày nay khang đường chủ, triệu minh chủ còn có phi vũ công chúa mỗi ngày đều đến. Chỉ có điều, biết người bế quan cho nên tất cả đều rất thất vọng mà rời đi. Tôn Cường nói, có lão gia chấn nhiếp, vạn quốc thành yên tĩnh trước nay chưa từng có, đệ tử tông môn trước đó phách lối không gì sánh được thì hiện tại cũng đều nhu thuận giống như mèo nhà vậy. Không dám tùy ý làm bậy, sợ trong lúc lơ đáng chạm phải dương sư gặp suối quẩy, từ đó làm cho toàn bộ tông môn bị người hủy diệt. Còn nữa, Đinh Hồng châm ngòi ly gián người khác, từ ban đêm khi thiếu gia trở về đã bị La Hoàng Tông chủ Lưu Vân Tông giết chết, suy nghĩ một chút, Tôn Cường tiếp tục nói ngày đó trương huyền ngụy trang thành dương huyền vốn định giết tai họa ngầm này thế nhưng vừa động thủ nhất định sẽ làm dò dỉ thực lực lại thêm dương sư có thân phận tôn quý làm sao có thể tự mình ra tay được chứ cho nên hắn cũng không có ra tay chỉ là xem ra vị tông chủ lưu vân tông này rất hiểu chuyện biết ý nghĩ của hắn cho nên đã sớm hỗ trợ giết chết đỡ hắn phải đi qua tìm kiếm trừ việc đó ra còn có chuyện gì nữa không trương huyền hỏi tiếp lộ sung tiểu thiếu ra mấy ngày nay đã tỉnh lại, còn lại chính là thi đấu danh sư sắp bắt đầu. Tôn Cường đang muốn nói tiếp thì đã nghe một đạo thanh âm nhàn nhạt từ bên ngoài truyền tới. Đường chủ danh sư đường hồng viễn nhất đẳng đế quốc, mà cao viễn danh sư lục tinh đỉnh phong tới cầu kiến Dương Sư. chương 997, Dương Sư thất vọng một Danh sư lục tinh, lông mày nhíu một cái, trương huyền giật nảy mình không phải nói người lợi hại nhất trong vạn quốc liên minh chỉ có danh sư tứ tinh hay sao? Lục tinh đỉnh phong, từ nơi nào xuất hiện vậy? Tiêu chuẩn trở thành danh sư lục tinh là tu vi đạt tới hóa phàm cửu trọng, mà đỉnh phong. Chỉ sợ là thánh giả chân chính. Một vị thánh giả muốn tới thăm hỏi. Cảm thấy ra đầu run lên, Trương Huyền có cảm giác muốn thổ huyết. Ngụy Trang trước mặt nửa bước danh sư ngũ tinh hắn cũng đã cảm thấy áp lực như núi, lúc nào cũng có thể bị lộ tẩy ngụy trang trước mặt thánh giả chính thức, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ lộ ra chân ngựa. Quan trọng hơn là, nếu bị vạch trần thì cũng thôi đi. Ngụy trang danh sư cấp cao, lấy thân phận dọa người, vi phạm sư đức, đối phương hoàn toàn có thể động thủ, chém giết hắn tại chỗ. Nói cách khác, một khi bị phát hiện ra là giả, nhất định sẽ phải chết. Nhất định là tin tức dương sư xuất hiện đã bị tiết lộ. Xoa xoa mi tâm, yêu sầu một lúc. Danh sư lợi hại như vậy chạy tới, lại còn nói muốn bái kiến Dương sư, chỉ có một khả năng, đó chính là chuyện ngày đó đã có người truyền đến Hùng Viễn nhất đẳng đế quốc. Nếu như thực lực của hắn mạnh hơn một chút, có khả năng còn không nhìn ra khi ngụy trang. Thế nhưng bây giờ người ta đã vây cửa lại, cũng không khả năng không thấy a. À. Nên làm cái gì? Không được thì nói lão sư không có mặt. Vừa cắn răng, đang muốn mở miệng thì đã nghe bên người có một đạo thanh âm vang lên nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, thể hiện giọng ngươi lớn hay là có ý gì. Một chút quy củ cũng không có, đứng trước cửa ra vào chờ ta, ta đi bẩm báo lão ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Cường ở bên cạnh đã mang theo vẻ mặt ghét bỏ, nói có gì mà kiêu căng, còn nói danh sư lục tinh, ngươi biết truyền âm không. Quản ngươi cái gì mà lục tinh đỉnh phong, cái gì mà đường chủ, muốn gặp lão ra nhà ta cũng phải ngoan ngoãn đưa lên bái thiếp. Lại đứng ở ngoài cửa chờ, vừa tới đã lớn lối, muốn tạo phản sao. Phịch phịch, thân thể trương huyền nhoáng một cái, toàn thân mềm nhũn thiếu chút đã tắc thở. Hắn đang giàu, không biết nên đối phó với danh sư lục tinh bên ngoài như thế nào thì đã nhận được một câu như vậy. Lần này coi như muốn tìm lý do cũng không tìm được. Quan trọng nhất là, mặc kệ nói thế nào thì người ta cũng là danh sư lục tinh đỉnh phong, tồn tại siêu cấp đỉnh phong nhất trong nhất đẳng đế quốc. Trong lời nói ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho. Tôn Cường, Cường ca của ta, người muốn nghịch thiên hay sao? Nước mắt lưng tròng, trong lòng không biết nên làm sao bây giờ thì đã thấy Tôn Cường mang theo vẻ mặt kỳ vọng nhìn qua, thiếu gia, không phải lão gia đang ở cùng một chỗ với người, thương nghị chuyện cứu chữa lộ sung tiểu thiếu gia hay sao? Hiện giờ tiểu thiếu gia sắp tỉnh, lão gia đâu rồi? Linh hồn của lộ sung quá mức mạnh mẽ, mặc dù đã đánh thức, thế nhưng muốn hoàn toàn dung hợp thân thể vẫn còn cần một đoạn thời gian. Chỉ có điều, trải qua nửa tháng điều chỉnh cũng đã không kém nhiều nữa, sắp tỉnh lại. Ta, nghe thấy câu hỏi của hắn, Trương Huyền không nói ra lời. Trước đó hắn từng nói qua với Vương Dĩnh, đang thương nghị với Dương Sư về chuyện cứu chữa lộ sung, sau đó. Sẽ không có sau đó, hiện tại lộ sung sắp tỉnh, Dương Sư cũng không có nhìn thấy tung tích, chuyện này khó tránh khỏi sẽ có người hoài nghi. Có phải đang ở nội viện hay không, ta đi qua xin phép một chút hỏi người có muốn gặp danh sư lục tinh gì đó này hay không. Thấy thiếu gia không nói lời nào, Tôn Cường tiếp tục nói. Khổ khổ, không cần, để ta đi xin phép đi, người cứ đưa vị mạc đường chủ này đến phòng khách. Thấy hắn càng hỏi càng nhiều, biết cũng không còn cách nào né tránh nữa. Trương Huyền đành phải cắt ngang lời của hắn. Vâng, Tôn Cường lên tiếng rồi đi ra ngoài. Thấy hắn đã đi xa, đi đến phía trong nội viện, Trương Huyền vừa đi vừa nhíu mày có tiểu tử này quấy dày, dương sư muốn không lộ diện cũng không được. Chỉ có điều, cẩn thận mà nói, coi như tiểu tử này không chen vào, đối phương chuyên môn vì dương sư mà tới. Nếu như không xuất hiện, tất nhiên sẽ bị người ta hoài nghi. Cho nên, coi như hắn không nói thì sớm muộn gì, dương sư cũng phải đi ra ngoài, chỉ bất quá trước thời hạn một chút mà thôi. Chỉ là, đối mặt với một vị danh sư lục tinh đỉnh phong, ngụy trang nên như thế nào mới có thể khiến cho người ta tin tưởng chứ? Loại cường giả cấp bậc này, rất có khả năng đã ngưng luyện ra minh lý chi nhãn, có thể nhìn thấu tất cả hư ảo, có ngụy trang cũng vô dụng. Cũng giống như hắn mượn nhờ khí thế của mặc hồn sinh, khiến cho người ta tưởng lầm là thánh giả vậy. Nếu như lại dùng loại khí thế này để xuất hiện, đối phương có thể tùy tiện phát hiện ra là giả. Còn nữa, phi hành là lợi dụng hồng trần đạp thiên bộ, giấu giếm đám người danh sư tứ tinh, ngũ tinh không biết phi hành thì coi như còn được. Nếu muốn lừa thánh giả đã biết bay, nhất định không có khả năng. Phương thức phi hành của võ kỹ và phương thức phi hành của thánh giả nhất định là không giống nhau. Đã, giả bộ thế nào cũng sẽ bị phát hiện, không bằng không giả bộ thì hơn. Đi tới gian phòng trong nội viện, mắt đảo hai vòng, đột nhiên hắn cắn răng một cái. Khí thế không thể mượn dùng, phi hành cũng không thể thi triển, đã như vậy. Vậy thì không giả vờ vậy. Nghĩ đến điểm này, không do dự nữa hắn, thuần thục thay quần áo của Dương sư vào, lúc này mới chậm rãi đi đến phòng khách. Mạc Cao Viễn ngồi ở trên chỗ ngồi trong phòng khách, Mạch Trần, Hồng Thiển ngoan ngoãn đứng ở phía sau. Sau khi đi tới Vạn Quốc thành, hắn không có ngừng lại chút nào mà trực tiếp tìm tới Hồng Thiển, lại hỏi thăm tình huống ngày đó kỹ càng một phen. Nghe tới vị Dương sư này đạp trời mà đến, một chỉ đã khiến cho yêu thần thú phá cảnh. Giống như đúc tin tức được truyền về, trong lòng hắn cũng tràn ngập rung động. Bởi vì không có cách nào xác định cấp bậc của đối phương cho nên lúc này mới mang theo hai người đến đây bái kiến, dự định tận mắt chứng kiến một phen. Ngồi ở trong gian phòng, nhìn bốn phía, nhìn một hồi, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Tất cả bố cục ở nơi này đều rất bình thường, không giống như vị trí mà một danh sư cấp cao ở lại. Quan trọng nhất là linh khí mỏng manh, không khác gì nơi mà hắn ở. Dựa theo tình huống bình thường, chỗ ở của một vị danh sư bát tinh, coi như không có bố trí trận pháp thì dùng lực lượng của bản thân cường giả cũng đã có thể để khiến cho hoang nguyên biến thành tịnh thổ. Danh sư cường đại phù hợp với tự nhiên, đi đến nơi nào đều sẽ lấy hắn làm trung tâm, không tự chủ được mà hình thành một cái tụ linh trận. Thoải mái cải thiện hoàn cảnh ở chung quanh. Chính vì vậy, tổng bộ của danh sư đường, linh khí bức người, người tu luyện bình thường tiến vào bên trong đều sẽ trở thành thiên tài tu luyện, tiến bộ kinh người hoàn cảnh trước mắt này không có biến hóa chút nào, như danh sư bát tinh chưa từng tới vậy, rốt cuộc là sao? Ngay khi bọn hắn đang cảm thấy kỳ quái thì chỉ thấy một người trung niên chậm rãi đi tới. Người này bước chân lỗ máng, trong cơ thể không có chút chân khí ba động nào, không khác gì người bình thường. Chợt nhìn qua còn tưởng rằng là nhân viên quét dọn tới quét dọn vệ sinh. chương 998, Dương Sư Thất vọng 2 vừa định hỏi thăm tên này từ đâu xuất hiện thì đã thấy tôn quản gia ở bên cạnh vội vàng ninh đón, miệng nói, lão gia. Hồng thiền danh sư ở bên người hắn cũng rụt người lại, truyền âm nói, mặc đường chủ, vị này chính là dương sư. Hắn, mặc cao viễn xứng sở tại nguyên. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua danh sư bát tinh, nhưng đã gặp qua cường giả thất tinh. Nhất cử nhất động đều dung hợp tự nhiên, khiến cho người ta có một loại áp bách khác nhau. Thế nhưng người trước mắt này, nếu như không nói là danh sư hắn còn tưởng rằng là người bình thường. Bát tinh, nhìn lầm hay sao? Những mày, không nhịn được nhìn qua hồng thiền một chút, thấy hắn xác nhận đúng là dương sư không sai, lúc này hắn mới đứng dậy, ôm quyền nói, tại hạ đường chủ danh sư đường hồng viễn nhất đẳng đế quốc, danh sư lục tinh đỉnh phong mạc cao viễn bái kiến dương sư. Nói xong hắn lặng lẽ quan sát. Ừm, um, nghe thấy tên tuổi của hắn, dường như dương sư cũng không thèm để ý mà là quay người lại ngồi ở phía chủ vị nhàn nhạt, nhạt nhìn qua tìm ta có chuyện gì ta không nghĩ tới đối phương hỏi trực tiếp như vậy mà cao viễn không biết nên trả lời như thế nào cũng không thể nói không có tra được tên của ngươi ở trên danh sư bạc cho nên muốn tới đây nhìn xem có phải thật vậy hay không a à. nghe nói dương sư đi tới vạn quốc liên minh tại hạ lo lắng không chiếu cố chu toàn cho nên đến đây nhìn xem xấu hổ qua đi mạc cao viễn nói còn chưa dứt lời thì đã nghe thanh âm nhàn nhạt, nhạt của người trung niên phía đối diện vang lên nhìn xong chưa à nhìn xong rồi vậy thì đi đi nói xong dương sư khoát tay áo hai tay chắp ra sau lưng chậm rãi đi ra ngoài ngoặc kép chấm 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 khóe miệng mạc cao viễn giật một cái cái này tình huống gì đây chứ xê thể vui vẻ nói chuyện phiếm một chút hay không coi như ngươi là danh sư bát tinh thì cũng không thể miệt thị người ta như thế chứ. Bất kể nói thế nào thì ta cũng là đường chủ danh sư Đường Hồng Viễn nhất đẳng đế quốc, địa vị tôn sùng. Lần này tới đây là để bái kiến, thế nhưng ngươi lại trực tiếp đuổi người. Như vậy không khỏi quá không lễ phép. Thực không dám giấu, tại hạ không chỉ lo lắng chiếu cố không chu toàn mà còn có chút nghi hoặc trên việc tu luyện, muốn thỉnh giáo Dương sư. Hắn cắn răng một cái rồi đứng dậy hắn đặc biệt tới đây là để nhìn xem vị dương sư này có phải là thật hay không lúc này cái gì cũng không có nhìn ra mà đã rời đi quả thực trong lòng có chút băn khoăn so với việc thăm dò còn không bằng trực tiếp thỉnh giáo nếu như vấn đề mà hắn cho rằng rất khó mà đối phương có thể nhẹ nhõm giải quyết như vậy sẽ là danh sư vượt qua hắn không giải quyết được thì cái gọi là bát tinh cũng chỉ là ý vị sâu xa mà thôi nói đi dương sư cũng không quay đầu thanh âm thản nhiên vang lên được, về mặt tu luyện thánh giả nhất trọng xuất hiện vấn đề. Mạc Cao Viễn vội nói, thánh giả nhất trọng, trương huyền ngụy trang dương sư nhíu mày một cái, thiếu chút nữa đã ngất đi. Người bảo ta giải thích một chút về tu vi hóa phẩm nhất, nhị trọng thì ta còn có thể nói được đạo lý rõ ràng. Thánh giả, loại cấp bậc này ta cũng chỉ mới nghe nói không lâu trước đó. Trước đó ngay cả bán thánh cũng không biết, loại cường giả này tu luyện sao ta có thể biết được chứ đừng nói là chỉ điểm, ngay cả bí tịch như thế nào cũng không có nhìn qua. Một khi mở miệng, nhất định sẽ lộ tẩy ngay. Ngoặc kép chấm chấm chấm, làm thế nào mới có thể mở ra trục không huyệt, có thể làm cho lực lượng người tu luyện không tiết lộ ra ngoài, còn có thể khiến cho tu vi không ngừng gia tăng. Không biết, Dương Sư, đang xoắn suýt trong lòng, mà Cao Viễn vẫn nói nghi ngờ của mình ra. Vấn đề này từng vây khốn hắn rất lâu, hắn đã tra qua vô số thư tịch, cuối cùng mới tìm được đáp án. Nếu như đối phương nói ra đáp án giống như hắn biết, như vậy đó chính là danh sư cấp cao, mà không nói giống, như vậy cũng không cần phải nghiệm chứng nữa. Không biết, dương sư có biện pháp gì tốt hay không? Nói xong, vẻ mặt hắn tràn ngập mong đợi nhìn lại. Trục không huyệt, lực lượng không tiết lộ ra ngoài, tu vi gia tăng. Trương huyền to đầu, thiếu chút đã thổ huyết. Cái huyệt đạo ngay cả nghe hắn cũng không có nghe qua, làm sao biết được lực lượng không tiết lộ, tu vi gia tăng cơ chứ? Nghe qua đã không hiểu, làm thế nào mới có biện pháp tốt chứ? Lần này thì hết rồi. Dương Sư, thấy hắn chậm chạp không nói chuyện mà chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà Cao Viễn có chút nghi ngờ nhìn qua. Hắn đang muốn hỏi thăm thì đã nghe được một tiếng hử lạnh vang lên. Người thật sự là danh sư lục tinh đỉnh phong hay sao? Dương Sư quay mặt lại, ánh mắt lạnh lùng, mang theo vẻ không vui đúng a à. mà cao viễn sướng sờ hắn đường đường là danh sư lục tinh đỉnh phong đệ nhất nhân trong hồng viễn nhất đẳng đế quốc chuyện này không thể giả được làm sao có thể không phải cơ chứ đúng sao vậy mà ngay cả loại vấn đề đơn giản này cũng không biết còn cần thỉnh giáo hay sao hai tay chắp ra sau lưng trong mắt dương sư hiện lên vẻ thất vọng nồng đậm xem ra nhiều năm không có đi dạo bốn phía danh sư lục tinh cũng đã có chút hữu danh vô thực chương 999, Dương Sư, ta sai rồi. 1. Hữu danh vô thực. Nói mạc sư hữu danh vô thực. Hai người hồng thiền, mạch trần đều rung động. Vị này chính là danh sư cường đại nhất trong hồng viễn các loại đế quốc. Người này nói như vậy tương đương với nghi ngờ nghề nghiệp và năng lực trước mặt của hắn, xem như là một vũ nhục cực lớn. Quả nhiên, nghe thấy hắn nói như thế, mà cao viễn nhíu mày lại, rất là không vui, nói tại hạ hoàn thành khảo hạch ở trong danh sư đường thiên hồng phong hào đế quốc. Đã trở thành danh sư lục tinh được 37 năm, chỉ điểm ra hai vị danh sư lục tinh. Danh sư ngũ tinh 12 vị, tứ tinh, tam tinh có vô số kể. Dẫn đầu danh sư đường hồng viễn đế quốc, liên tục thu được 3 lần 10 vị trí đầu trong hội thi đấu danh sư. Sao lại có thể là hữu danh vô thực, mong rằng dương sư chỉ ra rõ ràng. Việc này quan hệ tới phẩm đức nghề nghiệp, coi như đối phương thật sự là danh sư bát tinh thì hắn cũng sẽ không lùi bước. Muốn dạy người sáng mắt thì bản thân phải rõ ràng trước, phải hiểu mình trước. Danh sư cũng thế. Đối mặt với mối nghi hoặc của hắn, Dương sư cũng không khẩn trương, vẻ mặt thản nhiên nói, muốn dạy dỗ học sinh giúp chúng không đi sai đường, đầu tiên phải bảo đảm bản thân không sai. Bản thân mình cũng đi trên con đường sai lầm mà lại truyền thụ cho học sinh. Như vậy thành tựu càng cao, tổn thương đối với học sinh cũng càng lớn sai một ly đi nghìn dặm làm danh sư truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc bản thân mình cũng lý giải sai học sinh càng nhiều thì độ truyền bá sai lầm cũng càng rộng cuối cùng người bị hại cũng sẽ càng nhiều vấn đề ngươi vừa nói tương đối đơn giản vấn đề đơn giản như vậy mà còn không hiểu rõ còn cần hỏi thăm từ đó có thể thấy được bản thân không đủ hiểu về việc tu luyện dưới loại tình huống này sao lại có thể dạy ra học sinh tốt được chứ dương sư lắc đầu như vậy đi, người đánh hai quyền, để cho ta nhìn xem. Nếu như ta không có đoán sai, vấn đề đơn giản như vậy mà cũng không hiểu rõ. Nhất định đã đi nhầm đường lạc lối về mặt tu luyện. Nhầm đường lạc lối, vẻ mặt mạc cao viễn biến thành màu đen. Đổi lại là ai bị nói như vậy ở trước mặt, nhất định cũng sẽ cảm thấy mất hứng. Huống chi, vấn đề kia hắn lại biết đáp án, chỉ là muốn thăm dò đối phương mà thôi. Không đánh, cũng không quan trọng thấy hắn không nói lời nào, dương sư khoát tay áo, vẻ thất vọng trên mặt càng đậm, tôn cường, tiến khách. Được, tôn cường vội vàng gật đầu, đi tới trước mặt ba người rồi nói, vị mạc sư hữu danh vô thực này, xin rời khỏi đi, nơi này không chào đón ngươi. Ngươi, vốn đã không cao hứng, lại nhìn thấy một quản gia nho nhỏ lại dám mở miệng châm chọc, mà cao viễn tức đến mức gần thổ huyết. Đối phương là danh sư bát tinh hư hư thực thực, nói hai câu thì cũng thôi đi thế nhưng ngươi thì tính là cái gì chứ lão ra nguyện ý mở miệng chỉ điểm là phúc phận cơ duyên mà ngươi tu mấy đời mới có còn không nhanh chóng đánh quyền ra danh sư ngốc như vậy thật sự là lần thứ hai ta nhìn thấy lục tinh đỉnh phong tôn cường càng thêm xem thường ta nhổ vào Âm, um, không thiền mạch trần chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt đen thui thiếu chút đã hôn mê tại chỗ đại ca người biết thân phận người đối diện ngươi tôn sùng đến cỡ nào hay không vậy mà dám nói như vậy đệ nhất nhân hồng viễn đế quốc danh sư lục tinh đỉnh phong bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá ngay cả hoàng đế bệ hạ đế quốc nhìn thấy cũng phải lấy lễ học sinh đối đãi mập mạp chết bầm nhà ngươi chỉ có tu vi hóa phàm trọng thế mà giọng lại tràn ngập khinh bỉ còn nói ta nhổ vào nhổ cái em gái ngươi a hát ngươi có tư cách gì mà nói vậy chứ ngươi hai người phát điên mà Cao Viễn cũng thiếu chút nữa ngất đi tại chỗ. Từ khi trở thành danh sư lục tinh tới nay, 37 năm qua, bất kể là ai nhìn thấy hắn cũng phải cung kính hữu lễ, không dám nói một câu cuồng vọng phách lối. Hôm nay thì tốt, hắn tới thăm dò vị dương sư này, trước tiên bị nghi ngờ, sau lại bị xem thường. Mấu chốt nhất là, người xem thường hắn lại là một tên hạ nhân. Vẻ mặt đen như đáy nồi, mà Cao Viễn cố nén lửa giận, nói, dương sư, tại hạ vừa vặn có chỗ nghi hoặc ở bên trên một bộ võ kỹ, mong rằng được dương sư chỉ điểm. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, mặc dù rất tức giận tên mập mạp này. Thế nhưng dù sao đối phương cũng là hạ nhân của dương sư, không dễ trở mặt nổi giận. Cho nên hắn vẫn thăm dò trước, sau khi biết mức độ mới dễ quyết định. Nói xong, hắn cũng không cần đối phương trả lời mà lập tức đánh ra quyền. Không hổ là thánh giả, vừa ra quyền cả phòng đã giống như bị một cỗ lực lượng cường đại bao phủ, mọi người có cảm giác như bị ném vào trong một chiếc lồng do đối phương khống chế bất kể chạy trốn tới nơi nào chỉ cần ra quyền thì sẽ bị đánh nói cách khác đối mặt với thánh giả chạy trốn tuyệt đối không có khả năng quyền phong tỏa không gian khiến cho người ta không thể không nghênh chiến đáng sợ không để ý tới lực lượng quyền pháp như thế nào động tâm ra sao dương sư trương huyền bắt đầu lật sách nhìn thấy nội dung bên trong phong phú kỹ càng lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm miệng khẽ cười không khỏi có chút tán dương nhìn về phía tôn cường có thể khiến cho người đường đường là thánh giả danh sư lục tinh đỉnh phong thất thố như vậy công phu làm người ta tức giận của tên này quả thật không phải mạnh mẽ bình thường phù mà cao viễn ngừng lại ôm quyền nói xin dương sư chỉ bảo ừm chương một nghìn dương sư ta sai rồi hai mí mắt khẽ nhất Dương Sư chậm rãi đi tới, tu luyện song thanh long Dương Quyền không tồi, có lẽ đã đạt tới trình độ tiểu thành. Nếu như ta không nhìn lầm, người đã tu luyện bộ võ kỹ này chỉ ít cũng có 20 năm hỏa hầu trở lên A. Mạc Cao Viễn sững sờ. Song thanh long Dương Quyền, mặc dù không có nhiều người tu luyện, thế nhưng cũng không tính là ít thấy, đối phương có thể nhận ra cũng là chuyện rất bình thường, thế nhưng... Hắn tu luyện bao nhiêu năm, sao có thể thế nào nhìn ra được? Có một ít người, Tu luyện 3 ngày đã có thể học võ kỹ tới tiểu thành Cũng có một chút người Đắm chìm cả đời cũng không thể tiến thêm Bản thân bộ võ kỹ này chỉ có tình trạng tiểu thành Cách đại thành còn có một khoảng cách nhất định Bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ cảm giác được thời gian tu luyện không dài Thế nhưng trong nháy mắt đối phương đã nhận ra mình tu luyện được 20 năm hỏa hầu Nhãn lực như vậy Quá lợi hại a à. Trong lòng rung động Thái độ cũng biến thành cung kính Không sai Cho tới hôm nay vừa vặn là 20 năm lẻ một tháng. Sớm biết hắn sẽ trả lời như vậy, bàn tay dương sư vẫn chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn qua, tu luyện võ kỹ được 20 năm, nhưng Thủy Trung vẫn quanh quẩn ở tiểu thành. Ngay cả đại thành cũng chưa tới, người có biết nguyên nhân hay không? Không biết, mà cao viễn lắc đầu. Các võ kỹ khác, tất cả hắn đều có thể rất nhanh đạt đến tình trạng đại thành. Chỉ có bộ quyền pháp này, từ đầu đến cuối tiến triển không lớn, hắn đã tra qua không ít sách vở, đều không có tác dụng. Vừa rồi đối phương bảo hắn đánh quyền, động tâm cho nên hắn mới cố ý đánh ra nó. Muốn cho đối phương quan sát, nhìn xem có thể nhìn ra mấu chốt hay không. Song thanh Long Dương quyền, cường đại không ở chỗ, Long Dương, mà là ở chỗ, song thanh. Thấy hắn không hiểu, Dương Sư giải thích nói, quyền sợ trẻ trung, côn sợ lão lang. Quyền pháp cương mãnh không riêng gì lực lượng đầy đủ mà càng quan trọng hơn chính là tinh khí thần phải đạt tới đỉnh phong bởi vậy cái gọi là song thanh xanh trong người xanh trong lòng khi ngươi tu luyện bộ quyền pháp này nếu như chỉ có khoảng chừng trăm tuổi như vậy muốn đạt đến đại thành sẽ không quá lâu đáng tiếc trăm hai mươi tuổi ngươi mới bắt đầu tu luyện thân thể không còn trẻ nữa khí tức cũng đã trở nên đục muốn đánh ra quyền pháp cương mãnh mà chỉ thanh niên mới có thể đánh ra được nào có dễ dàng như vậy đương nhiên bên trên phương diện tâm tính có thể trẻ tuổi Nhờ vào lý giải với võ kỹ mà thôi diễn bộ chiêu số này đến đại thành cũng không khó. Đáng tiếc, khi ngươi xung kích trục không cảnh đã xuất hiện biến cố, dẫn đến trên tâm lý có bóng mở cực lớn. Từ đầu đến cuối không có cách nào phù hợp với chân ý của bộ võ kỹ. Khi ta xung kích trục không cảnh xảy ra vấn đề, ngươi... Làm sao ngươi biết được chứ? Bị đối phương dọa cho nhảy dựng lên, mà cao viễn không còn vẻ bình tĩnh như trước đó nữa. Thánh giả nhất trọng gọi là trục không cảnh lấy tên truy đuổi hư không chi ý. Người đạt tới loại cảnh giới này có thể tự do bay lượt, phi hành trên không trung. Làm sao biết? Dương sư nhẹ nhàng cười nói, song thanh long dương quyền, quyền pháp có tên như vậy, trên thực tế là mượn nhờ lực lượng bàn chân chạm đất, từ chi dưới lan tràn lên phía trên, đánh ra lực lượng toàn thân, liên tục đánh ra. Quyền pháp cao minh là dựa vào lực lượng toàn thân, mà không phải là cơ bắp của một cánh tay đơn độc. Nghe được tới đây, không chỉ Mạc Cao Viễn, ngay cả hai người Hồng Thiển, Mạch Trần cũng đồng thời gật đầu. Thấy bọn họ gật đầu, Dương Sư tiếp tục nói thế nhưng. Vừa rồi, khi ngươi đánh quyền, khí thức phù phiếm, mặc dù thoạt nhìn đã vận dụng lực lượng toàn thân, trên thực tế lực lượng chỉ bắt đầu từ bắp chân, không có đi qua bàn chân. Dưới mặt bàn chân mới chính là vị trí của trục không huyệt, kết hợp với vấn đề trước đó của ngươi. Cho nên ta không khó có thể suy đoán ra lúc ngươi xung kích trục không cảnh đã xảy ra vấn đề. Vừa rồi vấn đề của Mạc Cao Viễn chính là làm sao có thể mở ra trục không huyệt, có thể làm cho lực lượng của người tu luyện không tiết ra ngoài, còn có thể khiến cho tu vi không ngừng gia tăng. Chân khí không thông qua trục không huyệt ở bàn chân, kết hợp với câu nói này, muốn suy đoán ra những chuyện này cũng không khó. Trên việc tu luyện xuất hiện vấn đề, dẫn đến lực lượng ở trục không huyệt so gì, tu vi khó mà gia tăng. Khi người tu luyện xong thanh long dương quyền, vẫn không thể giải quyết được vấn đề này. Bởi vậy, vì để tránh cho lực lượng dò dỉ, người cố ý lách qua vị trí bản chân. Mặc dù về sau đã tìm được phương pháp, cũng làm cho thực lực của ngươi lần nữa tiến bộ. Đáng tiếc, Long Dương Quyền đã thành lối mòn, không có cách nào tiến bộ được nữa. Dương Sư nói tiếp, đây, chuyện này, toàn thân mà cao viễn cứng ngắc, không nói ra lời. Đối phương nói điểm cũng không sai. Lúc trước, khi xung kích trục không cảnh đã xuất hiện biến cố, dẫn đến huyệt đạo xuất hiện vấn đề, lực lượng dò dỉ. Rất nhiều năm sau hắn mới có thể giải quyết, mà bộ song thanh long dương quyền này chính là thứ hắn đã tu luyện trước khi không có giải quyết được vấn đề kia. Hắn có thể xác định, lần thứ hai nhìn thấy vị trước mắt này, chỉ nhìn hắn đánh quyền đã có thể suy đoán ra những vấn đề này. Nhãn lực phải mạnh bao nhiêu cơ chứ? Chí ít hắn không làm được, coi như là danh sư thất tinh, sợ rằng cũng không thể hoàn thành được. Chẳng lẽ, thật sự là một vị danh sư bát tinh. Nếu nói trước khi đến hắn có chút hoài nghi đối với thân phận của người tủng niên trước mắt này, mà bây giờ hắn đã tin tưởng bảy, tám phần. Nếu như ta không nhìn lầm, khi người xung kích trục không cảnh đã gặp nguy hiểm gì đó, hoặc là đúng lúc người đang chiến đấu. Ngay trong lúc khiếp sợ, lại nghe Dương Sư ở phía đối diện tiếp tục hỏi. Vâng, mà Cao Viễn gật đầu. Lúc trước hắn đang bị kẻ thù truy sát, trong lúc sống chết thành công xung kích trục không cảnh, giải trừ nguy hiểm. Cũng thành công chém giết cầu nhân, trục không huyệt cũng bởi vì cưỡng ép tăng lên mà bị tổn thương. Cho nên mới có rất nhiều chuyện phía sau. Thân là danh sư lục tinh, biết rõ việc xung kích trục không cảnh cần yên tĩnh tuyệt đối, hơn nữa còn phải dùng chân khí ôn nhuận để tầm bổ. Kết quả lại làm cho bản thân rơi vào lựa chọn sống chết, không thể không đột phá bẫy dập. Khống chế đối với tu vi không đủ, lại không biết rõ đối thủ không đủ hiểu biết biết người không rõ đây chính là chuyện mà danh sư cấp cao gần đây hay làm sao ta nói ngươi hữu danh vô thực đã coi như là nhẹ rồi sao nào ngươi có dị nghị với lời nói của ta hay là nhíu mày dương sư không giận mà uy nói cảm thấy danh sư cấp cao như ta là giả ta vẻ mặt đỏ lên mà cao viễn tràn ngập xấu hổ ta có lỗi với dương sư là ta ta sai rồi audio điện tử võ tấn bền hết chương 1000